Kiều lão một nhóm tại 9 giờ tối đến, Trường Hưng phương diện chuyên môn an bài đặc thù thông đạo. Kiều lão đã thông qua Mai Như Tuyết chuyển đạt hắn ý tứ, tận lực không muốn gây nên quá nhiều chú ý, mặc dù như thế hắn cũng minh bạch muốn lấy người bình thường phương thức thăm viếng là không thể nào. Phương Tư Tề khóc đến con mắt đã sưng lên, mẹ con liên tâm, Kiều Viễn Sơn đi không từ giã về sau, Kiều Như Long liền thành nàng duy nhất lo lắng, đừng nhìn nàng hiện tại ở tại nhà mẹ đẻ, nhưng nàng từ đầu đến cuối đương mình vẫn là Kiều gia người nghe nói nhi tử ra tai nạn xe cộ, nàng tựa như giống hết y như là trời sập. Diệp Thanh Nhã tiến lên đỡ lấy nàng, ôn nhu an ủi, so với bà tâm tình của nàng coi như tỉnh táo. Đám người cách pha lê nhìn một chút bên trong Kiều Như Long, y sinh ra nói cho bọn hắn trước mắt Kiều Như Long sinh mạng thể trinh coi như bình ổn. Kiều Viễn Giang đi vào phụ thân bên cạnh, thấp giọng nói cha, ta sợ người lo lắng, cho nên không có trước tiên thông chi người. Kiều lão ừ một tiếng, cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hứa Thuần Lương, Như Long tình huống đến cùng thế nào. Hứa Thuần Lương nói, giải phẫu là thành công, về phần dự đoán bệnh tình như thế nào còn muốn quan sát mấy ngày, ngài yên tâm, lấy thể chất của hắn hẳn là có thể qua cửa này. Kiều lão gật đầu nói, mọi người không cần lưu tại nơi này, nên trở về đi, nên nghỉ ngơi một chút. Vương Tư Tề nói, cha, ta muốn lưu lại cùng hắn. Diệp Thanh Nhã nói, mẹ, ta tới đi, bệnh viện bên này ta một người là được, kỳ thật chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, hiện tại ở vào cách ly kỳ, chúng ta cũng vào không được. Kiều lão nói, tốt a, vậy liền để Tiểu Tuyết cùng Thanh Nhã lưu lại. Kiều Viễn Giang nói, cha, Đông Châu bên kia đã sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi địa phương không bằng. Kiều lão nói, được, những người khác đi nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương nói, Kiều gia gia, Trường Hưng chuyện bên này người giao cho ta đi, ta đêm nay cũng lưu lại. Mặc dù Kiều lão ra lệnh, nhưng Vương Tư Tề không muốn rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể để tùy, Trường Hưng bên này đã sắp xếp xong xuôi gian phòng, cung cấp Kiều gia người bồi hộ sử dụng. Hứa Thuần Lương cho Chu thư ký phát tin tức, nói cho hắn biết Kiều lão hôm nay nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút, Chu thư ký trở về hai chữ, hiểu rõ. Các loại Kiều lão bọn hắn rời đi về sau, đã là 11 giờ đêm, Diệp Thanh Nhã bồi tiếp Vương Tư Tề đi nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương bớt thời gian đi bên ngoài mua bữa ăn khuya cho Mai Như Tuyết đưa tới, Mai Như Tuyết nói, người cũng vội vàng một ngày, mau đi về nghỉ đi. Hứa Thuần Lương nói, ta không sao. Hắn đưa thay sờ sờ Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp, Mai Như Tuyết tướng mặt dán tại lòng bàn tay của hắn, khẩn trương một ngày thần kinh cuối cùng thoáng lỏng một chút, mặc dù kết quả như vậy không như ý muốn, nhưng chỉ cần ca ca còn sống liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, người yên tâm đi, ta có biện pháp trợ giúp đại ca ngươi khôi phục khỏe mạnh. Mai Như Tuyết nói, ta tin ngươi. Hai người ngồi tại liền trên ghế, Mai Như Tuyết dựa vào ở trên người hắn, Hứa Thuần Lương nắm ở eo nhỏ của nàng, để nàng sát lại thoải mái hơn một chút. Bọn hắn hiện tại mới xem như chân chính ý nghĩa đơn độc ở chung, không có quá nhiều giao lưu lại đã hiểu tâm ý của nhau, Hứa Thuần Lương thầm nghĩ đây chính là tương cứu trong lúc hoạn nạn đi. Hứa Thuần Lương nói, cho các người mua bữa ăn khuya, tranh thủ thời gian ăn chút đi. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, Thuần Lương, người đi về trước đi, ta có việc sẽ điện thoại cho ngươi. Hứa Thuần Lương căn dặn nàng sớm nghỉ ngơi một chút đưa nàng tiến vào bồi hộ thất, cái này mới rời khỏi Trường Hưng, bên ngoài còn tại tí tách dưới đất mưa. Hứa Thuần Lương chưa có về nhà, lo lắng quấy rầy ra ra nghỉ ngơi, hắn ngay tại bệnh viện đối diện nhà khách, mở cái gian phòng, tiến về gian phòng thời điểm. Ngoài ý muốn tại hành lang gặp tề sảng là mặc ban ngày kia thân quần áo, vẫn là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hứa Thuần Lương, cùng hắn lên tiếng chào, Hứa Thuần Lương một đoán liền biết tề sảng đối Kiều Như Long không yên lòng, hắn nhẹ gật đầu liền đi gian phòng của mình, giữa bọn hắn không có giao lưu tất yếu. Vọt vào tắm nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên tìm tòi một chút tương quan tin tức, cũng không có tìm được cái này khởi tai nạn xe cộ đưa tin. Xem ra Đông Châu phương diện bỏ ra đại lực khí, trong thời gian ngắn nhất khống chế được tin tức khuếch trương tán. Cũng không soát không biết, quét một cái giật mình, một đầu liên quan tới Đông Châu xe taxi làm thịt khách tin tức bên trên nóng lục soát. Nguyên nhân gây ra là Đông Châu đồ nướng gần nhất nhiệt độ tiêu thăng, hấp dẫn không ít lưới đỏ chủ blog tới đánh kẹt dò xét cửa hàng. Trong đó một vị có được hơn ngàn vạn bánh phở Mỹ thực chủ blog cá quả đến đây Đông Châu, mới đến nhiệm sở liền tao ngộ xe taxi cự năm. Đường vòng, đảo ngược không tính số lẻ các loại tình huống. Vị này Mỹ thực chủ blog giữ lại chứng cứ, cũng tướng bị gặp làm thịt khách toàn bộ quá trình ghi âm thu hình lại thượng truyền.
Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, quy tắc này video đưa tới rất nhiều người cộng minh, Đông Châu xe taxi vấn đề từ xưa đến nay, liền liền Hứa Thuần Lương hôm nay tại đường sắt cao tốc đứng đều tao ngộ loại tình huống này, nếu như không phải hắn sốt ruột làm việc, không phải sửa chữa tài xế xe taxi kia không thể. Mặc dù Hứa Thuần Lương cũng cho rằng loại này lộ ra ánh sáng là chân thật, vừa vặn là Đông Châu văn lữ cục một viên, hắn ý thức được loại này lộ ra ánh sáng sẽ đối cứng có khởi sắc Đông Châu văn lữ là một lần đả kích nặng nề. Cá quả liên quan tới Đông Châu xe taxi làm thịt khách video nhiệt độ rất cao, đồng thời cũng không ít người phát ra tại Đông Châu cỗ xe tao ngộ nơi đó giao quản bộ môn tiền phạt sự tình. Hứa Thuần Lương lật xem một lượt bảng danh sách, phát hiện Đông Châu xe taxi làm thịt khách tin tức nhiệt độ đã vượt qua Đông Châu đổ nướng, hắn bắt đầu cảm giác việc này không ổn, tướng cái này cái video phát cho Phó Quốc Dân. Cũng không lâu lắm, Phó Quốc Dân liền gọi điện thoại đến đây, Phó Quốc Dân ở trong điện thoại cũng là lửa khí công tâm, hắn đã cùng mấy bộ ngành lớn câu thông qua rồi, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, tuần lễ trước hắn đi Trạng Nguyên đường phố đi tản bộ thời điểm liền phát hiện cảnh sát giao thông đối ngoại xe làm trái ngừng xử lý qua tại nghiêm ngặt. Còn đặc biệt nhằm vào chuyện này tiến hành câu thông, hiện tại tốt, cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương đề nghị Phó Quốc Dân kịp thời xử lý, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đông Châu văn lữ chính là dựa vào lưới đỏ lưu lượng đẩy lên, cái đồ chơi này là đem kiếm hai lưỡi, dùng tốt mọi việc đều thuận lợi, dùng không tốt còn sẽ gặp phải phản phệ. Phó Quốc Dân cũng nghe nói Kiều Như Long sự tình, biết Hứa Thuần Lương gần nhất khẳng định phải bận rộn chuyện này, để hắn yên tâm đi, hiện tại liền tay xử lý. Kiều lão đến Đông Châu hai chiều về sau, trước cùng Mai Như Tuyết thông điện thoại, hắn đối cháu trai vẫn là không yên lòng. Có người giúp hắn lấy được thư viễn hàng tư liệu, Kiều lão sau khi xem, lại an tâm không ít, cái này thư viễn hàng y thuật là không có bất cứ vấn đề gì. Kiều Viễn Giang nhìn đồng hồ, đã cũng nhanh rạng sáng, khuyên nhủ cha, người mau ngủ đi, thật xa chạy tới, chắc hẳn đã mệt mỏi. Kiều lão lắc đầu nói, ngủ không được a. Viễn Giang, Như Long xảy ra chuyện thời điểm. Trong xe có phải hay không còn có một nữ nhân? Kiều Viễn Giang nhẹ gật đầu, cha, người yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, chuyện này sẽ giữ bí mật, sẽ không có người biết. Kiều lão lạnh lùng nhìn qua hắn, người đều bao lớn rồi. Còn ngây thơ như vậy. Kiều Viễn Giang ngạc nhiên nhìn qua phụ thân, hắn vốn cho rằng lão gia tử cũng sẽ đồng ý mình làm như thế. Kiều lão nói, ngoại trừ Diệp Thanh Nhã, Diệp gia còn chưa tới người. Kiều Viễn Giang nói, ý của ngài là, Diệp gia biết rồi. Không thể nào. Kiều lão thở dài nói, người lớn nhất mau bệnh chính là khuyết thiếu cái nhìn đại cục, còn tự cho là thông minh, phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi giấu giếm được đi sao? Tai nạn xe cộ đã phát sinh, liền muốn tôn trọng chân tướng, lúc đầu không có chuyện gì, ngươi không phải phải ẩn giấu, kết quả đây. Khiến cho càng che càng lộ, thực sự hồ đồ. Kiều Viễn Giang trong lòng thầm nghĩ, nhất định là Mai Như Tuyết cáo mình hắc trạng, lão gia tử thủy chung vẫn là cái dạng này. Trong mắt hắn tự mình làm cái gì đều không đúng, Kiều Viễn Giang nói cha, ta cũng là vì chúng ta Kiều gia tốt, để phòng người hữu tâm cầm nữ nhân kia làm văn chương. Kiều lão nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. Kiều Viễn Giang nói, vậy ta đây liền đi an bài. Kiều lão khoát tay áo, chỉ ghế salon bên cạnh để hắn ngồi xuống. Kiều Viễn Giang quy củ ngồi tại phụ thân bên người. Kiều lão nói, cha rõ ràng gây chuyện lái xe thân phận bối cảnh, còn có Như Long cùng xe nữ nhân kia. Kiều Viễn Giang nói, cảnh sát đã đang tra. Kiều lão nhíu mày, ta cho ngươi đi tra. Kiều Viễn Giang trong lòng khẽ giật mình, thấp giọng nói cha, chẳng lẽ người hoài nghi đây không phải cùng một chỗ ngoài ý muốn. Kiều lão nói, liền xem như ngoài ý muốn cũng hẳn là cha rõ ràng, chúng ta Kiều gia những năm này tao ngộ chuyện xấu thật sự là nhiều lắm. Kiều Viễn Giang nói, cha, người cũng không cần quá lo lắng, cái này thư viễn hàng trình độ rất cao, mà lại giải phẫu ghép tim làm phải kịp thời. Dự đoán bệnh tình hẳn là rất không tệ, ta nghe nói trải qua một đoạn thời gian khôi phục, nhưng lấy cùng người bình thường một dạng công việc sinh hoạt. Người bình thường, trái tim kia cho dù tốt cũng không phải là của mình, về sau quãng đời còn lại Như Long đều không thể rời đi dược vật, sinh hoạt không bị ảnh hưởng là không thể nào. Kiều lão trong lòng tràn đầy bi ai, hắn trông cậy vào cháu trai tiếp qua gia tộc trách nhiệm, trông cậy vào Kiều gia tại cháu trai trong tay lại lần nữa huy hoàng. Nhưng cái này khởi tai nạn xe cộ hoàn toàn làm rối loạn hắn bố cục, rất có thể sẽ để hắn trước đây hết thảy cố gắng nước chảy về biển đông. Một số thời khắc, người không thể không tin số mệnh. Kiều Viễn Giang ngược lại không có cảm giác được đặc biệt thất lạc, vận mệnh chính là như thế, không có ai sẽ mãi mãi cũng gặp may mắn, thịnh cực mà suy,
một người tại bắt đầu may mắn thời điểm, thường thường điều xấu liền lặng yên bồi bạn ngươi, cái này chính là phúc họa tương y. Hắn thậm chí cho rằng, Kiều gia tất cả mọi người sinh hoạt tại lão gia tử bóng ma dưới, lão gia tử quá hiếu thắng, chúa tể mỗi người vận mệnh, luôn mồm tôn trọng nhi nữ lựa chọn, thế nhưng là tại trong hiện thực nhưng từ chưa làm như vậy qua. Tại loại áp lực này dưới, Kiều Viễn Sơn cái thứ nhất ngã xuống, sau đó là mình, tiếp theo là Kiều Như Long. So với Kiều Viễn Sơn phụ tử, mình coi như may mắn, chỉ ít phụ thân không có đối với mình ôm lấy hy vọng quá lớn, tại gia tộc này bên trong, hy vọng càng lớn tiếp nhận áp lực cũng lại càng lớn, nếu như Kiều Như Long không đi tham chính có lẽ lần này tai nạn xe cộ liền sẽ không phát sinh. Kiều lão nói, người biết nữ nhân kia. Đột nhiên xuất hiện tra hỏi để Kiều Viễn Giang sững sờ, lấy lại tinh thần về sau, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết, ta chưa hề đều chưa thấy qua. Kiều lão dựa vào ở trên ghế salon, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt, Như Long tại Bình Hải xảy ra chuyện, người cái này đương đại bá khó từ tội lỗi. Kiều Viễn Giang trong lòng hết sức buồn bực, chuyện tốt không có mình, trách nhiệm chưa hề không ít qua, phụ thân cũng quá bất công, hắn thở dài nói, ta đối Như Long chú ý hoàn toàn chính xác không đủ. Kiều lão nói, Viễn Giang, người nói Viễn Sơn nếu như còn sống, hắn biết chuyện này có thể hay không hận ta. Kiều Viễn Giang không nói gì, trong lòng cho rằng đệ đệ nhất định là hận cha thân. Kiều lão một lát sau lại nói, hắn vẫn luôn hận ta. Cha, sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, người không cần luôn luôn để ở trong lòng. Hắn đi nhiều năm như vậy, sống hay chết cũng không biết, ta cái này người làm cha có thể nào không để trong lòng. Kiều Viễn Giang nói, cha, kỳ thật có một số việc là miễn cưỡng không đến. Kiều lão mím môi, ta mệt mỏi. Kiều Viễn Giang tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ. Kiều lão trong lòng bị mấy cỗ phức tạp cảm xúc chi phối, ở trong đó đã có nguyên nhân cháu trai gặp tai nạn xe cộ khổ sở, lại có đối trưởng tử Kiều Viễn Giang triệt để thất vọng, hắn đã sớm nhìn ra Kiều Viễn Giang không có bản lãnh gì, khuyết thiếu chính trị trí tuệ nhưng là dù sao tại thể chế bên trong làm nhiều năm như vậy, gặp được đại sự coi như xử lý không được, tối thiểu có thể thấy rõ trong đó lợi hại, nhưng lần này Kiều lão triệt để thất vọng. Kiều Viễn Giang chính trị trí tuệ thậm chí còn so ra kém Mai Như Tuyết, có một số việc đích thật là miễn cưỡng không đến, lúc trước liền không nên để hắn tham chính, đã dạng này, có thể an an ổn ổn chịu xong toàn bộ hành trình đã là hắn tạo hóa. Kiều lão nhớ tới Kiều Như Long trong xe cái kia nữ nhân thần bí, nữ nhân thân phận cũng không trọng yếu. Chuyện này Diệp gia cũng đã biết, nếu không sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ lâu như vậy còn không có làm ra phản ứng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cháu trai bình an vô sự, về phần cái khác sau này hãy nói đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thời gian tổng đến tiếp tục. Kiều lão trắng đêm chưa ngủ, sáng sớm hôm sau liền dậy, một thân một mình đi vào lầu nhỏ sân phía ngoài bên trong, nhìn thấy Vương Tư Hiên đã tỉnh, đang ở trong sân làm vận động nóng người. Vương Tư Hiên gặp Kiều lão ra, hướng hắn cười cười nói, Kiều bá bá, sớm như vậy. Ta dự định ra ngoài chạy bộ đâu? Kiều lão nhẹ gật đầu, biết hắn có chạy bộ sáng sớm thói quen. Vương Tư Hiên vừa mới liên lạc qua tỷ tỷ, Kiều Như Long tình trạng rất tốt, hắn đem tình huống này nói cho Kiều lão nghe. Kiều lão nói, theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Hai người cùng ra ngoài, tại hai chiêu trong hoa viên dạo bước, tại Kiều Như Long tiến vào hoa đầu sự tình bên trên, Vương Tư Hiên có chỗ lười biếng, từ khi đó liền đưa tới Kiều lão không vui. Không lâu Kiều Như Long tiến vào hoa đầu phụ trách kiểm tra kỷ luật, trước đó không lâu Kiều Như Long đã thuận lợi trở thành hoa đầu phó tổng, Vương Tư Hiên nội tâm là phi thường thấp thỏm, hắn ý thức được mình tại hoa đầu tổng giám đốc vị trí bên trên chỉ sợ ngốc không lâu. Kiều lão nói, Tư Hiên a, về sau ngươi muốn quan tâm Như Long. Vương Tư Hiên dùng sức nhẹ gật đầu, xem ra lần này tai nạn xe cộ cải biến Kiều lão bố cục, hắn là ta cháu trai, ta là coi hắn là người nối nghiệp bồi dưỡng. Kiều lão trong lòng tràn ngập đắng chát tư vị, người có tư cách gì bồi dưỡng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Như Long có thể khôi phục lại trình độ nào đều không tốt nói. Lúc này phía trước một người hướng bọn hắn đi tới, Kiều lão, Vương Tổng, sớm a. Vương Tư Hiên nhận ra là Đông Châu Chu thư ký, nhớ tới thời gian bây giờ, nhoáng cái đã hiểu rõ lần này tuyệt không phải ngẫu nhiên gặp. Kiều lão nói, Tiểu Chu a. Chu thư ký nói, là ta, Kiều lão. Người còn nhớ rõ ta à? Kiều lão nhẹ gật đầu, nhìn Vương Tư Hiên một chút, Vương Tư Hiên lập tức minh bạch, các ngươi trò chuyện, ta đi chạy bộ. Chu thư ký một cách tự nhiên thay thế Vương Tư Hiên vị trí, cung kính nói, Kiều lão, khởi như thế sớm a. Kiều lão thở dài nói, ngủ không được a,
Như Long sự tình cho các ngươi thêm phiền toái. Kiều lão, chuyện lần này ta phi thường tiếc nuối, ta đã để ngành tương quan nhằm vào lần này tai nạn xe cộ tiến hành toàn diện điều tra, nhất định triệt tra tới cùng, đối tương quan người có trách nhiệm tuyệt không nhân nhượng. Kiều lão nói, không cần làm đặc thù hóa, dựa theo chính quy quá trình đi thăm dò, là trách nhiệm của ai chính là của người đó trách nhiệm, Như Long mặc dù là thụ thương một phương, nhưng là hẳn là gánh chịu trách nhiệm cũng không cần né tránh. Chu thư ký liên tục gật đầu, trong lòng thầm than, đây chính là cách cục, nhưng hắn cũng rõ ràng, mình là không thể nào phỏng đoán đến Kiều lão chân chính tâm tư. Kiều lão ngẩng đầu quan sát cách đó không xa vẫn chưa tắt ra niên quảng trường ánh đèn tú, nói khẽ, Đông Châu khắp nơi đều đang làm kiến thiết ha. Chu thư ký nói, Đông Châu xây thành tương đối thành thị định vị có chút rơi ở phía sau, hai năm này chúng ta tại phát lực đuổi theo tàu điện ngầm đồng thời hai kỳ công trình đều thuận lợi kiến thiết. Kiến thiết quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút giao thông bên trên vấn đề. Nói đến đây hắn bỗng nhiên ý thức được Kiều lão có ý riêng. Kiều lão nói, có vấn đề liền phải kịp thời giải quyết, nếu như không thể ngay đầu tiên xử lý, vấn đề nhỏ liền sẽ tích lũy trở thành vấn đề lớn. Chu thư ký phía sau đã toát ra mồ hôi lạnh, Kiều lão nói đúng. Kiều lão cười nói, ta tất cả lui ra tới, người đi cùng với ta không cần khẩn trương, ta chỉ là xách chút đề nghị. Nói sai địa phương ngươi đừng để trong lòng. Hắn nheo cặp mắt lại nhìn qua phía trước nói, năm đó ta cha thân ở chỗ này đánh trận, ta đối Đông Châu có đặc thù tình cảm. Chu thư ký không dám chen vào nói, cung cung kính kính nghe. Kiều lão nói, ta đem tôn nữ đưa đến Đông Châu, chính là nhớ nàng đến tiền bối chiến đấu qua địa phương xem thật kỹ một chút, ta dự tính ban đầu là muốn đem cách mạng truyền thống truyền thừa tiếp. Chu thư ký nói, Mai Như Tuyết đồng chí năng lực làm việc phi thường đột xuất. Biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn dùng hai cái phi thường đến cường điệu Mai Như Tuyết ưu tú. Kiều lão nói, ta không phải cái trọng nam khinh nữ người, nhưng là tại thể chế bên trong, nữ hài tử hay là có thể yếu. Hắn lời nói xoay chuyển, trong nhà người là nhi tử vẫn là nữ nhi. Chu thư ký nói, nhi tử, ở kinh thành học nghiên đâu? À, có hay không nghĩ tới để hắn tham chính? Chu thư ký lắc đầu, hắn đối tham chính không hứng thú. Mà lại cũng không phải khối này liệu. Kiều lão nở nụ cười, hắn nghĩ tới đại nhi tử Kiều Viễn Giang, nếu như khuyết thiếu phương diện này năng lực vẫn là không cần miễn cưỡng, con đường này không có tốt như vậy đi. Chu thư ký nói, không sợ Kiều lão trò cười, ta không có trông cậy vào hắn lớn bao nhiêu tiền đồ, bình an liền tốt. Kiều lão nhìn hắn một cái, Chu thư ký cảm giác Kiều lão niên kỷ mặc dù lớn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén hơn người, hắn không dám cùng Kiều lão đối mặt. Kiều lão nói, cũng không thể nghĩ như vậy mỗi người đều nghĩ đến con cái của mình bình an, như vậy ai đi đảm đương quốc gia trách nhiệm. Vô luận tại vị trí nào, xử lý cái gì ngành nghề, đều không thể nào quên trách nhiệm hai chữ này. Chu thư ký liên tục gật đầu. Kiều lão nói, nếu như ta nhớ không lầm, người cùng Diệp Sương Nguyên dựng qua ban tử A. Phải. Kiều lão nói, Sương Nguyên tại phát cải ủy công việc rất xuất sắc, các người thường xuyên liên hệ A. Chu thư ký thầm than. Kiều lão tướng hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, hắn tranh thủ thời gian hồi đáp, hôm qua liên lạc qua, hắn chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi thăm Như Long tình huống. Kiều Như Long là Diệp Sương Nguyên con rể, chuyện này cũng không phải là bí mật. Chu thư ký trả lời vấn đề này thời điểm vô cùng cẩn thận, bởi vì Kiều Như Long phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, trong ô tô còn có một nữ nhân. Kiều Viễn Giang ngay đầu tiên thông chi hắn cần phải hỗ trợ che đậy kín chuyện này, bất quá tối hôm qua hắn lại nhận được tin tức. Hết thảy tình hình thực tế thông báo. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Diệp Sương Nguyên cho tới bây giờ còn không có hiện thân Đông Châu, bản thân đã nói lên vấn đề, Chu thư ký kỳ thật cũng không có hoàn toàn đối Kiều lão nói thật, xảy ra chuyện về sau hắn cùng Diệp Sương Nguyên hỗ động tấp nập, hôm nay đến nơi này trước đó, còn cùng Diệp Sương Nguyên thông qua điện thoại, Diệp Sương Nguyên hẳn là vào hôm nay đến Đông Châu. Kiều lão nói, ta nghe nói lần này Như Long đến Đông Châu là ứng lời mời của ngươi. Chu thư ký nhẹ gật đầu, nội tâm triệt để hoảng loạn rồi, đây không phải bí mật, hắn mời Kiều Như Long đến khảo sát Đông Châu Văn Lữ, hy vọng hoa đầu cùng Đông Châu có thể tại trùng kiến Đông Châu Văn Mạch một chuyện bên trên có thể đạt thành hiệp nghị, nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như không có hắn mời, Kiều Như Long liền sẽ không đến Đông Châu, không đến Đông Châu có lẽ liền có thể tránh thoát lần này tai nạn xe cộ. Chu thư ký lo lắng nhất chính là Kiều gia giận lây sang mình, hắn thành khẩn nói, Kiều lão. Đối với chuyện này ta muốn nhận gánh trách nhiệm. Kiều lão nở nụ cười, người nhận chịu trách nhiệm gì? Ta nói như vậy cũng không phải muốn truy cứu trách nhiệm của ai, làm Như Long người nhà,
ta chỉ là nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tình huống, Tiểu Chu A, ta biết ngươi làm sao nghĩ, ngươi không muốn có bất kỳ lo lắng. Mặc dù Kiều lão nói như vậy, nhưng Chu thư ký vẫn trong lòng không nỡ, ngẫu nhiên gặp qua Kiều lão về sau, hắn buổi sáng liền tổ chức một lần ban tử hội nghị nhất trí thông qua được tại sắp đến tháng 5 khai triển giao thông cả trị hành động, nghiêm tra các loại giao thông hành động trái luật, chỉnh đốn và cải cách con đường giao thông tai họa ngầm. Phó quốc dân biết được giao thông sửa trị nguyệt đến, ý thức được vừa mới bởi vì Đông Châu đổ nướng giấy lên một mồi lửa liền muốn dập tắt, giao thông sửa trị mang ý nghĩa đối phạm pháp vi quy từ này xử phạt nặng, hắn vốn định cân đối giao quản bộ câu đối hai bên cánh cửa nơi khác cỗ xe thích hợp buông lỏng chấp pháp tiêu chuẩn, lúc đầu cũng đã nhận được huynh đệ bộ môn miệng hứa hẹn, hiện tại hết thảy đều ngâm nước nóng. Kiều Như Long lần này đại biểu Hoa Đầu tập đoàn tới khảo sát Đông Châu Văn Lữ, nếu như hết thảy thuận lợi, rất có thể đạt thành hiệp nghị. Theo Kiều Như Long trận này ngoài ý muốn, đoán chừng Hoa Đầu đầu tư cũng biến thành bọt nước. Phó quốc dân cùng Phạm Lý Đạt đàm luận chuyện này thời điểm, hai người chỉ có cảm thán thời vận không đủ. Trên mạng liên quan tới Đông Châu xe taxi làm thịt khách tin tức vẫn tại tiếp tục lên men, phó quốc dân hiện tại khắc sâu cảm nhận được nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Hắn bề bộn nhiều việc dập tắt những này mặt trái tin tức đồng thời, cũng liên buộc lại Đông Châu thị chuyên trở tổng hợp hành chính chấp pháp chi đội. Tại chuyện xảy ra ngày thứ hai ban bố chính thức thông báo biểu thị, phi thường cảm tạ dân mạng đối công tác quan tâm cùng giám sát, đối tương quan xe taxi người điều khiển vi quy kinh doanh, xâm hại hành khách lợi ích, tổn hại Đông Châu hình tượng đi là, giao quản bộ môn tướng theo nếp sẽ nghiêm trị từ xử phạt nặng, tuyệt không nhân nhượng. Kết quả xử lý cũng sẽ ngay đầu tiên hướng xã hội công bố. Giao quản bộ môn phát ra nhắc nhở, hành khách như gặp đến xe taxi cự năm, đường vòng, thu nhiều phí, không cung cấp hóa đơn các loại vi quy kinh doanh hành vi, mời kịp thời gọi 12.328 khiếu nại báo cáo điện thoại, kiểm chứng là thật tướng theo nếp ban điều tra lý, giữ gìn người tiêu dùng hợp pháp quyền lợi. Phó quốc dân vốn cho rằng, tại cái này một loạt kết quả xử lý công bố về sau, làm thịt khách nhiệt độ có thể tiêu lui xuống đi, nhưng là sự tình cũng không có giống hắn nghĩ đến như thế phát triển. Từng đầu liên quan tới Đông Châu mặt trái tin tức không ngừng bị lộ ra, cái gì thiếu cân ít hai, cái gì lên ào ào giá hàng, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa mặt trái tin tức đem Văn Lữ cục đám này lãnh đạo làm cái sứt đầu mẻ chán. Ứng Kiều ra yêu cầu, Thư Viễn Hàng tại thuật hậu sáng ngày thứ hai kiểm tra phòng về sau, nhằm vào Kiều Như Long giải phẫu cùng đến tiếp sau trị liệu tiến hành một cái toàn diện nói rõ, Kiều ra cơ hồ tất cả mọi người đến đây. Kiều Viễn Giang hiện tại đối Thư Viễn Hàng tài nghệ y thuật xem như có rõ ràng nhận biết. Những cái kia hắn mời tới chuyên gia đoàn đội cũng rời đi Đông Châu. Thư Viễn Hàng sau khi nói xong, mỉm cười nói, mọi người còn có vấn đề gì? Kiều Sa Đỏ nói, Thư bác sĩ, Như Long về sau có thể hoàn toàn khôi phục bình thường sao? Thư Viễn Hàng ăn ngay nói thật, về sau muốn phục dụng dược vật, bất qua thân thể cơ năng phương diện hẳn là có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Căn cứ nghiên cứu số liệu biểu hiện có gần 85% người bệnh đều có thể tiếp tục trở lại về công việc cương vị xử lý đi qua công việc. Trong đó rất lớn một bộ phận vẫn có thể xử lý bơi lội, cưỡi xe, chạy bộ các loại thể dục hoạt động. Kiều Sa Lam nói, quả tim này dù sao là của người khác, đại khái có thể sử dụng bao lâu? Thư Viễn Hàng cười nói, ngài là muốn hỏi sinh tồn suất tình huống đi, ghép tim thuật hậu nhất niên sinh tồn suất, nam tính người bệnh có thể đạt tới 88%, nữ tính người bệnh có thể đạt tới 77.2%, thuật hậu năm niên sinh tồn suất nam tính người bệnh nhưng đạt 73.1%. Nữ tính có thể đạt tới 67.4%, trong đó 49% người bệnh ghép tim thuật hậu sinh tồn kỳ đạt tới 10 năm, căn cứ ta nắm giữ số liệu, trước mắt trong nước ghép tim thuật hậu dài nhất sống sót thời gian vượt qua 20 năm trên quốc tế giải phẫu sau sống sót thời gian dài nhất là 38 năm. Đương nhiên ghép tim thuật hậu sinh tồn kỳ cùng sinh tồn chất lượng thụ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, tỷ như thụ ghép tim cung cấp thể khỏe mạnh tình trạng, ghép tim thụ người tuổi tác, bình thường tình trạng cơ thể, thói quen sinh hoạt cùng kiên trì dùng thuốc các loại. Từ tình huống trước mắt đến xem, ta cho rằng người bệnh khiêu chiến một hạ kỷ lục thế giới cũng không phải là không thể được. Kiều gia người đối Thư Viễn Hàng giải thích tương đối hài lòng, Kiều lão nói, tạ ơn Thư bác sĩ chúng ta cũng không cần chậm trễ công tác của hắn. Thư Viễn Hàng đứng dậy đưa tiễn, đi vào ngoài cửa nhìn thấy Hứa Thuần Lương ở bên ngoài ngồi, Thư Viễn Hàng đi đến bên cạnh hắn đập hắn một chút, ngươi làm sao không tiến vào. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không phải Kiều gia người. Thư Viễn Hàng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một bình nước, vất vả. Thư Viễn Hàng nói, kỳ thật bọn hắn không cần quá lo lắng, hiện tại y học trình độ, chỉ phải phối hợp trị liệu,
vượt qua bình quân sống sót thời gian không có bất cứ vấn đề gì. Bình quân sống sót thời gian là nhiều ít? 15 năm. Hứa Thuần Lương nhếch miệng, Kiều Như Long còn trẻ, 15 năm khẳng định không đủ. Thư Viễn Hàng nói, đến lúc đó còn có thể lại làm một lần giải phẫu thay đổi trái tim, nói không chừng còn sẽ có kỹ thuật mới sinh ra, đúng, trung y đối loại tình huống này có biện pháp gì hay không? Hứa Thuần Lương nói, có, ngươi có thể bảo đảm hắn 15 năm, ta cũng có thể bảo đảm hắn 15 năm. Thư Viễn Hàng biết hắn không phải ăn nói lung tung, dù sao phụ thân bệnh bạch huyết chính là Hứa Thuần Lương hỗ trợ chữa trị. Thư Viễn Hàng nói, khí quan cấy ghép giải phẫu đứng trước đến vấn đề lớn nhất chính là bài xích phản ứng. Nếu như có thể để cho thân thể triệt để tiếp nhận cấy ghép khí quan, sinh tồn thời gian liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói Bùi Lâm là uống thuốc độc tự sát, trái tim của nàng có thể sử dụng. Thư Viễn Hàng nói, đương nhiên có thể sử dụng, người cho rằng là tiểu thuyết võ hiệp chúng độc khí công tâm. Nhân thể giải độc là thông qua gan, bài tiết bình thường là thông qua thận, nàng chúng độc thời gian không lâu. Hứa Thuần Lương đánh gãy hắn nói, Bùi Lâm không cứu nổi. Thư Viễn Hàng nói, lấy tim trước đó đã não tử vong, tại y học bên trên cái này mang ý nghĩa tử vong chân chính, đúng, chuyện này ngươi đừng nhắc lại, Triệu Viện đặc địa bàn giao muốn giữ bí mật xem như đối khí quan hiến cho người tư ẩn tôn trọng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Thư Viễn Hàng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ta phải đi, chờ một lúc muốn đi Triệu Viện trong nhà đi một chuyến. Hứa Thuần Lương để hắn đợi lát nữa, ta cùng ngươi cùng đi. Hứa Thuần Lương tướng mình đi Triệu Phi Dương chuyện nơi đó nói cho Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết cân nhắc đến Bùi Lâm quyên ra trái tim nghĩ cách cứu viện đại ca, ngay lập tức đem việc này nói cho Gia Gia, nàng chuẩn bị cùng Hứa Thuần Lương cùng đi, Kiều Lão làm sơ suy tư quyết định để Kiều Viễn Giang đại biểu tiến đến. Kiều Viễn Giang đến vượt quá Triệu Phi Dương ngoài ý liệu, chứng minh Kiều Gia nhận hắn phần nhân tình này. Kiều Viễn Giang nắm chặt Triệu Phi Dương tay, an ủi, bớt đau buồn đi, về sau có khó khăn gì một mực mở miệng. Đây là lão gia tử an bài hắn nói như vậy, Kiều Viễn Giang cũng rõ ràng Kiều gia thiếu Triệu Phi Dương một cái nhân tình to lớn. Triệu Phi Dương nói, tạ ơn, tạ ơn. Kiều Viễn Giang cũng không dừng lại quá lâu, tăng thêm Triệu Phi Dương phương thức liên lạc về sau rời đi. Thư Viễn Hàng cùng Hứa Thuần Lương đi vào linh đường bái tế, Hứa Thuần Lương nhìn qua Bùi Lâm di ảnh, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như ban đầu ở tiếp nhận Bùi Lâm ủy thác về sau lập tức tìm tới Dương Mộ Phong. Có lẽ liền sẽ không có hậu tục buồn kịch phát sinh, bây giờ quay đầu ngẫm lại, nữ nhân này vận mệnh cũng thực đáng thương. Triệu Phi Dương hôm nay một thân màu đen trang phục, đứng ở nơi đó biểu lộ u ám. Hứa Thuần Lương đi vào trước mặt hắn, Triệu Viện. Triệu Phi Dương nói, đến rồi. Hứa Thuần Lương hướng hắn vươn tay ra, hai người nắm tay, Triệu Phi Dương rất nhanh liền buông ra, nhìn qua Hứa Thuần Lương hai mắt nói, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Hứa Thuần Lương có thể phát giác được hắn đối với mình lãnh đạm, nhẹ giọng thở dài nói, có cái gì chỗ cần hỗ trợ chỉ cần phân phó. Triệu Phi Dương lắc đầu, không cần, người công việc cũng rất bận. Hứa Thuần Lương có chút tự chuốc nhục nhã, trong lòng thầm nghĩ, Triệu Phi Dương chẳng lẽ bởi vì Bùi Lâm chết giận lây sang mình. Người này vì sao chưa từng nghĩ lại tự thân vấn đề. Hứa Thuần Lương cũng lười cùng hắn nói chuyện nhiều, nói câu chú ý thân thể, nên rời đi trước. Đến đi ra bên ngoài nhìn thấy đồng dạng tới phúng viếng phó quốc dân để hắn chờ một lát. Hứa Thuần Lương đi bên cạnh xe đợi một hồi, phó quốc dân vội vàng đi tới, Kiều Như Long tình huống thế nào? Hứa Thuần Lương nói, còn tốt, mệnh xem như kiếm về. Phó quốc dân nói, chuyện lần này có hơi phiền toái, không biết tình huống như thế nào, đột nhiên đã tuôn ra nhiều như vậy hắc chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, không kỳ quái Đông Châu đồ nướng nhiệt độ lên cao quá nhanh. Để người khác đỏ mắt thôi, còn có, chính chúng ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thể trách người ta hắc chúng ta, những vấn đề kia đều là chân thực tồn tại, chỉ bất quá lần này tập trung bạo phát đi ra thôi. Phó quốc dân nói, hiện tại nội bộ có không ít thanh âm phản đối, có ít người bắt đầu nói ngồi châm chọc, nói cái gì đã sớm biết lưới đỏ kinh tế không lâu được, văn lữ công việc nên lấy văn hóa làm chủ, chớ cùng gió học người ta làm cái gì đẩy lưu. Hứa Thuần Lương nói, nhiều chuyện tại đừng trên mặt người. Người không cho người ta nói cũng không có khả năng. Hắn có thể lý giải phó quốc dân, văn lữ cục tổ kiến lâu như vậy thật vất vả thông qua Đông Châu đồ nướng có chút nhiệt độ, mắt thấy lại muốn không kết quả, thân là Đông Châu văn lữ cục trưởng có thể nào không nóng lòng. Phó quốc dân nói, có biện pháp gì hay không tiêu trừ một chút ảnh hưởng trái chiều. Hứa Thuần Lương nói, lửa một khi bốc cháy nghĩ dập tắt liền khó khăn,
ta cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu, đỏ thấm cũng là một loại đỏ, ta sáng sớm hôm nay đi ăn điểm tâm thời điểm, nhìn thấy còn tại cai đội, có lẽ cái này chút mặt trái tin tức cũng không có có ảnh hưởng đến du khách nhiệt tình, có lẽ còn có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Phó Quốc Dân nói, làm sao có thể, ta từ tối hôm qua soát cho tới hôm nay, tất cả đều là hắc chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ta quay đầu liên hệ Hạ Tam Lưỡng Tam, ứng phó loại tràng diện này hắn hẳn là có kinh nghiệm hơn. Phó Quốc Dân nói, vậy liền vất vả ngươi, ngươi nhìn, ngươi sự tình nhiều như vậy, ta còn phải cho ngươi thêm gánh đừng trách ta a, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười. Thư Viễn Hàng lái xe dẫn hắn tới, trong xe đợi cả buổi mới gặp hắn trở về, trò chuyện cái gì lâu như vậy. Hứa Thuần Lương lên xe, đem vừa rồi nói chuyện sự tình nói cho hắn, Thư Viễn Hàng nói, ta cũng nhìn thấy, cũng không trách người ta mắng, hai ngày trước ta mang hài tử đi ăn đồ nướng, ta tận mắt thấy quán đồ nướng hố người bên ngoài điểm so với chúng ta ít, tính tiền so với chúng ta nhiều, nhắc tới chính là các ngươi công không làm được vị, văn lữ cũng không phải làm một cú, mặc cho loại tình huống này phát sinh, về sau ai còn nguyện ý đến a? Hứa Thuần Lương nói, chỗ nào đều có mặt hàng này, một con chuột hỏng một nồi nước. Thư Viễn Hàng nói, chiếu ta nói, các người được đến điểm thực tế, đừng cả ngày nói Đông Châu chào mừng ngài, người ta vừa đến liền bị xe taxi làm thịt rồi, đổi thành ai cũng không cao hưng a, nhất là đường sắt cao tốc đứng sân bay loại này địa phương đều là Đông Châu mặt mũi, loại chuyện này nhất định phải ngăn chặn, người ta tới đều là tiêu phí, tám nhất đại kiệu để người ta mời đến cũng không lỗ, các người Đông Châu văn lữ an bài mấy chiếc xe miễn phí đưa đón có thể xài bao nhiêu tiền. Cái gì cũng so ra kém hình tượng trọng yếu. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, Thư Viễn Hàng lời nói này có lý, cho hắn rất lớn dẫn dắt, miễn phí đưa đón, hắn làm sao lại không nhớ ra được đâu. Hứa Thuần Lương làm sơ suy nghĩ, trước cho Đinh Tứ gọi điện thoại, mặc kệ như thế nào trước lập cái flag. Đinh Tứ cũng chú ý đến gần nhất Hắc Đông Châu tin tức, chớ nhìn hắn trình độ văn hóa không cao, nhưng là quê quán vinh dự cảm giác rất mạnh, tức giận đến ở trong điện thoại liền mắng lên, đám này ngu xuẩn thật cho Đông Châu mất mặt, chưa thấy qua tiền a. Giấy những này trái lương tâm tiền giữ lại mua thuốc a, còn có cái nào cá quả, có ý kiến ngươi sách a, chúng ta biết sai liền đổi, hắn hướng trên mạng phát là có ý gì? Rõ ràng hắc chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ta có một ý tưởng a, có phải hay không có thể động viên một chút xe đi đường sắt cao tốc đứng làm tuyên truyền, triệt tiêu một chút ảnh hưởng trái chiều. Đinh Tứ nói, được a, ta lập tức đem công ty tất cả xe đều phái đi qua, nếu không cứ như vậy, ta đi xe bạn bày động viên. Có thể động viên mấy chiếc là mấy chiếc, lần này nói cái gì đều phải đem Đông Châu ra môn bột tử cho kiếm về tới. Hứa Thuần Lương vừa tới Trường Hưng bệnh viện Đinh Tứ điện thoại liền đánh tới, vô cùng hưng phấn nói cho Hứa Thuần Lương, liền chính hắn đều không nghĩ tới, xe bạn bày bên trong nhất Hồ Bách ứng, trước mắt đã có 50 chiếc Mercedes S hệ liệt còn có Maybach chủ xe nguyện ý tham gia hoạt động lần này, hắn lập tức an bài xa thiếp, tranh thủ xế chiều hôm nay liền khai triển miễn phí đưa đón du khách ngoại địa hoạt động. Đinh Tứ hỏi Hứa Thuần Lương muốn tại xa thiếp bên trên viết cái gì lời quảng cáo, Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ quyết định dùng, thưởng Đông Châu cảnh đẹp, phẩm Đông Châu mỹ thực, Đông Châu nhân dân, miễn phí đưa đón bát phương quý khách. Hứa Thuần Lương cũng không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy hưởng ứng, đã làm, ảnh hưởng tự nhiên càng lớn càng tốt, hắn lại liên hệ ân hàng chế dược Thịnh Chiêu Huy ngựa bên trên biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ hoạt động lần này, hắn sẽ còn liên hệ Đông Châu xí nghiệp liên hiệp hội thành viên khác đến gia nhập. Cùng ngày 11 giờ trưa, mấy chục chiếc Mercedes S hệ liệt sắp xếp chỉnh tề đội ngũ xuất hiện tại Đông Châu đường sắt cao tốc đứng xuất chạm miệng, trên thân xe dán thống nhất xa thiếp. Văn Lữ Cục trưởng Phó Quốc Dân tại biết sau chuyện này, sớm tiến đến hiện trường, hắn cùng giao quản bộ môn cân đối, đường sắt cao tốc đứng bộ môn quản lý cũng đặc địa cho miễn phí đưa đón xe trở lại một cái thông đạo. Phó Quốc Dân nhìn thấy trước mắt cái này hùng vĩ tràng diện, nội tâm kích động cực kỳ, còn phải là Hứa Thuần Lương a. Chiêu này thật sự là quá đẹp, mặc dù không có khả năng tướng tất cả đi vào Đông Châu du khách đều miễn phí đưa đón, nhưng là ta nhóm chí ít biểu lộ Đông Châu người thái độ. Đông Châu rất nhiều bản địa lưới đỏ dẫn chương trình cũng tới đến hiện trường quay chụp, bọn hắn cấp tốc tướng video tuyên bố đến trên mạng, trong thời gian ngắn, hiếu khách Đông Châu, Maybach đội xe ngang tảng miễn phí đưa đón tin tức xông lên nóng lục soát. Phó Quốc Dân tại hiện trường tiếp nhận Đông Châu đài truyền hình bài tin tức. Hắn trước mặt mọi người biểu thị hoan nghênh mỗi một cái đi vào Đông Châu du lịch quý khách, nếu như tại du lịch bên trong gặp được đãi ngộ không công bằng, có thể trực tiếp gọi Văn Lữ Cục điện thoại, hoặc chú ý Văn Lữ Cục công chúng hảo tiến hành duy quyền, hắn cam đoan sẽ ngay đầu tiên giải quyết vấn đề.
Lúc chiều, Từ Ân Hằng chế dược dẫn đầu hơn 100 chiếc miễn phí đưa đón xe gia nhập đội ngũ, Ân Hằng chế dược đặc địa tổ chức 10 người lễ nghi đội ngũ, tại suất trạm miệng lâm thời dựng lên gian hàng, nghĩa vụ tuyên truyền Đông Châu Văn Lữ, cũng đưa lên bọn hắn tập đoàn định chế gói quà, ở trong đó bao quát dù che mưa, quạt xếp, nón mặt trời cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn có Ân Hằng chế dược kem chống nắng cùng phòng con muỗi đốt nước hoa. Gói quà bên trong còn bao gồm 20 nhà Đông Châu tiệm ăn uống liên danh đánh gãy khoán, đây đều là Thịnh Chiêu Huy ra mặt cân đối kết quả. Đông Châu người tại mặt trái tin tức đến thời điểm không có lựa chọn lui bước, mà là chủ động nghênh kích, trong quá trình này, bọn hắn biểu hiện ra trước nay chưa từng có tâm đủ. Trong lúc nhất thời trên Internet xoa bình và khen ngợi cất cánh, mặt trái cùng chính diện tin tức giao thế kéo lên, vô luận như thế nào Đông Châu nhiệt độ đều lên một cái cấp độ. Minh Hải tỉnh bên trong huynh đệ thành thị đều bị làm mộng, đi qua không có cảm thấy Đông Châu tồn tại cảm mạnh như vậy, làm sao đột nhiên chú ý độ tăng vọt a? Sớm nhất đưa tin Đông Châu xe taxi làm thịt khách lưới đỏ chủ blog cá quả cũng tao ngộ một trận lưới bạo, yêu quý Đông Châu lão bách tính môn nhao nhao chạy đến bình luận của hắn khu lời đồn đại, ở trong đó không thiếu một chút quá kích nói chuyện hành động. Cá quả đi qua cũng đưa tin qua những thành thị khác mặt trái tin tức, nhưng là chưa bao giờ gặp qua kịch liệt như thế tiếng vọng. Hắn bị mắng đều nhanh uất ức, lại tranh thủ thời gian phát một cái tuyên bố, hắn chỉ là nhằm vào cá biệt không tốt hiện tượng, cũng không phải là nhằm vào toàn bộ Đông Châu, hắn thừa nhận Đông Châu đại đa số người vẫn là hữu hảo, đại đa số thương gia đều là lương tâm. Lần này mặt trái sự kiện để Đông Châu người vinh dự cảm giác đạt được một lần toàn diện tăng lên, mấy nhà bị đưa tin làm thịt khách tiệm cơm không đợi công thương đi xác minh, nhiệt tâm quần chúng đã tiến về giám sát, dọa đến từng có làm thịt khách kinh lịch chủ tiệm cửa cũng không dám mở. Đông Châu gia môn nổi danh khoái ý ân cừu, loại tình huống này ngược gây án, sợ bị người đem cửa hàng đập. Mặc dù lần này nguy cơ quan hệ xã hội cuối cùng hiệu quả như thế nào còn không biết, nhưng là có thể khẳng định đưa đến tác dụng. Hứa Thuần Lương ngồi đang quan sát bên ngoài trên hành lang, liên hệ đài truyền hình Phương Diện mở rộng những này tích cực tin tức tuyên truyền cường độ. Mai Như Tuyết sau khi đi ra nhìn thấy hắn vẫn còn, lặng lẽ đi vào hắn ngồi xuống bên người. Hứa Thuần Lương phát xong tin tức. Cười nói, ta bận bịu công việc đâu. Mai Như Tuyết ôn nhu nói, trở về đi, đừng tổng sống ở chỗ này. Hứa Thuần Lương nói, người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi về nghỉ. Mai Như Tuyết lắc đầu nói, ta bồi tẩu tử đâu, anh ta tình huống coi như không tệ. Hứa Thuần Lương đưa tay tướng tay của nàng giữ tại lòng bàn tay, người cũng không cần quá cực khổ. Ta không sao, người trong nhà đều tới, đúng, Gia Gia nói không muốn ở tại Nhị Chiêu. Ta suy nghĩ để lão nhân gia ông ta đi nhà ngươi ở. Hứa Thuần Lương nói, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn, ta cái này liền trở về chuẩn bị một chút. Hứa Trường Thiện nghe nói Kiều lão muốn tới, cũng là phi thường vui vẻ, trách cứ Hứa Thuần Lương không nên giấu giếm hắn, Kiều gia xảy ra chuyện lớn như vậy, mình hẳn là ra mặt đi thăm viếng. Hứa Thuần Lương đem Kiều Như Long tình huống hiện tại nói một lần, nghĩ thăm viếng cũng phải chờ hắn cách ly kỳ kết thúc. Kiều lão sở dĩ không muốn ở lại Nhị Chiêu cũng có tầng sâu cân nhắc, hắn hiện tại đã lui ra tới, không muốn rơi người miệng lưỡi, mà lại sáng nay cùng Chu thư ký trận kia ngẫu nhiên gặp, để hắn ý thức được về sau loại này ngẫu nhiên gặp khẳng định không thể thiếu, hắn không muốn cùng người bên trong thể chế làm nhiều tiếp xúc. Lần này tới Đông Châu chính là tới thăm cháu trai phải cần một khoảng thời gian khôi phục tại xác định cháu trai đã bình an trước đó, hắn cũng không muốn hồi kinh. Lựa chọn thời gian dài ở tại khách sạn cũng không thỏa đáng, cho nên Mai Như Tuyết xây nghỉ hắn đi Hứa gia ở. Buổi chiều lúc 5 giờ, Mai Như Tuyết cùng đi Gia Gia đi ẩn hồ quan để. Hứa Trường Thiện nghe nói Kiều lão tới, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón lấy, cầm Kiều lão tay nói, Kiều lão, người cuối cùng tới, ta cũng chờ người đã nửa ngày. Kiều lão nói, mấy ngày nay muốn làm phiền ngài. Ai, nhìn người lời nói này đến, khách khí không phải. Hai chúng ta nhà sớm tối đều là người một nhà. Đi theo Kiều lão sau lưng Mai Như Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nàng không thấy được Hứa Thuần Lương ra hỏi qua mới biết được hắn tại phòng bếp đâu. Hứa Thuần Lương thanh âm từ phòng ăn truyền đến, Kiều Gia Gia, đồ ăn đều chuẩn bị xong, trên cơ bản đều là Gia Gia của ta tự mình xuống bếp. Kiều lão hôm nay tâm tình khá hơn một chút, thật sao, vậy ta phải nếm thử. Hứa Thuần Lương đi vào Mai Như Tuyết bên người, để nàng lưu lại ăn cơm. Mai Như Tuyết nhỏ giọng nói, ta phải trở về, chị dâu ta các nàng còn ở bên kia, cô ta các nàng đêm nay liền trở về, chỉ có đại bá tại. Hứa Thuần Lương biết nàng là đối Kiều Viễn Giang không yên lòng, thành, ta bồi ngươi đi qua. Không cần,
ngươi lưu lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương cười nói, ta lưu lại hai lão gia tử nói chuyện phiếm ngược lại không tiện. Kiều suốt ngày lẽo đẽo theo Hứa Trường Thiện đi thăm một chút biệt thự, khen, lão đệ a, người cuộc sống này điều kiện so ta cần phải ưu càng nhiều. Hứa Trường Thiện cười nói, ta cũng không muốn ở như thế căn phòng lớn, là nhi tử nhất định phải mua, Thuần Lương không phải để cho ta chuyển tới, không phải ta già mồm a, ta ở không quen bình thường ta tình nguyện đi bệnh viện bên kia đùa nghịch, đều không muốn ngốc trong nhà, phòng ốc rộng, con cái nhóm đều không tại, cả ngày trống rỗng, trong lòng hốt hoảng. Kiều lão tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hứa Trường Thiện mời hắn vừa ăn vừa nói chuyện, mở bình mao đài cho Kiều lão rót một chén. Lão ca hai uống một chén, Hứa Trường Thiện nói, người sự tình trong nhà ta mới nghe Thuần Lương nói, người a, kinh lịch sự tình so ta nhiều, lòng dạ so ta rộng, cũng không cần ta khuyên bảo, ta tin tưởng Như Long khẳng định sẽ khôi lại như sơ. Kiều lão thở dài nói, lão đệ a, khôi phục như lúc ban đầu nói nghe thì dễ a, trái tim cũng không phải bùn xỉn quan. Ta hiện tại chỉ cầu hắn bình an còn sống, những chuyện khác đã không dám hy vọng xa vời. Hứa Trường Thiện nói, chúng ta Hứa ra ngược lại là có chút bí phương, chờ Như Long thân thể của hắn điều kiện cho phép, ta đi đến nhà thăm viếng, căn cứ hắn tình huống cho hắn cho cái toa thuốc, hẳn là có chút trợ giúp. Kiều lão nói, tạ ơn, ta mời ngươi một chén. Hứa Trường Thiện nói, không dám nhận, hẳn là ta mời ngài vị lão đại này ca. Kiều lão cảm khái nói, người có sớm tối họa phúc. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, lão đệ a, đối ngươi trọng yếu nhất chính là cái gì? Hứa Trường Thiện cho Kiều lão rót đầy chén rượu, suy nghĩ một chút nói, đi qua trọng yếu nhất chính là tổ tông lưu lại chiêu bài, hiện tại không đồng dạng, coi nhẹ, đối ta trọng yếu nhất chính là Thuần Lương, ta liền muốn hắn bình an, người đừng chê cười ta kiến thức nông cạn, ta không có trông cậy vào hắn lớn bao nhiêu tiền đồ, hiện tại liền nghĩ hắn cùng Tiểu Tuyết sớm một chút đem việc hôn nhân làm, sớm một chút cho Hứa gia khai chi tán diệp. Kiều lão nói, người vẫn là truyền thống tư duy a. Hứa Trường Thiện nói, người không muốn a. Kiều lão thở dài nói, nghĩ, có thể nào không muốn a. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra là Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã, hai đứa bé này kết hôn nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh. Kiều lão mặc dù ngoài miệng không nói vừa ý bên trong cũng gấp, lần này cháu trai xảy ra tai nạn xe cộ, Diệp gia đến bây giờ còn không có lộ diện, hiện tượng này có chút khác thường. Rất có thể Diệp gia đã nghe nói cái gì, đang dùng phương thức như vậy biểu đạt không vui. Hứa Trường Thiện nhìn thấy Kiều lão thần sắc, còn cho là mình chọc hắn không cao hứng, vội vàng nói, ta chính là thuận miệng Kiều nói này, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kiều lão nói, ta không nghĩ nhiều, hai đứa bé bọn hắn rất tốt, Thuần Lương cũng hiểu chuyện, bất quá a, kết hôn sinh con là bọn hắn chính mình sự tình, chúng ta nói cũng không tính. Hứa Trường Thiện nói, thế nào không tính đâu. Nếu là hai chúng ta đều đồng ý, bọn hắn khẳng định đến làm theo a. Kiều lão nở nụ cười, ta tính đã nhìn ra, tại nhà các ngươi thật đúng là không thể ở không, làm không tốt ta còn phải bồi cái tôn nữ cho các ngươi Hứa ra. Hứa Trường Thiện nói, đây chính là chính ngài nói, ta cũng không có yêu cầu cái gì. Hứa Thuần Lương đưa Mai Như Tuyết trở lại Trường Hưng, xe của bọn hắn mới vừa ở bãi đỗ xe ngừng tốt, nhìn thấy Chu thư ký xe lái vào bãi đỗ xe. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Chu thư ký lại tới thăm Kiều Như Long, nhưng là cửa xe mở ra chi về sau, từ bên trong xuống tới chính là Trương Tùng cùng Diệp Sương Nguyên. Diệp Sương Nguyên là chuyên trước tới thăm con rể, hắn kỳ thật hôm qua liền nhận được tin tức, nhưng là không có trước tiên chạy tới, lấy cớ công vụ bề bộn, cho tới hôm nay tới, hắn tin tưởng Kiều gia đã thu được tín hiệu của bọn hắn, lấy Kiều lão trí tuệ không khó từ đó cảm thấy được cái gì. Diệp Sương Nguyên tới đây thời gian lúc trước bên trong làm đại lượng công việc. Hắn tìm người điều tra trong xe nữ nhân thân phận, cũng làm rõ tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình. Lấy hắn cùng Chu thư ký giao tình, hiểu rõ chuyện kỹ càng quá trình cũng không khó, hắn cũng không cho rằng Kiều Viễn Giang bắt đầu phải ẩn giấu tề sảng tồn tại là một loại càng che càng lộ hành vi. Diệp Sương Nguyên chưa hề tướng Kiều Viễn Giang người này để vào mắt, toàn bộ Kiều gia hắn bội phục chỉ có Kiều lão, lúc trước nữ nhi gả cho Kiều Như Long thời điểm, hắn cũng không đồng ý. Là phụ thân kiên trì làm như thế. Diệp Sương Nguyên từ đầu đến cuối cho rằng nữ nhi còn có thể có lựa chọn tốt hơn. Kết hôn về sau, Kiều Như Long hoàn toàn chính xác đối Diệp Thanh Nhã không tệ, nhưng là Diệp Sương Nguyên bén nhạy cảm thấy được, hắn đối nữ nhi cũng không thích tình, nữ nhi cũng giống như vậy, nhìn về phía Kiều Như Long trong ánh mắt từ không tìm được qua chân chính yêu thương. Hôn nhân của bọn hắn chính là ra ngoài chính trị cần, kỳ thật chính bọn hắn cũng phi thường minh bạch.
Diệp Sương Nguyên cho rằng dạng này kết hợp có thể không có tình yêu, nhưng là nhất định phải bảo trì trung thành, Kiều Như Long cách làm không chỉ là đối hôn nhân phản bội, cũng là đối Diệp gia phản bội, đây là để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đi qua Diệp Sương Nguyên chưa hề đi điều tra qua Kiều Như Long, đã hai nhà thông gia liền muốn tin tưởng lẫn nhau, chính là lần này tai nạn xe cộ để hắn sinh ra lòng nghi ngờ, không tra thì đã, tra xong sau, kết quả làm hắn vô cùng phẫn nộ. Mai Như Tuyết xuất trước đi tới, hô, Diệp thúc thúc, ngài đã tới. Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu, nói khẽ ta có việc chậm trễ, Như Long tình huống thế nào? Mai Như Tuyết nói, coi như thuận lợi. Hứa Thuần Lương đi qua kêu một tiếng Diệp thúc thúc, hắn là Diệp lão cháu nuôi, Diệp Sương Nguyên cũng không có coi hắn làm ngoại nhân, Thuần Lương, người đem tình huống cho ta nói rõ chi tiết nói. Mai Như Tuyết rõ ràng cảm thấy được hắn đối với mình lãnh đạm, lấy cớ có cái gì quên trên xe để bọn hắn đi trước, chờ sau khi bọn hắn rời đi, Mai Như Tuyết trước cho đại bá gọi điện thoại, không nghĩ tới đại bá lúc này vừa tốt đi ra, Mai Như Tuyết lập tức ý thức được không ổn, thúc giục đại bá tranh thủ thời gian trở về, mình lập tức đi theo. Diệp Sương Nguyên đến về sau trước đi xem nhìn Kiều Như Long, bởi vì Kiều lão đi Hứa gia, Kiều Viễn Giang vừa vặn lúc này không tại, tại bệnh viện bồi bảo vệ chỉ có Diệp Thanh Nhã, Phương Tư Tề cùng Mai Như Tuyết. Diệp Sương Nguyên sắc mặt đã rất khó coi, ngay trước Mai Như Tuyết bột không khách khí chút nào nói ra, làm sao không gặp Kiều gia người a? Hắn câu nói này đã hỏi được rất không khách khí, dứt bỏ nữ nhi của hắn Diệp Thanh Nhã bất luận, hai người khác cũng đều là Kiều gia người, bất quá ngược lại là không có một cái nào họ Kiều. Mai Như Tuyết tranh thủ thời gian giải thích, đại bá ta ra ngoài làm ít chuyện, lập tức quay lại, gia gia lớn tuổi, hai ngày này nghỉ ngơi không tốt, vừa mới khuyên hắn về nghỉ ngơi. Mai Như Tuyết chỉ lo lắng Diệp gia sẽ mượn chuyện này nổi lên, quả nhiên để nàng đoán trúng. Hứa Thuần Lương thân là một ngoại nhân cũng không tiện nói gì, khuyên Diệp Sương Nguyên ngồi trước, Trương Tùng tướng Diệp Sương Nguyên đưa tới liền hoàn thành nhiệm vụ, sớm đi bên ngoài chờ lấy, hắn làm thư ký nhiều năm như vậy. Khứu giác phá lệ nhạy cảm phát giác được tình huống không đúng tranh thủ thời gian đi, người ta loại này cấp bậc gia đình phát sinh nội bộ mâu thuẫn thật không phải hắn có thể lẫn vào. Hứa Thuần Lương cho Diệp Sương Nguyên ngâm chén trà, Diệp Sương Nguyên nói, Thuần Lương, hai ngày này thật sự là vất vả ngươi. Hắn nhìn qua khuôn mặt tiểu tụy nữ nhi, càng là giận từ tâm khởi, bà thông gia, ta con rể này chẳng lẽ không là họ Kiều. Phương Tư Tề trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Diệp Thanh Nhã nói cha. Đại bá vừa rời đi, mấy ngày nay hắn đều ở nơi này. Diệp Sương Nguyên nói, ta chỉ là không muốn nữ nhi của mình quá ủy khuất. Mai Như Tuyết rõ ràng cảm giác được Diệp Sương Nguyên là giận dỗi mà đến, hết lần này tới lần khác lúc này đại bá không tại, kỳ thật ra ra cách trước khi đi chuyên môn đã thông báo, để hắn phải tất yếu ở lại đây, chính là vì nghênh đón người Diệp gia làm chuẩn bị, đại khái ra ra đã phát giác được Diệp gia đối với chuyện này thái độ có chút vi diệu. Phương Tư Tề nói, ông thông gia, người yên tâm, chúng ta Kiều gia sẽ không để cho Thanh Nhã chịu ủy khuất. Diệp Sương Nguyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, có chút đồng tình nhìn Vương Tư Tề một cái nói, Kiều gia con dâu cũng không tốt đương. Một câu đem Vương Tư Tề nói đến ra mặt phát sốt, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể nào phản bác, chính mình là Kiều gia con dâu, Diệp Sương Nguyên lời nói này đối với nàng mà nói tuyệt đối áp dụng. Hứa Thuần Lương nguyên bản định đem Mai Như Tuyết trả lại liền đi. Nhìn thấy cục diện trước mắt khẳng định không thể rời đi, cười hướng Diệp Sương Nguyên nói, Diệp Thúc, người ăn cơm sao? Diệp Sương Nguyên nói, không có, ăn không vô a. Hắn hướng Diệp Thanh Nhã nói, đại bá của ngươi đi ăn cơm. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, ta không rõ ràng. Mai Như Tuyết trong lòng đã có chút gấp, đại bá tình huống như thế nào, nói chuyện điện thoại xong đã 20 phút, hắn còn chưa có trở lại. Lặng lẽ cho đại bá lại phát cái tin. Diệp Sương Nguyên nói, Thanh Nhã, ngươi gầy, ta biết ngươi lo lắng Như Long, nhưng ngươi cũng đến chú ý thân thể của mình, nếu là mệt muốn chết rồi, chúng ta đến đau lòng biết bao. Diệp Thanh Nhã nghe phụ thân Kiều nói này, cái mũi chua chua, nước mắt rơi xuống, từ khi Kiều Như Long tai nạn xe cộ về sau, nàng cơ hồ chưa trước mặt người khác rơi lệ, nhưng lúc này lại cũng nhịn không được nữa, nàng tại Kiều ra một mực không có quá sâu lòng cảm mến, lúc này trong lòng Phương mới cảm giác được thân nhân ở bên ấm áp. Diệp Sương Nguyên nói, nữ nhi, ta biết ngươi ủy khuất, đừng khóc, trời sập xuống, có cha cho ngươi chống đỡ. Kiều gia bên này chỉ có Mai Như Tuyết cùng Vương Tư Tề, hai nàng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không thể đại biểu Kiều gia. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết là quan hệ yêu đương, nhưng là hắn đồng thời lại là Diệp lão cháu nuôi, tại trước mắt tình huống dưới,
khẳng định không tiện nhúng tay người ta việc nhà. Hứa Thuần Lương xem như thấy rõ, Diệp Sương Nguyên tâm bên trong phi thường khó chịu, 89/10 biết Tề Sảng sự tình, mà lại hôm nay hắn đến thời gian tương đối trùng hợp, vừa vặn kẹt tại Kiều Lão cùng Kiều Viễn Giang không tại bệnh viện đoạn thời gian, không biết hắn có phải hay không sớm dẫm tốt đi một chút tới. Diệp Sương Nguyên đợi một giờ, Kiều Viễn Giang mới tới, kỳ thật Viễn Giang hai ngày này bận trước bận sau cũng mệt mỏi đến không nhẹ, vừa mới đi ăn bữa cơm, ai có thể nghĩ tới Diệp Sương Nguyên hết lần này tới lần khác chọn lúc này tới. Mai Như Tuyết đối vị này đại bá thật sự là bó tay rồi, biết rõ Diệp gia có cảm xúc, còn lằng nhằng nửa ngày mới tới, nhất định phải đem đám lửa này bốc cháy mới được. Kiều Viễn Giang đối Diệp Sương Nguyên mạn đãi là bởi vì, trong mắt hắn Diệp Sương Nguyên chính là cái tiểu đệ đệ, khi còn bé là phía sau hắn theo đuôi, hắn cũng không cho rằng hiện tại tới có cái gì thất lễ địa phương, mà lại Diệp Sương Nguyên ở trước mặt hắn một mực lễ phép. Kiều Viễn Giang sau khi đi vào, hướng Diệp Sương Nguyên cười nói, Sương Nguyên tới, ta ra ngoài làm ít chuyện, để cho ngươi chờ lâu. Diệp Sương Nguyên căn bản không có từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn qua Kiều Viễn Giang nói, Viễn Giang ca thật sự là vất vả như long nhiều chuyện thua lỗ ngươi quan tâm. Kiều Viễn Giang cũng ý thức được Diệp Sương Nguyên ngữ khí bất thiện, thở dài nói, ta là đại bá của hắn, quan tâm cũng là nên. Hắn tại Diệp Sương Nguyên ngồi xuống bên người. Diệp Sương Nguyên nói, Viễn Giang ca uống rượu. Kiều Viễn Giang sửng sốt một chút, Diệp Sương Nguyên cái mũi đủ linh, mình chỉ bất quá uống 3 chén rượu, hắn thế mà đoán được. Kiều Viễn Giang gật đầu nói, vừa mới đi ăn cơm, uống 2 chén, giải giải phạm. Diệp Sương Nguyên nói, ta cùng Thanh Nhã cũng chưa ăn cơm đâu, chờ một lúc chúng ta ra ngoài ăn. Kiều Viễn Giang nhìn qua Mai Như Tuyết nói, Tiểu Tuyết, tranh thủ thời gian mang ngươi Diệp thúc thúc bọn hắn đi ăn cơm. Diệp Sương Nguyên nói, không cần, Thanh Nhã, ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng đại bá của ngươi đàm. Mặt ngoài là đang cùng Diệp Thanh Nhã nói. Trên thực tế là khiến người khác tất cả đều né tránh, ở đây người ai đều không phải người ngu, tất cả đều rời đi bồi hộ thất. Kiều Viễn Giang nhìn thấy Diệp Sương Nguyên sắc mặt khó coi, cười nói, Sương Nguyên a, người có chuyện gì một mực nói rõ. Diệp Sương Nguyên nói ngay vào điểm chính, Viễn Giang ca, người cho ta biết Như Long xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, vì cái gì không có nói cho ta hắn trong xe còn có một nữ nhân. Kiều Viễn Giang sửng sốt một chút, nguyên lai là vì chuyện này. Hắn nở nụ cười, chỉ là một cái cùng chiếc xe đến Đông Châu làm việc bằng hữu, ta đây không phải lo lắng tạo thành hiểu lầm không cần thiết nha, cho nên liền có thể che giấu sự thật. Kiều Viễn Giang hiện tại phương mới ý thức tới mình kém chút phạm vào cái sai lầm, may mắn phụ thân kịp thời nhắc nhở. Sương Nguyên, ta nhưng không có che giấu, ngươi có thể đi nhìn sự cố ghi chép, tất cả quá trình đều ghi lại trong danh sách, có một số việc trong điện thoại không tiện nói. Ta cũng là chuẩn bị chờ ngươi đi vào Đông Châu lại đem toàn bộ quá trình nói cho ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi giờ mới đến. Diệp Sương Nguyên lộ ra một tia cười lạnh, nghe ý của ngài còn trách ta tới chậm. Kiều Viễn Giang nói, Sương Nguyên, ngươi hôm nay là ăn thuốc nổ rồi. Hỏa khí như thế lớn. Diệp Sương Nguyên tiếp cận Kiều Viễn Giang hai mắt nói, hắn cùng cái kia Tề Sảng đến cùng là quan hệ như thế nào. Bằng hữu bình thường đi, cố gắng còn có chút trên phương diện làm ăn lui tới. Kiều Viễn Giang cũng cảm giác được sự tình không ổn, Diệp Sương Nguyên hôm nay chính là đến hưng sư vấn tội. Diệp Sương Nguyên nói, bằng hữu, tốt, xem ra người đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối Kiều Viễn Giang xưng hô từ người biến thành ngươi. Kiều Viễn Giang nội tâm có chút không vui, tiểu tử này đã không phải là qua đi cái kia theo đuôi, hiện tại tay cầm phát cải ủy phê duyệt đại quyền, hoạn lộ một mảnh tươi sáng, rõ ràng không đem mình để ở trong mắt. Chẳng lẽ Kiều Như Long sự tình bị hắn phát hiện? Diệp Sương Nguyên từ trong túi lấy ra một tấm hình, trên tấm ảnh người là Tề Sảng trong ngực còn ôm một cái trắng trắng mập mập hài nhi. Kiều Viễn Giang nhất thời ngẩn ra mắt, cái này. Diệp Sương Nguyên nhìn hằm hằm Kiều Viễn Giang, các người Kiều gia giải thích như thế nào? Kiều Viễn Giang nói, Sương Nguyên, người có ý tứ gì? Được, ta coi như người không biết chuyện này, ta lập tức đi tìm Kiều lão gia tử hỏi rõ ràng. Diệp Sương Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, Kiều Viễn Giang mau tới trước đỡ lấy bờ vai của hắn, ngồi, ngươi ngồi xuống trước, sự tình không có làm rõ ràng trước đó, không thể vọng kết luận, hai chúng ta nhà là thế giao. Thế giao, chúng ta Diệp gia có cái gì có lỗi với các ngươi Kiều gia địa phương? Nữ nhi của ta đến các ngươi Kiều gia là đồ nhà các ngươi tên vẫn là đồ nhà các ngươi lợi, các ngươi vậy mà như thế đối đãi với chúng ta. Cha ta còn không biết chuyện này, nếu như lão nhân gia ông ta biết. Lấy tính tình của hắn ai mặt mũi cũng sẽ không cho.
Kiều Viễn Giang đã đầu đầy mồ hôi, lúc đầu Kiều Như Long sự tình đã huyên náo hắn bó tay toàn tập, hiện tại lại tuôn ra một sự kiện. Kiều Viễn Giang nói, Sương Nguyên, huynh đệ chúng ta hai nhiều năm như vậy hữu nghị, ta quá khứ có không có lỗi với ngươi. Diệp Sương Nguyên nói, ta lại hỏi ngươi, chuyện này ngươi có biết hay không? Kiều bá bá có biết hay không? Kiều Viễn Giang giơ hai tay lên, một bên làm ra để hắn khống chế cảm xúc thủ thế vừa nói, ta thề, ta không biết, cha ta cũng không biết. Mà lại chuyện này là thật hay giả đều không tốt nói, Như Long những năm này đối Thanh Nhã như thế nào ngươi cũng nhìn thấy. Diệp Sương Nguyên cười lạnh nói, ta tự nhiên thấy rõ ràng, khó trách hắn không vội mà khai chi tán Diệp, nguyên lai là các ngươi Kiều gia sớm đã có sau. Kiều Viễn Giang nói, Sương Nguyên, ta đến xác minh chuyện này, ta xem chuyện này chưa chắc là thật, không có khả năng, Như Long không có khả năng che giấu tất cả mọi người, mà lại hắn làm việc phi thường lý trí không có khả năng. Có cái gì không thể nào, thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn lão tử năm đó không phải liền là đồng dạng. Kiều Viễn Giang tựa như bị người hướng trên mặt trùng điệp quất một cái tát, khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn mặc dù quyết đoán không đủ, nhưng là Diệp Sương Nguyên câu nói này có chút quá khắc bạc, đệ đệ đã mất tích nhiều năm như vậy, lá Sương Nguyên thế mà không chút lưu tình lật lên nợ cũ. Kiều Viễn Giang nói, Sương Nguyên, quá mức a. Diệp Sương Nguyên ha ha cười nói, ta quá phận. Các ngươi Kiều gia làm được là chuyện gì? Ta nếu là không nhớ tới hai nhà giao tình, ta đem việc này trực tiếp công khai, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Kiều gia mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Kiều Viễn Giang cầm lấy tấm hình kia, nhắc tới hài tử mi thanh mục tú thật đúng là giống Kiều Như Long. Diệp Sương Nguyên phát tiết một trận về sau, cũng không có tiếp tục nói chuyện, tọa hạ hờ hững nhìn qua Kiều Viễn Giang, ngược lại muốn nhìn xem hắn nói như thế nào. Kiều Viễn Giang nói, Sương Nguyên, ta cam đoan với ngươi. Việc này ta nhất định sẽ tra xét rõ mồn một, cũng nhất định sẽ cho các ngươi nhà một cái công đạo. Diệp Sương Nguyên nói, đây chính là ngươi nói, ta cho ngươi một tháng, điều tra rõ cũng giải quyết chuyện này, ta chỉ có một đứa con gái, ta không quản các ngươi hái dùng biện pháp gì, đều không cho tổn thương đến ta khuê nữ. Kiều Viễn Giang nói, Sương Nguyên, vô luận việc này là thật là giả chúng ta đều muốn lý tính đối diện, làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả. Diệp Sương Nguyên lười nhác cùng hắn nói nhảm. Ta còn chưa ăn cơm, xin lỗi không tiếp được. Kiều Viễn Giang nghĩ tiến hắn, Diệp Sương Nguyên khoát tay áo biểu thị không cần, tấm hình kia hắn cũng không mang đi, để lại cho Kiều Viễn Giang. Diệp Sương Nguyên đến đi ra bên ngoài đưa ra để Diệp Thanh Nhã cùng hắn ra đi ăn cơm, người cha con ở giữa sự tình Kiều gia cũng không tiện nói gì, Vương Tư Tề luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, chờ bọn hắn hai người rời đi về sau, hướng Mai Như Tuyết nói Tiểu Tuyết, tại sao ta cảm giác người Diệp Thúc không cao hứng. Mai Như Tuyết tưởng rằng Tề Sảng sự tình, nói khẽ a di, phát sinh loại sự tình này mọi người tâm tình đều không tốt, người không cần suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương đưa ra mang Mai Như Tuyết ra ngoài ăn cơm chiều, bởi vì Diệp Sương Nguyên đến, Mai Như Tuyết cũng không có tâm tình, nàng để Hứa Thuần Lương về trước đi, quay đầu nàng cùng Vương Tư Tề cùng một chỗ ăn. Hứa Thuần Lương vừa mới khởi động ô tô, liền nhận được Diệp Sương Nguyên điện thoại, Thuần Lương, qua đi theo ta ăn cơm. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc, vừa rồi tại sao không nói. Diệp Sương Nguyên đem địa điểm nói cho hắn, khoảng cách Trường Hưng không xa Khải Việt khách sạn. Hứa Thuần Lương đến lúc đó, phát hiện Diệp Thanh Nhã không tại, chỉ có Diệp Sương Nguyên một người. Diệp Sương Nguyên nói, nàng ăn bát mì liền trở về, vẫn là đối Kiều Như Long không yên lòng. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, vợ chồng bọn họ hai tình cảm không tệ. Diệp Sương Nguyên lạnh nhạt nói, tình cảm có được hay không chỉ có chính bọn hắn biết. Hứa Thuần Lương cầm lấy rượu trên bàn cho Diệp Sương Nguyên rót đầy, mặc dù hắn không rõ ràng Diệp Sương Nguyên cùng Kiều Viễn Giang trong phòng nói chuyện cái gì, nhưng từ Diệp Sương Nguyên biểu hiện hôm nay đến xem, hắn hiển nhiên rất không cao hứng. Hứa Thuần Lương nâng chén nói, Diệp Thúc, ta mời ngài. Diệp Sương Nguyên uống chén rượu này nói, Thuần Lương, trong lòng ta ngươi đã là người Diệp gia. Khai môn kiến sơn một câu trực tiếp tướng Hứa Thuần Lương đưa về đến hắn trận doanh. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng chưa hề không có đem mình làm ngoại nhân. Trong lòng âm thầm nghĩ thầm nói thầm, lão Diệp nên không phải muốn từ mình nơi này tìm kiếm đột phá khẩu, hỏi thăm liên quan tới Tề Sảng tình huống a. Diệp Sương Nguyên nói, Thanh Nhã là tỷ tỷ của ngươi, nàng như là bị ủy khuất ngươi có quản hay không? Hứa Thuần Lương chính muốn nói chuyện, Diệp Sương Nguyên lại nói, ngươi không cần trả lời ta. Ta biết ngươi khẳng định khó xử, ta cũng không cần cầu ngươi đứng ở bên ta, ta sở dĩ muộn như vậy đến, là bởi vì ta đang tra một kiện sự tình. Hứa Thuần Lương thầm than hỏng,
thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Kiều Như Long cái này khởi tai nạn xe cộ quả thực là đẩy lên quân bài domino, một loạt đến tiếp sau ảnh hưởng bắt đầu xuất hiện. Hứa Thuần Lương giúp hắn rót rượu, Diệp Thúc, người có gì cần ta hỗ trợ địa phương một mực nói. Có giúp hay không là một chuyện, thái độ vẫn là cần cho thấy. Diệp Sương Nguyên nói Kiều Như Long xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, cùng xe còn có một nữ nhân, Kiều gia vừa mới bắt đầu thụ ý giấu giếm chuyện này, ta phát giác việc này có chút không đúng, cho nên để cho người ta giúp ta tra xét một chút nữ nhân kia đấy, nàng gọi Tề Sảng. Hứa Thuần Lương tê cả da đầu, Kiều Như Long bày ra như thế một cái cha vợ cũng coi là khổ tám đời, không đúng, ta là Diệp lão cháu nuôi, ta hẳn là đứng đội Diệp gia, làm sao bỗng nhiên có chút thỏ tử hồ bi cảm giác đâu. Diệp Sương Nguyên nói, người đi qua gặp qua nàng sao? Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn xảy ra chuyện trước đó tại Nam Giang gặp qua một lần, ta chỉ biết là nàng là Hà Đông tập đoàn tài vụ tổng thanh tra. Diệp Sương Nguyên nói, Thuần Lương, người biết nàng nhận biết Như Long bao lâu sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, thật sự là hắn không biết. 5 năm, Kiều Như Long cùng nữ nhi của ta kết hôn cũng là 5 năm, cái này gọi Tề Sảng nữ nhân 1 năm trước về nước. Hứa Thuần Lương ngầm thầm bội phục, Kiều Như Long giấu đủ sâu, nếu không phải lần này tai nạn xe cộ, khả năng còn sẽ không sự việc đã bại lộ. Diệp Sương Nguyên nói, không có nam nhân kia không thích sắc đẹp, nhưng là bất cứ lúc nào đều phải gìn giữ lý trí, nếu như chỉ là ở bên ngoài gặp dịp thì chơi coi như bỏ qua. Hắn trong đôi mắt bắn ra phẫn nộ hỏa hoa, người có biết hay không, nữ nhân kia có cái 2 tuổi nhi tử. Hứa Thuần Lương lúc này mới hiểu được Diệp Sương Nguyên vì sao sẽ tức giận như thế. Kiều Như Long à Kiều Như Long, ta còn thực sự là coi thường ngươi, đi qua vẫn cảm thấy ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa là cái ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử, nghĩ không ra ngươi chơi đến như thế hoa, thế mà vụng trộm ở bên ngoài sinh một đứa con trai, có thể à. Hứa Thuần Lương cũng không tiện nói gì, bồi tiếp Diệp Sương Nguyên lại uống một chén rượu, trong lòng có chút kỳ quái, loại này tư ẩn ngươi nói cho ta làm gì. Vạn nhất đem đến tiết lộ ra ngoài, còn phải hoài nghi đến trên đầu ta. Diệp Sương Nguyên nói, trong lòng ta vô cùng mâu thuẫn, Kiều Như Long cái dạng kia, ta nếu là lúc này nói ra chân tướng lộ ra ta không có lòng thương hại, ta nếu là không nói, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn ta khuê nữ thụ ủy khuất. Hứa Thuần Lương nói, ra ra biết không? Diệp Sương Nguyên lắc đầu nói, ta còn chưa nói cho hắn biết, nếu là hắn biết chuyện này tất nhiên muốn tìm Kiều ra muốn cái công đạo. Hứa Thuần Lương thầm than, Kiều Diệp hai nhà 89/10 muốn bởi vì chuyện này trở mặt. Vừa mới Diệp Sương Nguyên tìm Kiều Viễn Giang hẳn là đàm chuyện này, lấy Kiều Viễn Giang năng lực, không giải quyết được chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, người đến cùng nghĩ như thế nào? Diệp Sương Nguyên nói, ta cho Kiều ra 1 tháng, đến lúc đó chắc hẳn Kiều Như Long đã có tự hành xử lý chuyện này năng lực, chúng ta Diệp gia chịu không được loại vũ nhục này, Kiều gia nếu là còn muốn mặt, liền giả trung thực thực cho ta khuê nữ tự do. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ. Tại Diệp Sương Nguyên trong mắt Kiều Như Long đã không có tiền đồ có thể nói, coi như hắn lần này trốn qua một kiếp, thân mật về sau cũng không có khả năng cùng người bình thường. Diệp Thanh Nhã tiếp tục đi theo Kiều Như Long cũng là chịu khổ, huống chi Kiều Như Long bất trung trước đây, thừa dịp lần này cơ hội giải quyết dứt khoát, để Diệp Thanh Nhã đạt được giải thoát. Bất quá Diệp Sương Nguyên hẳn là sẽ không tùy tiện nuốt xuống một hơi này, hắn nói qua muốn tìm Kiều ra muốn cái công đạo này lại là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, tốt nhất vẫn là không muốn bởi vì chuyện này đã thương hai nhà hòa khí, coi như muốn phân, còn là hòa bình chia tay cho thỏa đáng. Diệp Sương Nguyên thở dài nói, ta làm sao không nghĩ, cho nên ta không có trước tiên nói cho lão gia tử. Thuần Lương, ta nghe nói Kiều lão ở tạm nhà ngươi suy đi nghĩ lại, việc này vẫn là ngươi cùng hắn đàm tốt nhất. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ mắc mớ gì tới ta a, đánh một vòng vẫn là phải lôi ta vào. Hắn cố ý nói, người không phải đã cùng Kiều Viễn Giang tán gẫu qua sao? Diệp Sương Nguyên nói, hắn sao dám đem việc này nói cho Kiều lão, 5 năm trước Tề Sảng từng tại Minh Thịnh thực tập, chính là hắn đề cử, trong lòng của hắn có quỷ, cho nên mới sẽ ngay đầu tiên giấu giếm trong xe còn có một cái chuyện của nữ nhân. Hứa Thuần Lương lúc này chân chính có chút thất kinh, chẳng lẽ Kiều Như Long cùng Tề Sảng ở giữa sự tình là Kiều Viễn Giang giật dây? Nếu như chuyện này là Kiều Viễn Giang thúc đẩy, cái này đại bá cũng quá âm hiểm a. Bất quá Hứa Thuần Lương cho rằng khả năng này không lớn, Kiều Viễn Giang hẳn không có dạng này trí tuệ. Diệp Sương Nguyên nói, bọn hắn Kiều gia muốn thể diện liền muốn trước trả cho chúng ta Diệp gia một cái thể diện. Hứa Thuần Lương về đến trong nhà thời điểm, hai vị lão gia tử vẫn đang tán gẫu.
nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Hứa Trường Thiện nói, làm sao đi lâu như vậy? Hứa Thuần Lương nói, Diệp Thúc Thúc tới, ta cùng hắn uống mấy chén. Kiều lão trong lòng hơi động, trước đây Mai Như Tuyết đã đem Diệp Sương Nguyên đến Đông Châu tin tức nói cho hắn, mặc dù hắn không có cùng Diệp Sương Nguyên gặp mặt, cũng biết Diệp Sương Nguyên lần này nên là kẻ đến không thiện, kể từ khi biết tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, trong xe còn có một nữ nhân, Kiều lão liền dự tính đến chuyện này đến tiếp sau sẽ còn vén nổi sóng. Kiều lão nói, tâm tình của hắn còn tốt chứ? Hứa Trường Thiện nhìn ra hai người có việc cần, lấy cớ đi ngồi xuống, lưu cho hai người nói chuyện không gian. Hứa Thuần Lương nói, Diệp Thúc tâm tình không tốt lắm. Kiều lão nói, bởi vì kia chuyện của nữ nhân. Hứa Thuần Lương ngầm thầm bội phục ra liếc mắt liền thấy được vấn đề bản chất. Hứa Thuần Lương nói, chủ nếu là bởi vì Như Long ca sự tình, đại bá không có cùng người nói. Kiều lão lắc đầu nói, hắn làm việc mơ hồ, để ta đoán một chút, Sương Nguyên tìm ngươi uống rượu có phải hay không muốn thông qua ngươi nói cho ta một số việc. Hứa Thuần Lương biết căn bản không gạt được Kiều lão, hắn cười nói, Kiều gia gia, kỳ thật chuyện này ta không thích hợp phát biểu ý kiến. Kiều lão nói, ngươi là lão Diệp cháu nuôi, nói đến Diệp Thanh Nhã là tỷ tỷ của ngươi, ngươi coi như giúp Diệp gia nói chuyện cũng là nên. Hứa Thuần Lương nói câu không sợ ngài sinh tức giận ta quan tâm nhất người là Tiểu Tuyết. Hắn ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, chuyện của người khác tình không quan hệ với ta cũng không hứng thú lẫn vào, ta chỉ quan tâm Mai Như Tuyết. Kiều lão nói, ta biết ngươi kẹp ở giữa khó làm, bất quá ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, Như Long cùng nữ nhân kia quan hệ không đơn giản, Diệp gia hẳn là tìm được chứng cứ, hắn nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, hắn nói muốn cái thể diện. Kiều lão nói, Sương Nguyên tính cách ta là rõ ràng. Hắn không có nắm chắc là sẽ không dễ dàng hướng ta nổi lên, hẳn là trước tìm Viễn Giang đại khái là cho là mình có thể xử lý, cho nên nghĩ tận khả năng tướng này sự tình đè xuống, nhưng là Sương Nguyên đợi không được, hắn nhất định phải ta cho bọn hắn một cái thuyết pháp, sở dĩ không có trực tiếp tìm ta, là cho Kiều gia lưu lại mặt mũi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cũng đoán được, ta liền càng không cần phải nói. Kiều lão nói, không phải là việc nhỏ. Hẳn là không chỉ là một nữ nhân đơn giản như vậy. Hắn hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, người đi nghỉ ngơi đi. Hứa Thuần Lương nói, nếu không, ta đem đại bá mời đến. Kiều lão lắc đầu, không cần, hắn có tới hay không đều khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, người đi đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Hứa Thuần Lương đứng dậy rời đi. Kiều lão ngồi một mình ở trống rỗng trong phòng khách, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, vận mệnh cùng hắn mở thiên đại trò đùa. Năm đó hắn coi trọng nhất nhi tử Kiều Viễn Sơn về mặt tình cảm cắm té ngã, hiện tại lại đến phiên cháu của hắn Kiều Như Long. Cái này hai cha con tao ngộ như thế cùng loại, Diệp Sương Nguyên hẳn là giấu giếm phụ thân, hắn mặc dù sinh khí, nhưng là còn không có đem việc này làm lớn chuyện dũng khí, Kiều Diệp hai nhà là tương hỗ thành tựu, nếu như bởi vì chuyện này trở mặt, chịu tổn thất không chỉ là Kiều gia. Diệp Sương Nguyên muốn truyền lại cho Kiều gia tín hiệu là muốn cái thể diện, như thế nào thể diện? Kiều lão phi thường rõ ràng Diệp Sương Nguyên muốn cái gì, đối với chuyện này Kiều gia hoàn toàn chính xác đối lý, nhưng là Diệp Sương Nguyên cái gọi là thể diện, cho dù là hắn cũng phải trả giá thật lớn. Kiều lão một thân một mình đi hướng sân phía ngoài, ngẩng đầu nhìn không trung trăng sáng, hắn đã không nhìn thấy Kiều gia tương lai. Coi như không có tề sảng sự tình, cháu trai thân thể cũng chưa chắc có thể trèo chống sĩ đồ của hắn con đường, người khác đã thấy rõ hắn khốn cục, hắn gặp phải không bài nhưng đánh cục diện. Đưa người khác từ trên người của ngươi không nhìn thấy hy vọng, như vậy bọn hắn liền sẽ không chút lưu tình bỏ qua ngươi. Diệp Sương Nguyên hẳn là muốn cùng Kiều gia làm cắt, vô luận là ra ngoài tự thân lợi ích, vẫn là vì bảo vệ nữ nhi quyền lợi. Kiều lão có thể lý giải hành vi của hắn, thế nhưng là nhưng trong lòng sinh ra anh hùng cô đơn bi ai, nếu là mấy đứa con cái có thể có một người không chịu thua kém, cũng sẽ không rơi đến bây giờ hoàn cảnh. Thể diện chưa hề đều không phải là ngoại nhân cho đến. Mà là mình dẫy tới, Kiều gia con cháu giống như không có một cái nào có thể hiểu thấu đáo đạo lý này. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Kiều lão từ tiếng bước chân đánh giá ra là Hứa Trường Thiện, hắn xoay người sang chỗ khác. Hứa Trường Thiện cầm một cái áo khoác, Kiều lão, ban đêm gió mát, người phủ thêm. Kiều lão tiếp nhận áo khoác, khoác lên người, nói khẽ, lão đệ a ngươi nói người sống cả một đời là không phải là vì một bộ mặt. Hứa Trường Thiện nói, ta hiện tại đã không nghĩ. Dù sao a, ta cũng nghĩ không thông, người a, sống được càng minh bạch liền càng thống khổ. Kiều lão nói, người câu nói này liền đủ minh bạch.
Hứa Trường Thiện cười nói, người không giống, muốn đồ vật liền không giống, ta không giống người, không có gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm, ta cũng không có gì chí hướng thật xa, có thể nói ta giống trên đời này ngàn ngàn vạn vạn người bình thường, ăn no mặc ấm, người nhà đoàn viên, đây đã là hạnh phúc lớn nhất, nhưng người không giống, người suy tính được còn có những người khác. Kiều lão nói, ta hiện tại liền hâm mộ ngươi. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, hâm mộ ta là bởi vì ngươi không có khả năng lựa chọn người như ta sinh, tựa như ta hâm mộ người, cũng vĩnh viễn không cách nào đạt tới người độ cao, kỳ thật trong lòng ngài cái gì đều hiểu, giống ta cái này người như vậy, đi mệt tùy thời có thể lấy dừng lại nghỉ một chút, người không giống, người không dừng được. Kiều lão có chút hăng hái nói, ta vì cái gì không dám dừng lại. Hứa Trường Thiện nói, có người chú định theo gió vượt sóng, dù sao ta cảm thấy người không thể ngừng. Kiều lão cười khổ nói, chiếu ngươi kiểu nói này, ta đáng chết bị liên lụy cả một đời. Hứa Trường Thiện nói, Kiều lão a, trên đời này a không có khảm qua không được, liền lấy thuần lương tới nói đi, ta lúc đầu đối đứa nhỏ này cũng không có báo cái gì hy vọng, nhưng chính hắn cùng mình phân cao thấp, liên tục 3 lần thi rớt không chịu nổi tâm lý đả kích, chạy đến Hòa Bình cầu muốn nhảy sông, lúc ấy đem ta dọa đến, ngươi đoán ta lúc ấy nghĩ như thế nào. Ta liền nghĩ hắn hảo hảo còn sống. Dù là cả một đời không đi làm việc, miệng ăn núi lở, đời ta kiếm được cũng hẳn là đủ hắn ăn uống. Kiều lão vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này, Hứa Thuần Lương theo lý sẽ không như thế nghĩ quẩn đi. Hứa Trường Thiện nói, ta làm sao đều không nghĩ tới, đứa nhỏ này kinh lịch sự kiện kia về sau liền phảng phất khai khiếu, cả người phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Kiều lão nghe ra Hứa Trường Thiện là tại khuyên bảo mình, hắn nhẹ gật đầu. Hứa Trường Thiện lại nói, người đều con nuôi nhìn thông minh, ta bị thông minh lầm cả đời. Duy nguyện hài nhi ngu lại lỗ, vô tai vô nạn đến công khanh. Kiều lão nhịn không được cười lên, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, là vô luận như thế nào cũng không đến được công khanh chi vị. Tô Đông Pha viết cái này thủ tẩy mà kỳ thật tràn đầy mâu thuẫn, tài trí hơn người lại không chiếm được, bị giáng chức 3 lần, nhưng lại chưa bao giờ cam tâm. Hứa Trường Thiện nói, xem ra ta hiểu phiến diện một chút. Kiều lão nói, người khác nhau sẽ có khác biệt giải đọc. Người ta đều không phải đông sườn núi cư sĩ, lại há có thể biết hắn lúc ấy đến cùng là nghĩ như thế nào. Hứa Trường Thiện nói, Kiều lão, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Kiều lão trở lại vì hắn chuẩn bị xong gian phòng, đóng lại đèn ngồi ở trên giường, vẫn không cách nào yên giấc. Lưỡng cực phân hóa bình luận tại Đông Châu Mercedes chủ miễn phí đưa đón về sau đạt đến đỉnh phong, trên mạng có người vì Đông Châu hát bài hát ca tụng, đồng dạng có người kiên nhẫn lộ ra ánh sáng Đông Châu hắc liệu. Bất quá những này mặt trái tin tức cũng không có có ảnh hưởng đến Đông Châu đồ nướng nóng này, liền Đông Châu người chính mình cũng buồn bực, bình thường đều không có mấy khách người quán đồ nướng bây giờ khách hàng doanh môn, thậm chí cổng sắp xếp lên dài đội. Đông Châu văn lữ cục cũng không có nhàn rỗi, thông qua phân công quản lý lãnh đạo cân đối mấy bộ ngành lớn, Hứa Thuần Lương thông qua tam lưỡng tam tự mình cũng cùng trước đây lộ ra ánh sáng Đông Châu xe taxi làm thịt khách chủ blog cá quả lấy được liên hệ, hoan nghênh cá quả lần nữa đến Đông Châu một chuyến. Cảm thụ chân chính Đông Châu mỹ thực, đồng thời cũng đối liên quan sự tình xe taxi tiến hành xử lý, cũng hướng xã hội công khai thông báo. Cá quả 2 ngày này bị chen chúc mà tới Đông Châu dân mạng mắng máu chó phun đầy đầu, chính ở nơi đó hoài nghi nhân sinh đâu, hắn thái độ cũng phi thường khiêm tốn, biểu thị mình lần trước biên tập video có sai lầm bất công, gia nhập qua nhiều một cái nhân tình tự mình sẽ đem Đông Châu phương diện kịp thời xử lý kết quả công bố ra, trợ giúp Đông Châu tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Hắn mặc dù đáp ứng về sau có cơ hội lại đi Đông Châu, nhưng là hiện tại hắn là không dám đi, cái này lần đã đầy đủ cảm nhận được Đông Châu dân chúng để cho người ta sinh ra sợ hãi vinh dự cảm giác. Hắn hiện tại ngược mà đi, vạn nhất bị người nhận ra, thật lo lắng biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Tam lưỡng tam nghe cá quả nói ra hắn lo lắng, mừng rỡ không được, hắn để cá quả không cần lo lắng, Đông Châu người bao che cho con là thật, nhưng là hiếu khách cũng là thật. Huống chi cá quả lộ ra ánh sáng xe taxi làm thịt khách vấn đề lại không phải từ không sinh có, là chân thật tồn tại, từ một phương diện khác tới nói, nếu như không phải cá quả đưa tin, Đông Châu phương diện cũng sẽ không hạ quyết tâm chỉnh đốn xe taxi thị trường. Đông Châu chủ xe tự phát tổ chức đội xe miễn phí đưa đón du khách ngoại địa, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, có thể nói cá quả dùng một loại mặt trái báo cáo phương thức chạm vào Đông Châu văn lữ cải cách cùng phát triển. Có thể là trong lúc nhất thời ôm vào Đông Châu du khách quá nhiều, Đông Châu thời tiết cũng theo đó ấm lên không ít. Kiều Như Long trên cơ bản đã vượt qua kỳ nguy hiểm, vốn thuộc về Bùi Lâm trái tim bây giờ tại trong lồng ngực của hắn hữu lực nhảy lên. Kiều Như Long thức tỉnh về sau,
đầu tiên nghĩ đến chính là tề sảng, trong đầu lặp đi lặp lại về đặt vào tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình, hắn chỉ nhớ rõ một cây ống thép xuyên thấu trước kính chắn gió thẳng đến tới mình. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nhìn thanh hoàn cảnh chung quanh về sau, ý thức được mình hẳn là vẫn còn sống, nhưng là tề sảng cũng không tại bên cạnh hắn, chỉ sợ phải có phiền toái. Nghĩ tới đây trước ngực khu có chút ẩn ẩn làm đau. Y tá tại hắn thức tỉnh về sau tướng Thư Viễn Hàng mời đi qua. Thư Viễn Hàng kiểm tra một chút Kiều Như Long sinh mạng thể trinh, cười nói, người không cần lên tiếng, hiện đang nghe ta nói. Kiều Như Long nháy nháy mắt. Thư Viễn Hàng nói, người ra tai nạn xe cộ bị trọng thương, ta là người y sĩ trưởng Thư Viễn Hàng, chúng ta trước đó gặp qua một lần. Kiều Như Long cố gắng hồi tưởng đến, tựa như là tại Tế Châu Chu Nhân Hòa tang lễ bên trên. Thư Viễn Hàng nói, người bây giờ chỉ cần phối hợp chúng ta trị liệu, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, bản thân người thân thể điều kiện rất tốt, tình huống sẽ từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Kiều Như Long con mắt chuyển động, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không rõ cụ thể không đối ở nơi nào. Nhịp tim tần suất giống như nhanh hơn rất nhiều, trên thân cắm rất nhiều cái ống, hẳn là ra bên ngoài dẫn lưu. Kiều Như Long biết mình bị thương nhất định rất nặng, hắn muốn nói chuyện, nhưng vừa vặn hé miệng, cũng cảm giác được lồng ngực kịch liệt đau nhức, đau đớn để hắn không chịu được nhíu mày. Thư Viễn Hàng nói, người nhiều cái khí quan bị hao tổn, hiện tại còn không thể di động. Tiếp cận Kiều Như Long con mắt, nếu như có thể nghe hiểu ta, người liền nháy một chút mắt. Kiều Như Long phối hợp nháy một cái con mắt. Thư Viễn Hàng vì hắn làm qua sau khi kiểm tra, rời đi cách ly phòng bệnh, trở lại phòng thầy thuốc làm việc, nhìn thấy viện trưởng Triệu Phi Dương đã tới. Triệu Phi Dương nói, Kiều Như Long tỉnh rồi sao? Thư Viễn Hàng hơi kinh ngạc, bất quá hắn lập tức nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khẳng định có người trước tiên hướng Triệu Phi Dương làm thông báo. Thư Viễn Hàng nhẹ gật đầu tỉnh, tình huống cũng không tệ lắm, ta đoán chừng dự đoán bệnh tình sẽ phi thường lạc quan. Triệu Phi Dương vui mừng nhẹ nhàng thở ra, Thư Viễn Hàng trong lòng thầm nghĩ, Triệu Phi Dương phản ứng cũng không kỳ quái, dù sao vợ hắn ghép tim cho Kiều Như Long, nói theo một ý nghĩa nào đó, Kiều Như Long thân thể có hắn Bùi Lâm một bộ phận. Thư Viễn Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở Triệu Phi Dương, Triệu Viện, bình thường tới nói, hiến cho người gia thuộc cùng thụ quyên người vẫn là tận lực ít gặp mặt, người hẳn là minh bạch, còn có Kiều Như Long trước mắt còn không biết đã làm qua giải phẫu ghép tim. Triệu Phi Dương gật đầu nói, ta minh bạch, ta cũng sẽ không nhắc lên chuyện này. Thư Viễn Hàng nhìn qua Triệu Phi Dương, trong lòng thầm nghĩ kia còn có cần gì phải. Triệu Phi Dương nói, được rồi, ta còn là ở bên ngoài xem hắn đi. Tại Thư Viễn Hàng xem ra, Triệu Phi Dương cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là sáng suốt, hắn cùng đi Triệu Phi Dương đi vào phòng cô lập bên ngoài, cách pha lê nhìn vào bên trong Kiều Như Long, Kiều Như Long cũng nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn cùng Triệu Phi Dương gặp nhau thời điểm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại quen thuộc cảm giác thân thiết, nhưng hắn giống như chưa bao giờ thấy qua người này. Triệu Phi Dương hướng Kiều Như Long nhẹ gật đầu, lúc này hắn nghe được từ xa mà đến gần tiếng bước chân, theo tiếng kêu nhìn lại là Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã cùng đi ra. Diệp Thanh Nhã cùng hắn không quen, Mai Như Tuyết đi qua đối Triệu Phi Dương không có cảm tình gì, nhưng lần này là Triệu Phi Dương hỗ trợ mới cứu được đại ca tính mệnh, hiện tại Kiều Như Long thể nội khiêu động trái tim đi qua thuộc về Triệu Phi Dương thê tử Bùi Lâm. Nghĩ đến chuyện này Mai Như Tuyết luôn cảm thấy có chút quái dị, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện để đại ca lựa chọn trái tim của hắn, nàng rõ ràng nhận thức đến sự thực là không cách nào cải biến, vô luận nàng vui lòng hay không, Triệu Phi Dương đều trở thành Kiều gia ân nhân. Mai Như Tuyết chủ động cùng Triệu Phi Dương lên tiếng chào hỏi, Triệu Viện tốt. Triệu Phi Dương trong tươi cười mang theo thê lương, nét mặt của hắn giống như là một cái bi tình anh hùng, nói khẽ còn tốt cứu giúp kịp thời, hiện tại đã chuyển nguy thành an. Mai Như Tuyết cách pha lê nhìn thoáng qua đại ca, Kiều Như Long nhìn qua Diệp Thanh Nhã, còn chưa lưu ý đến Mai Như Tuyết xuất hiện. Triệu Phi Dương nói, Mai chủ nhiệm thuận tiện phiếm vài câu sao. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, hai người đi hướng một bên. Triệu Phi Dương dừng bước lại. Mai Như Tuyết hướng Diệp Thanh Nhã phương hướng nhìn thoáng qua, vững tin khoảng cách như vậy nàng đã nghe không được đối thoại của bọn họ, cái này mới nói Triệu Viện, tạ ơn người. Triệu Phi Dương nói, không cần cảm ơn ta. Quyên tặng khí quan là thê tử của ta khi còn sống quyết định, chỉ là không nghĩ tới trái tim của nàng sẽ cứu được đại ca ngươi, ta chỉ hy vọng tiên sinh cả đời bình an. Mai Như Tuyết nói, nếu như không có sự giúp đỡ của ngài, lần này hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
Triệu Phi Dương nói, nếu như xảy ra chuyện không phải đại ca ngươi, là những người khác, chúng ta vẫn sẽ làm như vậy, Mai chủ nhiệm, ta ý tứ người hiểu chưa? Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu. Triệu Phi Dương nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể bảo thủ bí mật này, không cần nói cho Kiều Tổng là ai cung cấp quả tim này. Mai Như Tuyết hơi kinh ngạc, Triệu Phi Dương thế mà nói ra lời như vậy, cách cục có thể, kỳ thật vô luận Triệu Phi Dương như thế nào nói, Kiều gia đều nhận phần nhân tình này, bí mật là chưa nói tới, quá nhiều người đều biết viên này trái tim đến từ nơi đâu, đại ca khẳng định cũng sẽ biết. Mai Như Tuyết nói, phu nhân của ngài hậu sự làm xong chưa? Triệu Phi Dương nói, đã xong xuôi. Mai Như Tuyết lại có chút ngoài ý muốn, tình huống bình thường là hẳn là đặt linh cữu 3 ngày. Triệu Phi Dương nói, cũng là nàng ý tứ, sau khi đi nghĩ rơi cái thanh tịnh, không muốn bởi vì nàng tang lễ sự tình mang đến cho ta phiền phức. Mai Như Tuyết nói, có thời gian ta đi mộ viên bái tế. Triệu Phi Dương nói, Mai chủ nhiệm công việc bận rộn như vậy cũng không muốn rồi, ta muốn theo người nói chuyện hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện sự tình. Đường Kinh Luân đem Đông Châu gần đây phát sinh sự tình hướng đại ca làm cái đơn giản báo cáo. Bên đầu điện thoại kia Đường Kinh Vĩ nghe xong hắn báo cáo, cũng không có lập tức nói chuyện. Đường Kinh Luân nói, Bùi Lâm vừa chết, Triệu Phi Dương tai họa ngầm tất cả đều tiêu trừ, mang ý nghĩa Trường Hưng bệnh viện cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, đối Hoa Niên tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Đường Kinh Vĩ nói, Triệu Phi Dương lần này thông qua hiến cho trái tim leo lên Kiều gia, về sau chỉ sợ không tốt trưởng khống. Đi qua hai anh em họ có Bùi Lâm lá bài này có thể dùng, hiện tại Bùi Lâm chết Triệu Phi Dương giải trừ buộc trói, mà lại hắn đưa cho Kiều gia phần nhân tình này đủ lớn, Đường Kinh Vĩ lo lắng cũng không phải dư thừa. Đường Kinh Luân nói, đại ca, kỳ thật Triệu Phi Dương cái này năng lực cá nhân vẫn phải có, chúng ta trước mắt cũng không có tốt hơn thay thế nhân tuyển. Đường Kinh Vĩ nghe được hắn đang vì Triệu Phi Dương nói chuyện, trong lòng càng cảnh giác, chúng ta cần chính là một cái nghe lời người. Đường Kinh Luân ý thức được đại ca sinh ra động Triệu Phi Dương tâm tư, thấp giọng nói, người có nhân tuyển. Đường Kinh Vĩ nói, ta dự định để Phùng Trung Á đi Đông Châu chủ trì Hoa Niên chữa bệnh công việc. Phùng Trung Á đi qua từng tại Đại Hằng công việc, đảm nhiệm qua Trương Hằng Dương trợ lý, về sau đi ăn máng khác đi tới Hoa Niên tập đoàn. Đường Kinh Luân trong lòng có chút kỳ quái, đại ca tại sao muốn trọng dụng người này? Hắn lúc trước có thể bán Đại Hằng hiện tại một dạng có thể bán Hoa Niên. Lập tức đưa ra ý kiến khác biệt, tiểu Phùng tư lịch quá nông cạn đi. Đường Kinh Vĩ nói, Hoa Niên hẳn là lớn mật sử dụng người mới, tư lịch đều dựa vào thời gian tích lũy, người không phải cũng là ta từng bước một mang ra. Đường Kinh Luân không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm nghĩ, loại thời điểm này đại ca chơi chiêu này, rõ ràng là đối Triệu Phi Dương không tín nhiệm, muốn đem Triệu Phi Dương đá ra khỏi cục nhưng không dễ dàng như vậy. Theo hắn thế nào làm đi, đoán chừng từ mình cũng là tại hắn tương lai thanh lý liệt kê. Đại Hằng tập đoàn phó tổng Chu Nghiễm đạt đích thân tới Đông Châu, tự thân vì suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục làm một phen cố gắng, hắn cảm thấy có chút không hợp thói thường, chuyện phía trên đều đã làm xong, không nghĩ tới tại cuối cùng chứng thực thời điểm gây ra rủi ro. Chu Nghiễm đạt thông qua Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ giám đốc Lưu Gia Kỳ định ngày hẹn Hồ Sơn trấn người đứng đầu Tần Chính Dương. Lần này định ngày hẹn là Chu Nghiễm đạt tại tiếp qua Đông Châu phân công quản lý lãnh đạo về sau mới tiến hành, lựa chọn tại chủ nhật, mang có nhất định tư cách cá nhân, ngoại trừ Tần Chính Dương bên ngoài, hắn mời được trước khu vực người phụ trách Trương Hằng Dương, Minh Đức tập đoàn Lý Sương Hữu. Tần Chính Dương vốn là muốn thoái thác lần này gặp mặt, nhưng là phân công quản lý lãnh đạo cùng hắn chào hỏi, Tần Chính Dương suy nghĩ một chút vẫn là đem Hứa Thuần Lương gọi lên. Kiên quyết phản đối Minh Đức tập đoàn đầu tư Nguy Sơn đảo người là Hứa Thuần Lương. Nếu là đàm chuyện này, Hứa Thuần Lương đương nhiên không thể vắng mặt. Đối với chuyện này Tần Chính Dương cũng có chút đau đầu, nếu như đơn thuần từ đầu tư góc độ đến xem, Minh Đức tập đoàn đầu tư Đại Hằng đối Hồ Sơn trấn tới nói là đại hảo sự. Hiện tại Đại Hằng cùng Hoa Niên một dạng tao ngộ nợ nần nguy cơ, đứng trước tài chính lưu thiếu vấn đề, cả nước các nơi có bao nhiêu cái hạng mục bạo lôi, căn cứ Tần Chính Dương hiểu rõ, Đại Hằng đã bắt đầu bán phá giá dưới cờ hao tổn nghiêm nặng hạng mục, xoay một vòng hình cờ hiệu. Nhưng thật ra là bị nặng nề nợ nần ép tới hít thở không thông, bọn hắn nhất định phải bán đổ bán tháo một nhóm tài sản đến thu hoạch tài chính. Dẫn vào ngoại lai đầu tư cũng là bọn hắn bàn sống tự thân tài sản chủ yếu thủ đoạn một trong, Nguy Sơn đảo hạng mục này tại Đại Hằng nội bộ không tính là trọng điểm, bởi vì chỗ vắng vẻ đầu tư hồi báo kỳ tương đối dài, mà lại này trước còn nhiều lần dẫn phát duy quyền sự kiện, đã trở thành Đại Hằng đầu tiên muốn chuyển tay hạng mục, hiện tại thật vất vả có Minh Đức tập đoàn tìm tới cửa.
bọn hắn đương nhiên cầu còn không được. Đông Châu tương quan lãnh đạo đối bọn hắn hợp tác cũng biểu thị hoan nghênh, Đại Hằng tình huống hiện thật còn tại đó, nếu như không đồng ý bọn hắn dẫn vào mới phía đầu tư, Đại Hằng Nguy Sơn Hồ hạng mục tất nhiên đuôi nát, tại dạng này trước sách dưới, Đại Hằng cùng Minh Đức tập đoàn hợp tác thu được một đường đèn xanh, nhưng chẳng ai ngờ rằng tại Hứa Thuần Lương nơi này sáng lên đèn đỏ. Hứa Thuần Lương không đồng ý Chu Nghĩa Văn sử dụng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu, cái này mang ý nghĩa bọn hắn trước đây ký tên hiệp nghị cần một lần nữa sắp xếp. Lý Văn Tĩnh đưa Tần Chính Dương dự tiệc thời điểm tiện đường tiếp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương sau khi lên xe cười nói, tẩu tử tốt. Tần Chính Dương nói, tẩu tử ngươi chuyên đưa chúng ta một chuyến, quay đầu lại đến tiếp chúng ta. Lý Văn Tĩnh nói, hắn chỉ cần về nhà một lần liền coi ta là lái xe sai sử, để hắn học bằng lái hắn chính là không học. Tần Chính Dương nói, ta không có điều khiển thiên phú. Hứa Thuần Lương sát bên Tần Chính Dương ngồi xuống, tướng hai hộp vũ hoa trà buông xuống, từ Nam Giang trở về sự tình không ngừng, căn bản không có quan tâm biên lai nhận vị đi làm. Tần Chính Dương nhìn lướt qua, tẩu tử ngươi thích uống cái này, tạ ơn nha. Hứa Thuần Lương nói, khách khí với ta cái gì a? Tần Chính Dương nói, ta nghe nói Mai Như Tuyết ca ca gặp tai nạn xe cộ, tình huống thế nào? Hứa Thuần Lương nói, kiếm về một cái mạng, về sau ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tần Chính Dương gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đúng, hôm nay trận cục này ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, còn có thể nghĩ như thế nào a? Ta còn là đi qua ý kiến, Minh Đức tập đoàn động cơ không thuần, ta cảm thấy dạng này đầu tư bên ngoài không cần cũng được. Tần Chính Dương nói, lần này là cấp trên thúc đẩy, Đại Hằng tập đoàn Chu Nghiễm Đạt một mực tìm được Chu thư ký. Hứa Thuần Lương biết Tần Chính Dương đối với chuyện này tiếp nhận không nhỏ áp lực, hắn cười nói, chỉ cần bọn hắn không cầm Nhân Hòa Đường chiêu bài giả danh lừa bịp là được. Tần Chính Dương nói, bọn hắn là cái tam phương hiệp nghị, ta cũng không làm rõ ràng được Minh Đức tập đoàn đến cùng có ý đồ gì, ta thầm thầm hiệp nghị của bọn hắn, Minh Đức tập đoàn đáp ứng đầu tư cũng là chân kim bạch ngân, có cái này bút tiền, Đại Hằng Nguy Sơn đảo hạng mục liền có thể bàn sống, nếu như không có tài chính rót vào, ta nhìn công trình này 8-9 phần 10 muốn đuôi nát. Hứa Thuần Lương nói, Đại Hằng loại này công ty đi cũng tốt. Tần Chính Dương nhắc nhở hắn nói, Đại Hằng, Hoa Niên đều là ta đến Hồ Sơn Trấn trước đó chiêu thương hạng mục, nếu như nát trong tay ta chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Hứa Thuần Lương minh bạch hắn ý tứ, Đại Hằng cùng Hoa Niên ngụ lại Nguy Sơn đảo cũng là Mai Như Tuyết chiến tích, nếu như hạng mục thật đuôi nát, ảnh hưởng đến cũng không chỉ Tần Chính Dương một cái. Hứa Thuần Lương cười nói, địa cầu rời đi ai cũng chiếu chuyển, Hoa Niên không chơi, lập tức liền có người tiếp bàn, lúc trước Xích Đạo vốn liếng là muốn đem Đại Hằng cục diện rối rắm cùng một chỗ tiếp xuống, nhưng Đại Hằng không vui, không phải muốn cùng Minh Đức cùng một chỗ chơi. Tần Chính Dương trong lòng thầm nghĩ Xích Đạo vốn liếng bên kia đại biểu là Mặc Hàm, Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm quan hệ hắn nhưng vẫn luôn nhìn ở trong mắt, muốn nói Hứa Thuần Lương lần này ngăn cản Đại Hằng cùng Minh Đức tập đoàn hợp tác rơi xuống đất không có điểm tư tâm cũng không có khả năng. Liền Tần Chính Dương cái người mà nói, mặc kệ Đại Hằng lựa chọn Minh Đức tập đoàn vẫn là Xích Đạo vốn liếng, hắn cũng không đáng kể, mấu chốt là hạng mục này đừng đuôi nát, giống hắn loại này cấp bậc quan viên, chiến tích không nhất định có thể mò được, nhưng là cõng nổi thời điểm khẳng định không thể thiếu hắn một phần. Tần Chính Dương nói, người có nghe nói hay không, Chu Nghiễm Đạt giống như cùng Chu thư ký là đồng hương. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, dù sao Chu thư ký không có chào hỏi. Tần Chính Dương cùng Hứa Thuần Lương đi vào địa điểm gặp mặt, những người khác đến, chính ở nơi đó uống trà. Tần Chính Dương vừa vào cửa, Đại Hằng tập đoàn phó tổng Chu Nghiễm Đạt liền tự mình qua tới đón tiếp Tần bí thư tới. Chu Nghiễm Đạt cho rằng hôm nay tư thái thả đã đủ thấp, lấy thân phận của hắn nguyên không đến mức tự mình mở tiệc chiêu đãi Tần Chính Dương cái này khoa cấp cán bộ, đi qua Đại Hằng phong quang nhất thời điểm, ở đâu không là bản xứ phân công quản lý lãnh đạo nhiệt tình tiếp đãi, bởi vì bọn họ là trong mắt người khác thần tài. Nhưng bất động sản trời đông giá rét đến mức như thế nhanh chóng, liền Chu Nghiễm Đạt cái này giả địa sản người đều cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, quả nhiên, vận mệnh muốn vứt bỏ người thời điểm ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Tần Chính Dương cùng Chu Nghiễm Đạt nắm tay, hắn cùng Chu Nghiễm Đạt cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác Chu Nghiễm Đạt tự mang khí chàng, nghe nói người này ban sơ cũng là thể chế xuất thân, về sau vứt bỏ chính tử thương, đặc thù kinh lịch để hắn tại chính vòng giao thiệp cực lớn. Tần Chính Dương tướng bên người Hứa Thuần Lương dẫn kiến cho Chu Nghiễm Đạt. Chu Nghiễm Đạt cười tủm tỉm hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Hứa Trấn Trưởng, nghe đại danh đã lâu a. Hứa Thuần Lương cười cùng hắn nắm tay, Chu Tổng,
chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, lần trước Chu Tổng đi Nguy Sơn đảo thời điểm ta tại Trường Hưng phân viện nhậm chức. Chu Nghiễm Đạt cố gắng nghĩ nghĩ, vẫn không nghĩ khởi hắn lần trước gặp qua Hứa Thuần Lương, dù sao lần trước hắn là tại Đông Châu lãnh đạo chủ yếu cùng đi đi trước, Hứa Thuần Lương lúc đó chỉ là một nhân vật nhỏ, coi như nhìn thấy cũng không có khả năng đặc biệt lưu ý, càng đàm không đến cùng hắn nắm tay ngôn hoan. Thế giới này biến hóa quá nhanh, lúc này mới bao lâu công phu, liền loại tiểu nhân vật này đều có thể cùng mình bình khởi bình tọa, trong lòng không thể không cảm thán Đại Hằng Chính gặp thời buổi rối loạn, liền hắn vị này phó tổng đều không thể không buông xuống thân đoạn đích thân tới một tuyến. Chu Nghiễm Đạt chuyển hướng một bên Trương Hằng Dương nói, Hằng Dương cùng Hứa Trấn trưởng liên hệ nhiều hơn một chút. Trương Hằng Dương cười nói, đánh qua không ít quan hệ, cho nên mới có thể trở thành bằng hữu. Chu Nghiễm Đạt đi qua đối với hắn tốt, nếu không Trương Hằng Dương mới sẽ không tới lội cái này vũng nước đục, hắn đã không tại Đại Hằng, Chu Nghiễm Đạt để hắn tới là hỗ trợ cân đối, nhưng Trương Hằng Dương đối Hứa Thuần Lương tính tình hiểu rõ vô cùng, muốn cho con hàng này nhượng bộ quá khó khăn, huống chi lần này quyền chủ động ở trong tay của hắn. Trương Hằng Dương không muốn tới, trở ngại mặt mũi lại không thể không đến, trong lòng quyết định chủ ý hôm nay ăn nhiều đồ ăn ít nói chuyện, tạm thời cho là hỗn một trận cơm trưa miễn phí. Ngoại trừ Chu Nghiễm Đạt, những người khác là gặp mặt qua, có ít người còn đã từng quen biết sinh ra qua mâu thuẫn, tỉ như Lý Sương Hữu cùng Hứa Thuần Lương. Mọi người tọa hạ thời điểm, Hứa Thuần Lương cùng Lý Sương Hữu ngồi cùng một chỗ, Hứa Thuần Lương cố ý nói, Lý Tổng, làm sao không gặp Chu Nghĩa Văn A? Lý Sương Hữu nói, Chu Tổng thân thể khó chịu cho nên không cách nào tham gia. Tần Chính Dương cùng Chu Nghiễm Đạt tương hỗ khiêm nhượng một phen, vẫn là mời Tần Chính Dương ngồi ở cái gọi là xê vị. Tần Chính Dương nói, Chu Tổng quá khách khí, người đến Đông Châu vốn phải là chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị mới đúng. Chu Nghiễm Đạt nói, hôm nay là ngày nghỉ, ta mời mọi người tới chủ yếu là vì câu thông lẫn nhau tình cảm, không có ý gì khác. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ ngươi không có ý tứ gì khác mới là lạ, nếu như không phải phân công quản lý lãnh đạo ra mặt, chính mình mới sẽ không tới dự tiệc, kỳ quái là, lãnh đạo cũng không xuất hiện. Hứa Thuần Lương nói, Chu Tổng lời nói này đến rộng thoáng, chúng ta bên trong thể chế giảng cứu cái công và tư rõ ràng, đi làm trong lúc đó đảm công sự, lúc nghỉ ngơi làm việc tư, ta trước khi tới còn cùng Tần Bí Thư nói đến chuyện này đâu, nếu là bàn công việc, chúng ta cũng không dám uống rượu. Chu Nghiễm Đạt cười nói, các ngươi bên trong thể chế giảng cứu công và tư rõ ràng, chúng ta xí nghiệp cũng giảng cứu cái này, đến. Chúng ta uống rượu. Trương Hằng Dương trong lòng cười thầm, Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền cho bữa cơm này định điệu, kỳ thật đám người này ngồi cùng một chỗ nào có cái gì tình cảm nhưng đàm. Bất quá Trương Hằng Dương làm sao đều không nghĩ tới, hắn sẽ trở thành hôm nay tiêu điểm, ba chén rượu vào trong bụng về sau, Hứa Thuần Lương chủ động tìm tới hắn, Trương Tổng, tạ ơn người cho chúng ta Đông Châu Văn Lữ làm cống hiến. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Trương Hằng Dương, tình huống như thế nào? Hắn làm cái gì cống hiến? Trương Hằng Dương cười giải thích một chút, ngày mồng 1 tháng 5 muốn làm Đông Châu đổ nướng tiết, chính là Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch tài trợ cũng quan danh, kỳ thật hắn lần này cũng coi là đánh bậy đánh bạ dựng đi nhờ xe, lúc trước quyết định 300 vạn quan danh đổ nướng tiết thời điểm, Đông Châu đổ nướng xa không có hiện tại hồng như vậy lửa, ai có thể nghĩ tới Đông Châu đổ nướng nhiệt độ là mắt trần có thể thấy dâng lên, hiện tại đến Đông Châu du lịch hơn phân nửa đều là hướng về phía Đông Châu đổ nướng tới. Trương Hằng Dương nói, Hứa Trấn trưởng, chuyện này ta phải tạ ơn người mới đúng. Hứa Thuần Lương nói, hai ta cũng chớ khách khí nói trắng ra là chính là tương hỗ thành tựu, làm hai chén. Trương Hằng Dương cùng hắn liền làm hai chén, càng muốn điệu thấp càng là không cách nào điệu thấp, Hứa Thuần Lương rõ ràng cố ý đem hắn hướng phía trước đẩy. Chu Nghiễm Đạt nói, Hứa Trấn trưởng câu nói này nói đến không có tâm bệnh, địa phương chính phủ cùng nhà đầu tư quan hệ chính là tương hỗ thành tựu. Chúng ta đầu tư khẳng định là hy vọng đạt được hồi báo, địa phương chính phủ hy vọng thông qua chúng ta đầu tư kéo theo kinh tế địa phương, mọi người chính là muốn tương hỗ thành tựu mới có thể trở nên càng tốt hơn, Tần Bí Thư, người nói có đúng hay không? Tần Chính Dương nói, kia là đương nhiên, chính phủ địa phương chúng ta toàn lực là nhà đầu tư hộ giá hộ tống. Chu Nghiễm Đạt nói, có Tần Bí Thư câu nói này chúng ta an tâm, chúng ta đầu tư lớn nhất lo lắng chính là xí nghiệp lợi ích có thể hay không đạt được bảo hộ. Ban đầu ở đầu tư Nguy Sơn đảo hạng mục này bên trên, chúng ta nội bộ khác nhau rất lớn bởi vì cái này hạng mục gặp phải đầu tư thời gian khoảng cách dài, đầu tư tỷ lệ hồi báo thấp vấn đề, nhưng là ta lúc ấy lực bài chúng nghị, dù sao làm xí nghiệp không chỉ muốn cân nhắc đến kinh tế lợi ích càng muốn cân nhắc đến xã hội hiệu quả và lợi ích.
Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư thường cùng chúng ta nói, phải học được từ nhà đầu tư góc độ nhìn vấn đề, ta cũng nếm thử làm thế nào, bất quá ta dù sao không là thương nhân, ta nghĩ thỉnh giáo một chút các vị, các ngươi kiếm tiền nhất cuối cùng mục đích là cái gì? Hứa Thuần Lương nói câu nói này thời điểm cố ý nhìn qua Chu Nghiễm Đạt. Chu Nghiễm Đạt nói, kiếm tiền mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải phản hồi xã hội, đây là chúng ta Đại Hằng một lấy sâu chi tôn chỉ, chúng ta đi qua làm như vậy, như bây giờ làm, về sau còn sẽ làm như vậy. Liên Tần Chính Dương đều nghe không nổi nữa, mọi người ai không rõ ràng ai vậy. Phản hồi xã hội, từ khi Đại Hằng vào ở Nguy Sơn Đảo, quay chung quanh bọn hắn duy quyền sự kiện liền không gián đoạn qua, Tết Xuân trong lúc đó còn náo xảy ra nhân mạng, kia thời điểm cũng không có gặp Chu Nghiễm Đạt qua đến giải quyết vấn đề. Lý Xương Hữu bưng chén rượu lên hướng Tần Chính Dương nói, Tần Bí Thư nói địa phương chính phủ toàn lực là nhà đầu tư hộ giá hộ tống, nhưng ta nhìn thấy cũng không phải như vậy. Tần Chính Dương mỉm cười nói, a, Lý Tiên Sinh có ý kiến gì có thể bày ở trên bàn nói thẳng. Lý Xương Hữu trước đây không lâu đi Hồ Sơn Trấn thời điểm, đã từng bởi vì Hứa Thuần Lương thái độ khiếu nại ra ngoài thương xí nghiệp khiếu nại trung tâm, Hứa Thuần Lương chuyên môn chạy một chuyến, về sau chuyện này không giải quyết được gì. Tần Chính Dương cũng phi thường phản cảm loại hành vi này, hắn nói ý tứ của những lời này chính là ngươi có lời gì không thể bày ở trên bàn, không phải phía sau đâm người đao. Lý Xương Hữu nói, tại quốc gia chúng ta, quan viên chính phủ nhận kiểm tra bộ môn giám sát, tại dính đến kinh tế lợi ích vấn đề lúc, chọn né tránh, ta có chút không rõ, Hứa Tiên Sinh thân là Nhân Hòa Đường Thương Tiêu người nắm giữ, vì sao quý phương còn muốn cho hắn đến phụ trách suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục? Chẳng lẽ không sợ ngoại nhân nói nhàn thoại? Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Lý Xương Hữu, chó nhập đủ dũng, trước mặt nhiều người như vậy dám công khai hướng mình nổi lên. Đây là muốn trước tiên đem mình đá ra khỏi cục sao? Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, ta quên, Lý Tiên Sinh là quốc gia nào? Lý Xương Hữu một mặt ngạo kiều nói, Đại Hàn. Hứa Thuần Lương đánh gãy hắn, nhớ lại, chúng ta Đông Châu có một nơi cùng quốc gia các ngươi trùng tên. Hắn chuyển hướng Tần Chính Dương nói, Tần Bí Thư, người quá khứ là không phải tại Đại Hàn Trấn làm việc qua. Tất cả mọi người nghe ra người này là tại công khai Hàn Sầm Nhân nhà. Đông Châu hoàn toàn chính xác có cái Đại Hàn Trấn, nhưng Tần Chính Dương cho rằng Hứa Thuần Lương vẫn là đừng quá kiêu căng, Lý Xương Hữu quốc gia lại tiểu cũng là quốc gia, nói như vậy có khinh bỉ người ta chi ngại, ăn bữa cơm làm ra cái ngoại giao sự kiện sẽ không tốt. Tần Chính Dương cười hòa giải, không phải nói hôm nay chỉ nói giao tình không bàn công việc sao. Lý Xương Hữu là cái Trung Quốc thông, hắn đương nhiên nghe hiểu Hứa Thuần Lương ý tứ, Hứa Tiên Sinh, người rất không hữu hảo. Ta cho rằng ngươi có vũ nhục quốc gia chúng ta hiểm nghi. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tiên Sinh, ngươi thật là biết cho ta chụp mũ, ta không có vũ nhục quốc gia các ngươi, con người của ta ân oán rõ ràng, ngươi chửi bới ta trước đây, ta muốn vũ nhục cũng là vũ nhục ngươi. Lý Xương Hữu nói, Tần Bí Thư ngươi nhưng toàn đều nghe được. Tần Chính Dương hướng Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn bớt tranh cãi. Hứa Thuần Lương cũng không nuông chiều hắn, cái gì gọi là quốc gia các ngươi quan viên chính phủ nhận kiểm tra bộ môn giám sát, làm đến thật giống như hai chúng ta không có giám sát cơ chế, người ra đến nói chuyện không chỉ có riêng đại biểu chính ngươi, cẩn thận điểm, khác ta không biết, quốc gia các ngươi chính khách bị bắt vào nhiều lắm. Ngươi, Chu Nghiễm Đạt nói xong không trò chuyện công việc, làm sao bắt đầu đàm chính trị. Lý Xương Hữu nói, Chu Tổng, không phải ta không cho ngài mặt mũi. Cơm này ta ăn không trôi. Hứa Thuần Lương nói, Chu Tổng, như thế khách nhân tôn quý tới, người không có an bài điểm đồ chua a. Tần Chính Dương bắt đầu hối hận, Hứa Thuần Lương con hàng này căn bản cũng không khả không a. Nhắc tới Lý Xương Hữu cũng có mau bệnh, hảo hảo ngươi chiêu hắn làm gì. Lý Xương Hữu đứng dậy muốn đi, Hứa Thuần Lương bắt hắn lại bả vai một tay lấy hắn nhấn trở về, cười tủm tỉm nói, ta phát hiện ngươi người bên kia khuyết thiếu hài hước cảm giác, mở không dậy nổi trò đùa. Ta thật không có xem thường ngươi ý tứ, đừng nóng giận a, hai ta uống một chén. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên, Lý Xương Hữu nổi giận đùng đùng nhìn qua hắn, lại nghĩ tới thân, nhưng bả vai bị Hứa Thuần Lương cho ấn xuống, như là một tòa núi nhỏ đè ở trên người, căn bản đứng không dậy nổi. Chu Nghiễm Đạt tranh thủ thời gian tới hòa giải, đúng, người ta Hứa Trấn trưởng là nói đùa, đến, đến. Uống rượu, ta cùng các ngươi uống một chén. Tần Chính Dương nói, mọi người cùng nhau, đều là bằng hữu, chỉ đùa một chút thôi, tuyệt đối đừng coi là thật. Đám người cùng một chỗ hưởng ứng, Lý Xương Hữu không phải là không muốn đi, là thực sự đi không nổi, tức giận đến dương mắt nhìn,
cũng chỉ có thể cùng đám người uống chung chén rượu kia. Bọn hắn đều là một chén nhỏ người ta Hứa Thuần Lương bưng lên trước mặt phân đồ uống rượu, uống ròng rã một bình. Chu Nghiễm đặt mặt mày hớn hở nói, Lý Tổng, nhìn xem người ta Hứa trấn trưởng có nhiều thành ý. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, ta uống chén rượu này không phải nói xin lỗi, ta là muốn cho thấy một cái thái độ, Lý Tổng vừa mới nói không sai, ta đích xác hẳn là tránh hiểm nghi, các ngươi có thể tiếp tục nói chuyện hợp tác, nhưng là không muốn mượn dùng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu, muốn mượn cũng vô dụng, ta mãi mãi cũng sẽ không đồng ý, các vị chậm rãi uống, ta đi trước. 1. Tần Chính Dương đều bị tiểu tử này cho làm sửng sốt, vốn là Lý Sương Hữu muốn đi, hiện tại Lý Sương Hữu không đi, hắn ngược lại đi, Tần Chính Dương muốn ngăn cũng không kịp, Hứa Thuần Lương đi đứng làm chỉnh tề, đã rời đi gian phòng. Tần Chính Dương muốn đuổi theo, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không đuổi kịp đi, Hứa Thuần Lương đây là đem cả bàn người đều cho phơi, trên mặt hắn không dễ nhìn, những người khác mặt mũi cũng khó nhìn. Hứa Thuần Lương đến đi ra bên ngoài. Trương Hằng Dương ra truy hắn, Hứa trấn trưởng, người chớ đi a. Hứa Thuần Lương cười nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta không phải làm gì. Giữ lại chướng mắt sao? Trương Hằng Dương nói, người đi lần này, Tần bí thư trên mặt cũng không tốt nhìn. Hứa Thuần Lương nói, ăn người ta nhu nhược, bữa cơm này không có ăn ngon như vậy, ta nếu là không đi hắn ngay cả cự tuyệt lấy cớ đều không có. Trương Hằng Dương thở dài nói, hôm nay trận cục này phía sau có khác cao nhân. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, cho nên ta càng nên đi, cứ như vậy, Tần bí thư có cớ, ta vừa vặn cũng rơi cái thanh tịnh, Lý Sương Hữu cháu trai kia không phải nói ta hẳn là tránh hiểm nghi sao. Ta như ước nguyện của hắn. Trương Hằng Dương cười nói, ngươi làm việc thật là khiến người ta nhìn không thấu. Hứa Thuần Lương để hắn nhanh đi về đi, xáo lộ để các ngươi thăm dò, ta chẳng phải là toi công lăn lộn. Trương Hằng Dương kỳ thật cũng không muốn ăn bữa cơm này, hắn đều từ Đại Hằng từ chức. Không muốn lại lẫn vào Đại Hằng sự tình, hôm nay tất cả đều là xem ở Chu Nghiễm Đạt trên mặt mũi. Kiều lão đứng tại ngoài cửa sổ nhìn qua cháu trai, Kiều Như Long khôi phục tình huống không tệ, hắn nhận ra 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 về sau, nâng tay phải lên nhẹ nhàng quơ quơ. Kiều lão tâm bên trong phi thường vui mừng, cháu trai xem như qua một quan, về phần về sau sự tình sau này hãy nói đi. Đứng tại phụ thân bên người Kiều Viễn Giang mấy chuyến muốn mở miệng, nhưng nói đến bên môi liền do dự. Hắn không biết phụ thân sẽ có như thế nào phản ứng. Kiều lão nói, Viễn Giang, người thật giống như có lời muốn nói. Kiều Viễn Giang nói, cha, Như Long tình huống không tệ, xem ra rất nhanh liền có thể bình phục. Kiều lão nói, người hiền tự có thiên tướng, đúng, Diệp Sương Nguyên đã tới, các ngươi đã gặp mặt. Kiều Viễn Giang nhẹ gật đầu. Kiều lão nói, Như Long trong xe nữ nhân kia ngươi biết sao? Kiều Viễn Giang nội tâm chấn động. Hắn nhìn phụ thân một chút, tại Kiều lão uy nghiêm ánh mắt hạ lại cấp tốc cúi đầu xuống, nuốt ngụm nước bọt, bên trong tim đập bịch bịch, phụ thân chẳng lẽ đã biết rồi. Kiều lão nói, ta chuẩn bị trở về một chuyến kinh thành. Kiều Viễn Giang ngạc nhiên nói, lúc nào, ta bồi người. Kiều lão nói, không cần, Tiểu Tuyết theo giúp ta cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại phòng cô lập bên trong Kiều Như Long trên thân, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Muốn giải khai Diệp Kiều hai nhà kết. Nhất định phải hắn tự mình ra mặt. Kiều Viễn Giang nói, cha, ta ngày mai cũng phải về Nam Giang một chuyến, tranh thủ hậu thiên trở về. Kiều lão gật đầu nói, dù sao bên này cũng không có chuyện gì, người đi đi. Kiều Viễn Giang nói, người còn có cái gì để cho ta làm? Người còn có thể làm cái gì? Kiều lão nhìn như mạn bất kinh tâm như là thép nguội đau nhói Kiều Viễn Giang tâm, hắn mím môi, rốt cục nhìn xuống không có mở miệng nói chuyện. Kiều lão thấp giọng nói, đúng rồi, có hay không nữ nhân kia phương thức liên lạc, ta muốn gặp nàng. Kiều Viễn Giang nói, ta đến an bài. Tề Sảng tại Ẩn Long Hồ xuống xe, thấy được ngồi ở bên hồ lão nhân bóng lưng y nguyên thẳng tắp, để cho người ta xa xa cũng cảm giác được trong cơ thể hắn bất khuất cùng quật cường. Tề Sảng lấy hết dũng khí, hướng lão nhân đi đến, đi vào trước mặt hắn, cung kính nói, ngài là Kiều gia gia a. Kiều lão nói, ngồi đi. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, biểu lộ cũng phi thường bình tĩnh. Tề Sảng do dự một chút, mới ngồi xuống, tận lực cùng Kiều lão tách ra một khoảng cách. Kiều lão nói, ta đi qua tâm tình không tốt thời điểm liền thích đi bên hồ một người ngồi, nhìn xem rộng lớn mặt hồ, lòng dạ liền sẽ suôn sẻ rất nhiều. Tề Sảng không dám lên tiếng, lặng lặng nghe. Kiều lão nói, ta vừa mới nghe được Như Long xảy ra chuyện thời điểm, cảm giác giống hết y như là trời sập,
ta không biết hẳn là thế nào đối mặt, ngươi đây. Tề Sảng nói, thật xin lỗi. Kiều lão nhìn nàng một cái, Tề Sảng lệ rơi đầy mặt, Kiều lão cũng không tin nước mắt, hắn nói khẽ, ngươi không cần nói xin lỗi, sự cố cũng không phải ngươi tạo thành. Tề Sảng nói, Kiều gia gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn tránh, ta sẽ gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Kiều lão nở nụ cười, người trẻ tuổi có đảm đương là tốt, thế nhưng là nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi gánh không gánh chịu nổi, ta tìm ngươi đến, không phải nghĩ nghe ngươi nói xin lỗi cũng không phải nghĩ trách cứ ngươi, ta chỉ muốn làm rõ một cái chân tướng, ngươi cùng Như Long đến cùng là quan hệ như thế nào. Tề Sảng nói, Kiều gia gia, ta cùng Như Long chính là bằng hữu bình thường. Kiều lão nhẹ gật đầu, nam hài vẫn là nữ hài. Tề Sảng ngẩn người. Nàng bản muốn giấu giếm nàng cùng Kiều Như Long quan hệ trong đó, từ bọn hắn ngay từ đầu cùng một chỗ, nàng liền rõ ràng, giữa bọn hắn cách xa quá lớn, nàng chú định không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không phải sẽ ảnh hưởng đến Kiều Như Long rộng lớn tiền đồ, nàng cũng thử qua từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế lại tình cảm của mình. Nam hài, Tề Sảng nhìn mặt đất. Kiều lão vươn tay, có ảnh chụp sao? Tề Sảng lấy điện thoại cầm tay ra tìm được ảnh chụp đưa cho Kiều lão. Kiều lão nhìn qua trên màn hình trắng trắng mập mập tiểu nam hài, toát ra ấm áp cùng hiền hòa ánh mắt, hắn lần đầu tiên liền kết luận đây là Kiều gia huyết mạch, quá giống cực kỳ giống Kiều Như Long lúc nhỏ. Kiều lão nhìn một lúc lâu phương mới đưa tay cơ còn đưa Tề Sảng, người không nên trở về đến a. Tề Sảng mím môi đến, Kiều gia gia, người yên tâm, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta lập tức rời đi, ta sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Kiều lão nói, muộn. Tề Sảng kinh ngạc nhìn qua Kiều lão. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu đạo lý trong đó, Kiều lão như là đã biết, liền chứng minh nàng cùng Kiều Như Long quan hệ đã tiết lộ, cái này thật đúng là họa vô đơn chí, như quả có người tại bọn hắn quan hệ bên trên làm văn chương, ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là Kiều Như Long tiền đồ, còn có Kiều gia danh dự. Tề Sảng nói, ta lúc này đi, vì Như Long ta có thể lựa chọn vĩnh viễn biến mất. Kiều lão có chút thương tiếc nhìn qua Tề Sảng, thật sự là tội gì đến quá thay, một cái chữ tình tạo thành nhiều ít nghiệt xuyên. Kiều lão nói, hai tử kêu cái gì? Tên tiếng Anh gọi Gióc, còn không có khởi tiếng Trung danh tự. Kiều lão nhịn không được cười lên, Gióc, tốt xấu vẫn là họ Kiều, hắn trầm giọng nói, việc đã đến nước này, người đi vẫn là lưu đã không phải là mấu chốt của vấn đề, hai tử còn nhỏ, chung quanh tồn tại quá nhiều không thể dự báo nguy hiểm ngươi cần chuẩn bị sớm. Tề Sảng nhẹ gật đầu, Kiều lão có ý tứ là đề phòng có người cầm hài tử làm văn chương. Người yên tâm. Mẹ ta đang chiếu cố hắn, người chung quanh đều tin được. Kiều lão nói, tin được, liền sẽ không bị người tra được, ta không biết chuyện này sẽ phát triển đến một bước nào, bất quá, phổ luận người vẫn là Như Long đều phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Tề Sảng dưng dưng nói, thật xin lỗi. Kiều lão lắc đầu, nên nói xin lỗi không phải ngươi, hai tử, bảo vệ tốt mình, bảo vệ tốt con của các ngươi. Hắn đưa một phong thư cho Tề Sảng, bên trong tin là ta tự tay viết ngươi sau khi xem xong lao nhớ kỹ, sau đó lại trả lại cho ta. Tề Sảng tiếp nhận lá thư này, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần, tin không dài, nàng rất nhanh liền đọc xong sau, lại từng chữ từng câu nhớ ở trong lòng, vững tin nhớ kỹ về sau, lại đem lá thư này nguyên. Phong bất động trả lại cho Kiều lão, Kiều gia gia, ta nhớ kỹ. Kiều lão mỉm cười nói, nhớ kỹ liền tốt, ngươi đi đi. Ta nghĩ một người nhiều ở một lúc. Trường thiện bệnh viện công việc bếp núc đã cơ bản hoàn thành, thử kinh doanh định tại ngày mùng 1 tháng 5, Cố Hậu Nghĩa cho rằng thử kinh doanh trong lúc đó lấy làm danh tiếng làm chủ, không cần khiến cho quá long trọng, điểm này cũng đã nhận được hứa trường thiện nhận cùng. Đương nhiên cũng có cầm ý kiến khác biệt, tỉ như Trịnh Bồi An từ Đông Châu đổ nướng bạo lửa ở bên trong lấy được linh cảm, cho rằng đương kim thời đại Lưu Lượng là vua. Bọn hắn cũng hẳn là học tập Đông Châu đồ nướng hình thức tại mạng lưới bình đài tiến hành tuyên truyền. Hứa Thuần Lương nghe Trịnh Bồi An trò chuyện xong ý nghĩ của hắn không khỏi nở nụ cười. Trịnh Bồi An nói, ngươi đừng cười a, ngươi là công ty đại cổ đông, ngươi liền nói ta ý nghĩ có đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, Cố Viện Bát Tự Phương Châm ngươi quên rồi. Trịnh Bồi An dở khóc dở cười nói, cao điệu làm nghề y, điệu thấp làm người. Đều niên đại gì, hiện tại quá vô danh không thể được. Đông Châu đồ nướng tồn tại nhiều năm như vậy, làm sao vượt qua người khác cũng không tới góp cái này náo nhiệt. Cũng là bởi vì thiếu khuyết tuyên truyền. Hứa Thuần Lương nói, trường thiện bệnh viện là làm danh tiếng, người đừng có gấp, chờ danh tiếng lên men không lo không có sinh ý.
Trịnh Bồi An gặp hắn cũng không có cao điệu tuyên truyền ý tứ, chỉ có thể coi như thôi. Hứa Thuần Lương đi Cố Hậu Nghĩa văn phòng, Cố Hậu Nghĩa ngay tại thẩm duyệt thử kinh doanh vận chuyển quá trình, gặp hắn tới, hô, người đến rất đúng lúc, ngày lễ quốc tế lao động ngày ở giữa dự định làm cái miễn phí chữa bệnh từ thiện hoạt động, người cảm thấy thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ngài là viện trưởng người định đoạt, chuyện bên này ta không lẫn vào. Cố Hậu Nghĩa cười nói, người ngược lại là rơi cái thanh tính. Hắn cho Hứa Thuần Lương ngâm chén trà. Hứa Thuần Lương cướp mình đến, để hắn không vội sống. Cố Hậu Nghĩa hỏi Triệu Phi Dương sự tình, Hứa Thuần Lương tướng gần nhất phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Cố Hậu Nghĩa thở dài nói, muốn nói Triệu Phi Dương cũng đủ bất hạnh, ta gần nhất nghe nói một tin tức, Trường Hưng bệnh viện lão công nhân lại đi trong đám kháng nghị. Trường Hưng từ công tư hợp doanh bắt đầu liền không có yên tĩnh qua. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Triệu Phi Dương thời gian không dễ chịu, hiện tại hắn là hai đầu không lấy lòng, loạn trong giặc ngoài ùn ùn kéo đến, Bùi Lâm mặc dù dùng loại này cực quả nhiên phương thức phá hủy cảnh sát điều tra, nhưng là cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ cho Triệu Phi Dương tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Bất quá lần này Kiều gia thiếu Triệu Phi Dương một cái nhân tình, đoán chừng sẽ không nhìn xem Triệu Phi Dương gặp được phiền phức mà ngồi yên không lý đến. Lúc này Đinh Tứ đến đây. Hắn tìm Cố Hậu Nghĩa là muốn hỏi một chút ngày mồng 1 tháng 5 thử kinh doanh muốn hay không làm điểm động tĩnh lớn, Đinh Tứ cũng là Trường Thiện bệnh viện cổ đông một trong, hắn cũng nghĩ làm cái oanh oanh liệt liệt khai trương điển lễ. Cố Hậu Nghĩa giải thích một chút, bọn hắn hiện tại là thử kinh doanh, không phải khai trương, mà lại bệnh viện cùng cái khác thương gia khác biệt, khai trương điển lễ khiến cho dù tốt, nếu như người chữa bệnh trình độ không thể đi lên cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, bệnh viện là danh tiếng là vua. Hứa Thuần Lương hỏi Đinh Tứ hôm nay làm sao có thời gian tới. Hắn mấy ngày nay không phải ngay tại tổ chức miễn phí đưa đón du khách ngoại địa sự tình sao. Đinh Tứ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói ra nguyên nhân, hắn gần nhất đồ nướng ăn nhiều, lại là quả ớt lại là uống rượu, bệnh trí phạm vào, nghĩ từ bản thân nhập cổ phần Trường Thiện bệnh viện chính là giang ruột chuyên khoa bệnh viện, cho nên tới xem một chút. Trịnh Bồi An vừa mới mở cho hắn một tờ đơn thuốc, có uống thuốc, có ngoại dụng. Uống thuốc, sinh địa du, phù dung lá, hai hoa, bồ công anh, liền vỉnh lên, xài hồ các 30 giờ, sinh sơn chi, hoàng kỳ, để lọt lô các 12 gam, đào nhân, hoa hồng, cam thảo, giáp châu, xà phòng đâm, bạch chỉ các 10 giờ, xích thực 15 gam, rượu đế 100ml, nước lạnh ngâm 1 giờ, lửa đun sôi 7 phút đồng hồ, 2 lần phân phục, 3 tề. 6. Ngoại dụng, mộc ba ba tử, bồ công anh, liền vỉnh lên, phù dung lá. Khổ sâm, cam thảo các 30 giờ, sunfat natri ngậm nước, sinh phèn, bằng sa các 20 giờ hóa nhập, sắc canh một chậu, hun tẩy bồn ngâm đít. Trong ngoài kiêm trị, nhưng làm dịu bệnh trí bệnh bộc phát nặng. Hứa Thuần Lương đem phương thuốc muốn đi qua, nhìn thoáng qua, những này đơn thuốc được từ tại cổ phương, về sau từ hắn tự mình cải tiến, hai bút cùng vẽ trên cơ bản có thể lập tức thấy hiệu quả, nhưng là dựa vào những thủ đoạn này còn không thể trừ dễ. Kỳ thật Hứa Thuần Lương an bài Thính Chiêu Huy hỗ trợ làm thay sản xuất một nhóm tiêu chí đan, trước mắt còn không có đưa tới. Đinh Tứ nói, không tuyên truyền liền không tuyên truyền, dù sao về sau bệnh viện chúng ta không lo bệnh nhân. Cố Hậu Nghĩa nhịn không được cười nói, người có lòng tin như vậy. Đinh Tứ nói, đương nhiên, Đông Châu đồ nướng đại hỏa, nhiều người như vậy lột xuyên uống rượu, giống ta loại này phạm bệnh trĩ càng ngày càng nhiều. Hứa Thuần Lương cười nói, người đừng nói hưu nói vượn. Chính ngươi được liền ước gì toàn thế giới đều phải. Đinh Tứ nói, không tán gẫu nữa, ta mau về nhà uống thuốc đi, không nói khoa trương, ta hôm nay băng vệ sinh đều đã vận dụng. Hứa Thuần Lương cũng không có tiến hắn, hướng Cố Hậu Nghĩa nói, Đinh Tứ nói khả năng này không phải là không có. Cố Hậu Nghĩa nói, ta liền không rõ đồ nướng có cái gì ăn đầu, lại không vệ sinh lại không khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương nói, ngài là từ người khỏe mạnh góc độ xuất phát. Nhưng chúng ta là theo văn lữ sự nghiệp xuất phát, Đông Châu đồ nướng lửa cháy đến không chỉ đối văn lữ công việc có chỗ tốt, đối thôi động Đông Châu kinh tế cũng có thể tạo được chính một tác dụng. Cố Hậu Nghĩa nhẹ gật đầu, nói câu không xuôi tai, ta luôn cảm thấy loại này lưới đỏ kinh tế không cách nào kéo dài, nhiệt độ tới càng nhanh lui đến liền càng nhanh. Hứa Thuần Lương nói, cho nên chúng ta thừa dịp có nhiệt độ thời điểm nắm chặt mở rộng, chỉ cần tạo Đông Châu văn lữ hình tượng, về sau không lo không có du khách. Lúc này Phó Quốc Dân gọi điện thoại tới, thông chi hắn thứ hai Giang Đô Thị Văn Lữ Cục đồng hành muốn đi qua tham quan học tập, để hắn cùng đi mình tiếp đãi một chút. Hứa Thuần Lương trước mắt cũng không có cái khác an bài công việc,
lập tức đáp ứng xuống. Rời đi Cố Hậu Nghĩa văn phòng thời điểm, tại hành lang gặp Đường Minh Mị, Đường Minh Mị nhìn thấy hắn biểu lộ rõ ràng có chút mất tự nhiên, Hứa Thuần Lương biết nàng cùng phụ thân sự tình, hướng Đường Minh Mị cười cười nói, Đường tỷ, bận bịu đâu? Đường Minh Mị nói, cái này không lập tức thử buôn bán sao? Các bộ môn đều tại rèn luyện vận chuyển, chủ nhật tất cả mọi người không có quan tâm nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương nói, Đường tỷ vất vả, về sau ta hướng Cố viện xin cho các ngươi nhiều thêm tiền thưởng. Đường Minh Mị nở nụ cười, được rồi, ta tới là hỗ trợ, chỉ cần có thể trợ giúp bệnh viện nắm chặt tiến vào quỹ đạo, những chuyện khác cũng không đáng kể. Hứa Thuần Lương biểu thị mình còn có sự tình đi trước, vừa đi hai bước, Đường Minh Mị lại gọi lại hắn, tiểu Hứa. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, Đường tỷ còn có việc. Đường Minh Mị nói, cha ngươi khi nào thì đi. Hứa Thuần Lương nói, có mấy ngày, làm sao? Hắn không có cùng người nói một tiếng. Đường Minh Mị cười nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, người bận bịu đi thôi. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, lão Hứa a, người cũng quá không chịu trách nhiệm, vậy xong liền đi, năm đó như thế, hiện tại lại là như thế, người ta Đường Minh Mị cũng không tệ, không trải qua bối tình cảm phương diện sự tình nhưng không tới phiên hắn tới hỏi. Hứa Thuần Lương nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, cho Tần Chính Dương gọi điện thoại. Tần Chính Dương tiếp thông điện thoại về sau lập tức liền phàn nàn, Thuần Lương a, người quá không có suy nghĩ, đem ta một người cho quẳng xuống ta bữa cơm này ăn đến quá lúng túng. Hứa Thuần Lương cười nói ca, ngài là ta anh ruột, tuyệt đối đừng trách ta nhìn thấy cái kia Lý Sương Hữu liền đến khí, ta sợ tiếp tục ở lại sẽ nhịn không được đánh hắn một trận. Tần Chính Dương nói, chiếu ngươi nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi lưu cho ta đủ mặt mũi. Hứa Thuần Lương nói, giận ta, đừng a, ban đêm ta mời ngài ăn cơm, ở trước mặt hướng người bồi tội. Tần Chính Dương nói, không cần, ta còn không biết ngươi, ta ban đêm thành thành thật thật trong nhà hầu hạ tẩu tử ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đúng, một tuần trở về như vậy một lần, là phải hảo hảo hầu hạ. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Tần Chính Dương nói, tiểu tử ngươi a, ta nhưng nói cho ngươi, Minh Đức tập đoàn cùng Đại Hằng hợp tác sự tình, cấp trên đồng ý, người ta hiện tại đem Nhân Hòa Đường cho bỏ qua một bên, muốn một lần nữa sắp xếp hợp tác hiệp nghị, hiện tại chúng ta cũng không có lý do để phản đối đi. Hứa Thuần Lương nói, Nhân Hòa Đường nhãn hiệu trong tay ta, bọn hắn không làm như vậy cũng không được, Tần Bí Thư, người không cảm thấy kỳ quái, chúng ta Nguy Sơn đảo liền mị lực lớn như vậy. Minh Đức tập đoàn tại sao muốn khóc lóc van nài tới đầu tư? Tần Chính Dương nói, Nguy Sơn đảo chỗ nào không tốt? Mộc Thiên tập đoàn không phải cũng đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta đã cảm thấy chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong, Minh Đức tập đoàn khẳng định không có hảo ý, hạng mục này người ngàn vạn phải thận trọng. Tần Chính Dương nói, ta biết người nghĩ như thế nào, nhưng ta cứ như vậy quyền lực lớn, cấp trên áp xuống tới, ta có thể làm sao? Mà lại người ta là chân kim bạch ngân tới đầu tư, Đại Hằng lại là tình trạng này nếu như không có Minh Đức tập đoàn đầu tư cứu cấp. Đại Hằng vòng hạ mảnh đất kia 89/10 liền đuôi nát, chủ đề công viên bọn hắn cũng không thể dựng lên. Minh Đức phương diện đã đáp ứng, nếu như lần này ký kết thành công, bọn hắn sẽ thêm vào đầu tư 2 tỷ. Hứa Thuần Lương nói, ai đều không phải người ngu, người ta đầu nhập 2 tỷ khẳng định phải cầm lại mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần ích lợi. Tần Chính Dương nói, người nếu là cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, người đi thăm dò a. Hắn hạ giọng nói, ta nhưng nghe nói Chu Nghiễm Đạt cùng chúng ta lão đại có thân thích. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Chu thư ký hẳn không phải là cái công khí tư dụng người, Tần Chính Dương có câu nói không có nói sai, hắn quyền lực cứ như vậy lớn, cấp trên áp xuống tới hắn một điểm chiêu đều không có. Cúp điện thoại, Hứa Thuần Lương suy nghĩ chuyện này, Minh Đức tập đoàn đầu tư Nguy Sơn đảo mục đích khẳng định không phải muốn làm sản sinh ý, bọn hắn đến cùng nhìn chúng cái gì. Khối này thổ địa đến tột cùng có bí mật gì. Đầu tiên là Xích Đạo vốn liếng cùng Mộc Thiên tập đoàn, hiện tại lại tới Minh Đức tập đoàn lại thêm trước đây ngấp nghé nhà máy rượu Trần Thiên Phàm. Hứa Thuần Lương càng nghĩ càng là kỳ quái, muốn làm rõ đây hết thảy, nhất định phải tìm ra một cái đột phá khẩu. Vào lúc ban đêm, Hứa Thuần Lương đi gần nhất cực kỳ nóng nảy lỗi tử đồ nướng, địa phương là Phạm Lý Đạt lập thành tới, hắn còn hẹn phó quốc dân, bọn hắn ít nhiều có chút vi phục tư phòng ý tứ. Đích thân tới đổ nướng tuyến đầu nhìn xem Đông Châu đổ nướng hiện tại phẩm chất cùng thái độ phục vụ đến cùng thế nào. Hứa Thuần Lương là cái thứ hai đến, hắn đến thời điểm, Phạm Lý Đạt đúng giờ đồ ăn đâu, Hứa Thuần Lương nhìn thấy gọi món ăn người kia thế mà hắn nhận biết,
liền là đã đi qua tại chú kinh bạn đằng sau đầu kia đường phố mở Đông Châu đồ nướng Lý Toàn Quý. Lý Toàn Quý cũng nhận ra Hứa Thuần Lương, nha, là người A, trùng hợp như vậy, thế mà ở chỗ này gặp được. Hứa Thuần Lương nói, tiệm của ngươi. Lý Toàn Quý nói, anh ta, hắn gọi Lý Toàn Lỗi, ta cái này không trở về nhà làm việc sao, hắn gọi ta qua đến giúp đỡ, các ngươi ngồi chỗ nào A. Ta đến an bài cho các ngươi điểm tốt. Phạm Lý Đạt đem phòng hào nói, Lý Toàn Quý hỏi mấy người bọn hắn, lúc này Phó Quốc Dân cũng đến, Phó Quốc Dân cũng nhận biết Lý Toàn Quý. Lý Toàn Quý EQ không thấp, để bọn hắn đi trước gian phòng ngồi, gọi món ăn sự tình một mực giao cho hắn. Phó Quốc Dân hai ngày này cũng mệt mỏi đến không nhẹ, nhưng là hắn tâm tình bây giờ là mệt mỏi cũng khoái hoạt, mắt thấy Đông Châu đồ nướng nhiệt độ từng ngày lên cao, thân là văn lữ cục trưởng hắn tự nhiên sinh ra cảm giác thành tựu. Gần nhất đến đây hiệp đàm văn lữ hạng mục nhà đầu tư càng ngày càng nhiều, còn có tỉnh thành anh em chủ động đưa ra tới thỉnh kinh, chỉ riêng đám người này liền đã để hắn đáp ứng không xuể. Cuối tuần bản tỉnh mấy cái huynh đệ thành thị văn lữ bộ môn sẽ có người tới tham quan học tập, chờ qua ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, tới tham quan khẳng định sẽ càng nhiều, Phó Quốc Dân cơ hồ không có gì thời gian nghỉ ngơi. Lý Toàn Quý bưng rau trộn đưa vào bọc nhỏ ở giữa, hắn biểu thị buổi tối hôm nay hắn đến mời khách. Phó Quốc Dân ngựa bên trên biểu thị không cần, làm như thế nào thu phí liền làm sao thu phí, hắn chính là tới xem một chút tình huống chân thật, không nghĩ tới vẫn là gặp người quen. Lý Toàn Quý cười nói cho bọn hắn cứ yên tâm, hiện tại Đông Châu dân chúng lòng tham đủ, đều xung làm nghĩa vụ giám sát viên, bọn hắn những này xử lý đồ nướng ngành nghề cũng có tập thể vinh dự cảm giác, vừa mới thành lập một cái Đông Châu đồ nướng liên hiệp hội, mọi người nói lên sướng nghị chính là, ai dám tổn hại Đông Châu hình tượng, bọn hắn liền nện ai bát cơm. Lý Toàn Quý để bọn hắn ăn trước, có cần một mực gọi hắn. Phó Quốc Dân chờ hắn sau khi ra ngoài nói, hắn vẫn luôn tại chú kinh bạn đằng sau mở quán đồ nướng, không nghĩ tới cũng trở về Đông Châu lập nghiệp, xem ra chúng ta Đông Châu lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Hứa Thuần Lương nói, người ta là về đến giúp đỡ, không phải lập nghiệp, bên này làm xong vẫn là phải trở lại kinh thành. Phó Quốc Dân ăn miệng quả cà quả ớt cảm giác còn là đã đi qua hương vị, mặc dù Đông Châu đồ nướng náo nhiệt đi lên, nhưng là cá nhân hắn cũng không thích ăn đồ nướng. Cũng không thích thuốc lá này hôn lửa cháy hoàn cảnh. Phạm Lý Đạt nói, ta đi qua nằm mơ đều không nghĩ tới Đông Châu đồ nướng sẽ như vậy lửa, ta nếu không phải sớm định vị tử, chúng ta ít nhất phải sắp xếp 2 giờ. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy có chút khoa trương, Đông Châu mỹ thực cũng không chỉ đồ nướng, quay đầu ta tìm Tam Lưỡng Tam bọn hắn thương lượng một chút, lại đẩy đẩy cái khác. Phó Quốc Dân nói, mọi thứ giảng cứu cái thiên thời địa lợi nhân hòa, ta xem chừng coi như làm sao đẩy. Cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn phục khắc đồ nướng náo nhiệt. Hắt xì, hắn xoay qua mặt liên tiếp đánh hai cái phun hắt hơi. Phó Quốc Dân phàn nàn nói, lão Phạm, người đừng vung nhiều như vậy quả ớt bột, cũng không sợ đến bệnh trĩ. Phạm Lý Đạt cười nói, không sợ, ta đã được. Hứa Thuần Lương thầm than, Đông Châu đồ nướng nóng nảy trong lúc vô tình sáng tạo ra một nhóm tiềm ẩn bệnh trĩ người bệnh, đôi này sắp khai trương trường thiện bệnh viện là cái lợi tin tức tốt. Phó Quốc Dân bưng ly rượu lên nói, chúng ta đầu tiên ăn mừng Đông Châu đồ nướng thắng ngay từ trận đầu, hy vọng Đông Châu văn lữ tựa như cái này lò bên trong than củi, bùng nổ, liên tục tăng lên. Phạm Lý Đạt nói, vẫn là Phó Cục sẽ cả từ nhi, dạng này cách cục ta nhưng không nghĩ ra được. Phó Quốc Dân uống chén rượu này nói, Đông Châu đồ nướng lần này có thể đem mặt trái tin tức cấp tốc chìm xuống, Thuần Lương cư công chí vĩ, phát động nhân dân quần chúng miễn phí đưa đón du khách ngoại địa. Quả thực là thần lai chi bút, người đầu này thật sự là quá linh quang. Phạm Lý Đạt nói, người trẻ tuổi tiền đồ bất khả hạn lượng, đoán chừng không dùng đến mấy năm, văn lữ cục trưởng vị trí chính là thuộc về ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, Phạm ca, người cái này là công nhiên gây mâu thuẫn, phó cục tài cán mấy ngày, người liền xui khiến ta xoán vị. Phó Quốc Dân nói, không sao, vị trí này ta cũng không thể ngồi cả một đời, có năng giả cư chi. Người bây giờ thay thế ta đương cục dài ta đều không có ý kiến. Ba người đều nở nụ cười, kỳ thật ai cũng rõ ràng lấy Hứa Thuần Lương tư lịch là không có bất kỳ cái gì khả năng. Phó Quốc Dân nói, ta có một ý tưởng A, hiện tại Đông Châu đồ nướng như thế nóng này, các nhà quán đồ nướng một vị khó cầu, ta dự định thừa dịp lần này đồ nướng tiết, tại Đông Châu khu công nghệ cao chế tạo một cái đồ nướng thành. Hứa Thuần Lương nghe vậy khẽ giật mình, đồ nướng thành. Lâm thời vẫn là lâu dài. Ý của ta là chế tạo thành Đông Châu một chương mới danh thiếp. Phạm Lý Đạt nói, Đông Châu đồ nướng khắp nơi đều là A,
có cần phải tìm địa phương đơn độc chế tạo đồ nướng thành sao? Phó Quốc Dân nói, hai ngày qua này Đông Châu người càng ngày càng nhiều, chỉ bằng chúng ta Đông Châu trước mắt quán đồ nướng đã không cách nào gánh chịu lớn như vậy lưu lượng khách, chế tạo Đông Châu đồ nướng thành, có thể chậm lại những này thương nhà áp lực, có thể dễ dàng hơn tiến hành thống nhất quản lý, ta cùng lãnh đạo thành phố cũng nói qua chuyện này, bọn hắn đối ý nghĩ này biểu thị ủng hộ. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Phó Quốc Dân hào hứng giạt rào dáng vẻ, cũng không tốt đả kích hắn. Đồ nướng cái đồ chơi này đi qua tại Đông Châu trên cơ bản đều là hai trận tiếp tục uống rượu nói chuyện trời đất địa phương, có chút cùng loại với dân cái quầy rượu tính chất, không tính là chủ lưu ăn uống, ai còn có thể cầm đồ nướng coi như ăn cơm. Dựa theo Cố Hậu Nghĩa tới nói, đồ nướng ăn quá nhiều cũng không khỏe mạnh a. Phó Quốc Dân hiển nhiên bị đồ nướng đột nhiên nóng nảy làm choáng váng đầu óc, hắn muốn ở phương diện này làm mưu đồ lớn. Phạm Lý Đạt nói, nếu như lãnh đạo ủng hộ, ta nhìn đồ nướng thành nhất định có thể làm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Phạm Lý Đạt cũng là tường đầu thảo, vừa mới còn nói không cần thiết đâu, hiện tại liền bắt đầu ủng hộ. Phó Quốc Dân hùng tâm bừng bừng nói, ta sơ bộ kế hoạch là tại khu công nghệ cao Đại Hán hậu cần vườn phụ cận kiến thiết một tòa đồ nướng thành, diện tích 150 mẫu, có thể dung nạp 2 vạn người đồng thời vào ăn, bởi vì tiếp giáp Đại Hán vật lưu viên, nơi đó là chúng ta Giang Hải địa khu lớn nhất thực phẩm lạnh liên hậu cần căn cứ. Cho nên thương gia mua vào nguyên liệu nấu ăn cũng phi thường thuận tiện. Đồ nướng xây thành thành về sau, khoảng cách gần nhất cao tốc lối ra chỉ có 5 cây số, mà lại nói đường thông suốt, cũng vì du khách ngoại địa tiến vào đồ nướng thành sáng tạo ra tiện lợi. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút Phó Quốc Dân nói tới cánh đồng, nơi đó hiện tại chính là một khối lớn chưa kiến thiết đất trống, Phó Quốc Dân hẳn không phải là đột nhiên hưng khởi suy nghĩ, nghe hắn nói ý tứ, hẳn là một vị nào đó lãnh đạo chủ ý. Hiện tại bọn hắn văn lữ cục lãnh đạo trực tiếp chính là nguyên khu công nghệ cao đảng công quan lớn Cảnh Văn Tuấn, chẳng lẽ chuyện này chính là Cảnh Văn Tuấn tại chủ đạo thôi động? Phạm Lý Đạt khen, Phó Cục, người thật sự là nhìn xa trông rộng cái địa phương này tuyển đến thật sự là quá tốt rồi. Phó Quốc Dân nói, kiến thiết dạng này một tòa đồ nướng thành độ khó kỳ thật cũng không lớn, thổ địa là có sẵn, áp dụng hiện đại hóa nhanh chóng kiến thiết công nghệ, trong nửa tháng liền có thể hoàn thành toàn bộ công trình. Đến lúc đó vừa vặn nhưng lấy ở chỗ này chủ sự đồ nướng tiết, đem làm đồ nướng tiết chủ hội trường, lãnh đạo thành phố đáp ứng sẽ toàn lực ủng hộ công việc của chúng ta, còn sẽ an bài mở ra đồ nướng đường dây riêng phục vụ. Hứa Thuần Lương nhịn không được nhắc nhở Phó Quốc Dân nói, Phó Cục, năm nay đồ nướng tiết chủ sự quyền chúng ta đã cho Trương Hằng Dương, cũng đáp ứng Hán Nguyên suối nước nóng làm đồ nướng tiết chủ hội trường. Phó Quốc Dân nói, chuyện này có biến động. Hán Nguyên suối nước nóng bên kia tiếp nhận không được như thế lớn hoạt động, mà lại đến hiện tại bọn hắn 300 vạn còn chưa tới sổ sách. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, đây không phải lật lọng sao. Lúc trước người ta Trương Hằng Dương ký hiệp nghị thời điểm Đông Châu đồ nướng xa không có hiện tại như thế lửa, người ta nghĩ quan danh chính là nằm dê tiết, là mình chủ động đề cử, Trương Hằng Dương mới quyết định vào cuộc, hiện tại đồ nướng tiết còn không có chính thức bắt đầu đâu, liền phải đem người ta cho đá ra khỏi cục. Hứa Thuần Lương nói, Phó Cục, như vậy không tốt đâu, chúng ta văn lữ cục nếu là lật lọng, công tín lực khẳng định chịu ảnh hưởng. Phạm Lý Đạt dưới bàn lặng lẽ đá Hứa Thuần Lương một cước, mặc dù quan hệ bọn hắn rất tốt, nhưng Phó Quốc Dân dù sao cũng là lãnh đạo, Hứa Thuần Lương nói như vậy để lãnh đạo xuống đài không được. Phó Quốc Dân ngược lại là không có sinh khí, hắn thở dài nói, Thuần Lương, ta cũng biết dạng này không tốt. Nhưng lãnh đạo cấp trên cho là chúng ta tại đồ nướng tiết chiêu thương quá trình bên trong không đủ trong suốt, đề nghị chúng ta khai thác công khai thấu minh đấu thầu phương thức, ta cũng không có cách nào. Hứa Thuần Lương nói, đi qua không người hỏi thăm thời điểm, cũng không có lãnh đạo chú ý chuyện này, hiện tại Đông Châu đồ nướng lửa đi lên, lập tức lãnh đạo bắt đầu nhúng tay, Phó Cục, lúc trước những này tài trợ ta đều là dày mặt ra tìm người ta kéo tới, hiện tại các ngươi nói không tính là, ta làm như thế nào nói với người ta. Phó Quốc Dân nói, đem tình huống thực tế nói cho bọn hắn, cũng không phải không để bọn hắn tài trợ, chỉ là cái này đồ nướng tiết quan danh quyền cần muốn công khai quá trình tiến hành đấu thầu. Thuần Lương, đây cũng là vì phòng ngừa người khác nói nhàn thoại, ngươi đừng nóng giận a, ta cùng ngươi uống một chén. Hứa Thuần Lương nói, ta không có sinh khí chỉ là loại chuyện này để cho người ta quá bó tay rồi, ta hôm nay giữa chưa còn gặp được Trương Hằng Dương đâu, hắn biểu thị cuối tuần liền đem quan danh khoản tiền kia đánh tới, ký tên chính thức hợp đồng. Phạm Lý Đạt một bên nói, kế hoạch không bằng biến hóa, sớm ký liền tốt, hiện tại Đông Châu đồ nướng thành bánh trái thơm ngon, tất cả mọi người chú ý cái này quan danh quyền. Hứa Thuần Lương nói, nếu như chuyện này chúng ta cho phủ định,
về sau lại nghĩ kéo tài trợ liền khó khăn, phó cục, không bằng người cùng lãnh đạo lại phản ứng, đã định chuyện kế tiếp cũng đừng sửa lại, về sau còn có nằm dê tiết, đồ nướng tiết cũng không phải làm một giới, sang năm lấy thêm ra đến công khai đấu thầu không được sao. Phó quốc dân nói, ta thử một chút đi. Phạm Lý Đạt nhìn ra phó quốc dân có chút không vui, nói tránh đi, uống rượu không bàn công việc, chúng ta uống rượu, sau này mà ăn ngon, đều là bụng kéo căng, béo gầy giao nhau có nhai đầu. Phó quốc dân ăn mấy sâu, cũng không có cảm giác cùng bình thường lớn bao nhiêu phân biệt, chủ yếu là hắn không tốt cái này miệng. Phạm Lý Đạt nói, ta cảm giác liền chúng ta gần nhất cái này nhiệt độ, năm nay Đông Châu du lịch thu nhập có thể so sánh năm ngoái cùng thời kỳ dâng lên cái 20%. Phó quốc dân nói, bảo thủ, ta để cho người ta sơ bộ đã tính toán một chút, rất có thể đạt tới 50%, dù sao năm nay ngày mồng 1 tháng 5 du lịch thu nhập, chúng ta sẽ không ở cuối cùng treo, cố gắng tiến vào Bình Hải trước 7, Thuần Lương A, ngươi cư công chí vĩ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta kỳ thật không làm cái gì, chủ yếu là tam lưỡng tam giúp đại ân, chờ lần này làm xong, chúng ta cái kia văn lữ để cử quan xính nhiệm nghi thức phải nắm chắc tiến hành. Phó quốc dân liên tục gật đầu nói, đồ nướng tiết khai mạc liền làm, ta tự mình vì bọn họ ban phát giấy chứng nhận. Phó quốc dân nửa đường nhận được một cú điện thoại, đứng dậy biểu thị đến đi trước một bước, có bằng hữu tìm hắn có chút việc gấp. Phạm Lý Đạt các loại phó quốc dân sau khi đi, thở dài nói, lão đệ a, người hôm nay nói chuyện quá thẳng, phó cục mặc dù là người một nhà, nhưng là người ta cũng phải sĩ diện. Hứa Thuần Lương nói, có cảm giác hay không hắn có chút phiêu a. Phạm Lý Đạt nở nụ cười, Đông Châu đồ nướng đột nhiên đại hỏa, đừng nói hắn phiêu, ngay cả ta cũng phiêu, nói thật, hắn đối ngươi đủ ý tứ, ngươi đừng làm khó hắn, quan danh quyền sự tình hắn nói cũng không tính, đều là Cảnh Văn Tuấn ý tứ. Hứa Thuần Lương kỳ thật vừa rồi liền đoán được là Cảnh Văn Tuấn, hắn là phó quốc dân người lãnh đạo trực tiếp, hắn đã lên tiếng, phó quốc dân cũng phản bác không được, huống chi quan danh quyền công khai đấu thầu tại chương trình bên trên là đương nhiên, cũng là phòng ngừa ngầm thao tác phương thức tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca, người cảm thấy cái này Đông Châu đồ nướng thành kế hoạch thế nào? Phạm Lý Đạt cười hắc hắc, bưng ly rượu lên nói, uống rượu, uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca, cùng ta cũng không dám nói lời nói thật rồi. Phạm Lý Đạt dở khóc dở cười nói, không phải không dám nói, là ta nói hữu dụng không? Đông Châu đồ nướng hiện tại như thế lửa, tất cả mọi người thấy được, sớm nhất thôi động cái này sóng dậy sóng chính là ngươi. Nhưng là ngay từ đầu ai cũng không có đương thành một chuyện, nhưng bản tính của con người chính là xu lợi tránh hại. Một khi phát hiện có thể từ đó vớt chính trị vốn liếng thời điểm, có ít người liền bắt đầu động tác, đây không phải người ta có thể khống chế, cũng không phải phó cục có thể khống chế, ta có thể nói, đã thăng lên đến thi cấp phương diện. Hứa Thuần Lương nói, sao thế, còn muốn đoạt chúng ta công lao? Phạm Lý Đạt nói, không ai muốn cướp chúng ta công lao, coi như công lao đều cho ngươi. Người cao nữa là cũng chính là lên tới chính khoa, người vẫn chưa rõ sao. Bánh gato quá lớn, một mình người ăn không vô, toàn bộ cục du lịch cũng ăn không dưới, cho nên lãnh đạo cấp trên chỉ có thể giúp đỡ. Đây là chuyện tốt, dù sao chúng ta cũng ăn không vô, người ta tới chia sẻ một chút không phải lưỡng toàn tề mỹ sự tình sao. Hứa Thuần Lương nói, không ai không để bọn hắn ăn a, nhưng bọn họ chạy tới ăn còn phải khoa tay múa chân, an bài chúng ta ứng làm như thế nào ăn. Hẳn là để ai ăn không nhường ai ăn. Phạm Lý Đạt nói, người ta thoáng qua một cái đến chúng ta liền thành nhóm lửa làm việc vặt, người đến có cái này nhận biết, lúc đầu chúng ta làm bánh gato như thế lớn. Hắn khoa tay một chút, cũng chính là chậu rửa mặt lớn như vậy, sau đó đem hai cái cánh tay giải phẳng, hiện tại lãnh đạo cho rằng, chúng ta làm được không đủ lớn, nhất định phải hướng lớn bên trong làm, muốn để càng nhiều người ăn được khối này bánh gato. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca, người cái gì đều hiểu, người chính là không ra. Phạm Lý Đạt nói, ta thấp cổ bé họng a, cũng chính là ở trước mặt người ta nói điểm xuất phát từ tâm can, đối phó cục ta đều không có kia tất yếu, hắn hiện tại cũng là nóng lòng làm ra chiến tích, cấp trên lãnh đạo muốn mượn lấy đổ nướng gió đông hướng lớn bên trong cả, hắn dám nói một chữ không? Chúng ta nói nhiều như vậy làm gì? Lời thật thì khó nghe, ai cũng sẽ không ngoại lệ, làm tốt thuộc bổn phận sự tình khác chúng ta không đáng thao cái kia tâm. Hứa Thuần Lương nói, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta có chịu không người ta Trương Hằng Dương, hiện tại thay đổi bất thường, ta về sau còn thế nào bột đối với người ta. Phạm Lý Đạt nói, lão đệ, ta nói người khả năng không thích nghe, người bây giờ chính là cái phó khoa cấp, thân phận vẫn là điều tạm bên ngoài, Trương Hằng Dương cũng rõ ràng tình huống của ngươi,
thể chế bên trong chuyện gì xảy ra, hắn còn có thể không rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì việc này đối ngươi có ý tưởng, dù sao công khai đấu thầu quan danh quyền chuyện này ngươi ta đều ngăn không được, liền trước mắt cái này nóng hổi kình, ta đoán chừng không có xấp xỉ 1.000 vạn đều bắt không được quan danh quyền. Ngươi nếu thật là giúp Trương Hằng Dương 300 vạn cầm xuống, không biết đến có bao nhiêu người cáo chúng ta, thuyết văn lữ cục có ngầm thao tác. Hứa Thuần Lương biết Phạm Lý Đạt nói cũng phải tình hình thực tế, thấp giọng nói, ta đã lớn như vậy còn chưa làm qua lật lọng sự tình. Phạm Lý Đạt nói, lật lọng người không phải ngươi, là phó cục, là lãnh đạo cấp trên, ta cảm thấy không cần thiết bởi vì việc này vạch mặt, phó cục kỳ thật rất chiếu cố chúng ta không ngại lui một bước, là Trương Hằng Dương tranh thủ điểm quyền lực. Đem bọn hắn Hán Nguyên suối nước nóng làm thành Đông Châu đồ nướng tiết phân hội trận, cũng cho phép bọn hắn tuyên truyền, đương nhiên, nếu như hắn vui lòng tham gia đấu thầu liền không còn gì tốt hơn. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, lập tức cho Trương Hằng Dương gọi điện thoại, nói cho hắn biết trong thành phố đổi chủ ý yêu cầu công khai đấu thầu sự tình, Trương Hằng Dương nghe nói về sau biểu hiện được ngược lại là rộng rãi, kỳ thật hai ngày này theo Đông Châu đồ nướng nhiệt độ không ngừng kéo lên, hắn liền bắt đầu sinh ra cảm giác nguy cơ. Vội vã ký hợp đồng chính là lo lắng sự tình có biến, nhưng là vừa vặn Hứa Thuần Lương bên kia phải xử lý Kiều Như Long sự tình, hắn cũng không có có ý tốt thúc. Kỳ thật chuyện này cũng trách chính hắn, lúc trước quyết định tài trợ thời điểm ký cũng liền ký, thương nhân đều có cái quen thuộc, tiền này có thể trong tay nhiều nắm một ngày liền nhiều nắm một ngày, ai cũng không chê tiền cắn tay. Nói tóm lại hắn đối Đông Châu đồ nướng nóng này khuyết thiếu chuẩn bị tư tưởng. Trương Hằng Dương hỏi Hứa Thuần Lương muốn hay không đi quán ba uống một chén. Hứa Thuần Lương để hắn dứt khoát đến lỗi tử đồ nướng. Trương Hằng Dương rất nhanh liền chạy tới, trong tay còn ôm hai bình mao đài. Phạm Lý Đạt nói, tới thì tới, còn mang rượu tới làm gì? Trương Hằng Dương nói, ta cùng lãnh đạo uống rượu đều quen thuộc mình mang. Ngồi xuống trước bồi tiếp hai người uống hai chén, Trương Hằng Dương nói, thực không dám giấu giếm a, ta ngược lại thật ra nghe nói kiến thiết Đông Châu đồ nướng thành sự tình. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt liếc mắt nhìn nhau, liền hai người bọn họ đều là vừa vặn nghe Phó Quốc Dân nói, Trương Hằng Dương nếu là nghe nói khẳng định là từ mặt khác con đường. Trương Hằng Dương nói, khu công nghệ cao bên kia đã bắt đầu đất bằng, tiếp cận 200 mẫu, phụ trách công trình là Thiên Hải Kiến Thiết, bọn hắn Tổng Giám Đốc Điền Phương Cường cùng ta có chút nghiệp vụ lui tới, là hắn trong lúc vô tình lộ ra. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Điền Phương Cường người này hắn nhận biết. Đi qua Trường Hưng không ít trùng tu cải tạo công trình đều là hắn nhận xây, về sau bởi vì công nhân thao tác không làm điện giật bỏ mình, cho Trường Hưng bệnh viện gây không ít phiền phức, xem ra kiến thiết đồ nướng thành thật không phải Phó Quốc Dân chủ ý. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng, người từ thương nghiệp góc độ đến xem, cái này đồ nướng thành có thể làm sao? Trương Hằng Dương cười cười nói, ta đi qua đều là làm thực thể, lưới đỏ kinh tế ta nhìn không rõ, ta liền trò chuyện ví dụ tử đi, có cái mì sợi ca các ngươi biết không? Hắn kiên trì 3 khối tiền một tô mì, về sau bị từ truyền thông để mắt tới, từng cái chen chúc mà tới, chạy đến cửa nhà hắn điên cuồng cọ lưu lượng, cùng hắn hỗ động, những này từ truyền thông sáng tác người thừa dịp cái này sóng nhiệt độ kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, nhưng là bọn hắn tạo thành nông thôn ủng chắn không chịu nổi, ảnh hưởng dân chúng địa phương bình thường sinh hoạt, thậm chí ảnh hưởng đến mì sợi ca sinh ý. Phạm Lý Đạt nói, chuyện này ta cũng chú ý, cái kia mì sợi ca nhiều phúc hậu một người, về sau cũng học ca hát. Trực tiếp mang hàng tính tình cũng biến lớn, ta nhớ được có lần tiến vào hắn trực tiếp ở giữa, nhìn thấy hắn thao lấy một ngụm sứt sẹo tiếng phổ thông gào thét lớn để người ta ra ngoài. Trương Hằng Dương nói, đây chính là nhân tính, nói thật, ta nhận vì cái này đồ nướng thành ý nghĩa không lớn, đương nhiên bản thân đầu tư cũng không lớn đem du khách ngoại địa hấp dẫn đến đồ nướng thành đi thống nhất tiêu phí quản lý là chuyện tốt, nhưng là có suy nghĩ hay không đến nguyên bộ vấn đề. Nghe nói có thể đồng thời dung nạp 2 vạn người đi ăn cơm. Ta muốn hỏi hỏi, cái này 2 vạn người đi nhà vệ sinh vấn đề giải quyết như thế nào? Phạm Lý Đạt nói, cái này cân nhắc đến, sẽ phân phối đầy đủ toilet. Trương Hằng Dương nói, coi như hết thảy đều thiết kế đúng chỗ, có một chút các người có nghĩ tới không, Đông Châu đổ nướng nhiệt độ có thể tiếp tục bao lâu? Vừa rồi ta nói đến cái kia ví dụ còn không có kể xong, hiện tại mì sợi ca quê hương một cắt khôi phục nguyên dạng, lưới đỏ đi, xem náo nhiệt không có, thậm chí liền kéo bột ca đều đi. Ăn uống là thể nghiệm thức tiêu phí, ta muốn hỏi hỏi, du khách từ phương xa tới, là vì tập hợp một chỗ ăn bữa đồ nướng. Còn là đang ăn đồ nướng đồng thời thể nghiệm cùng quê nhà bọn họ văn hóa khác nhau. Hứa Thuần Lương nói, nghe người kiểu nói này ta thông thấu. Trương Hằng Dương cười nói, ta là người quan điểm, các ngươi nghe một chút là được.
Hứa Thuần Lương nói, công khai đấu thầu ngươi tham gia sao? Trương Hằng Dương nói, bất kỳ công khai đấu thầu đều là ngụy trang, ta đoán chừng đã định ra thí sinh, những người khác tham gia chính là vật làm nền. Phạm Lý Đạt nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta đấu thầu còn là công khai trong suốt. Trương Hằng Dương nói, phương diện này xáo lộ ta rất rõ, ta đoán chừng năm nay Đông Châu đổ nướng tiết quan danh quyền sẽ ở 1.000 vạn trở lên, ta liền không góp cái này náo nhiệt. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là ngươi thông thấu. Trương Hằng Dương nói, tại sinh ý trên trận sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, ta là thủng trăm ngàn lỗ không nghĩ ra đều không được. Ba người cùng một chỗ nở nụ cười, cộng đồng uống một chén rượu. Phạm Lý Đạt nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là hy vọng Đông Châu đổ nướng tiết kiệm năng lượng đủ thành công. Đông Châu du lịch làm nhiều năm như vậy, tại Bình Hải từ đầu đến cuối đếm ngược, năm nay ngày mồng 1 tháng 5 ta cảm giác có thể rửa sạch nhục nhã. Trương Hằng Dương nói, Đông Châu du lịch tài nguyên thật sự là không ít, đáng tiếc khai phát khuyết thiếu quy hoạch, nhiều năm như vậy, thủy chung là đông một búa tây một gậy chùy, nhỏ cảnh điểm khai phát không ít, thành quy mô có ảnh hưởng cảnh điểm mấy ở không có. Phạm Lý Đạt nói, lần này Đông Châu đổ nướng gặp may về sau, lãnh đạo thành phố đối với chúng ta văn lữ công việc càng ngày càng coi trọng, đã bắt đầu xem xét chế tạo Đông Châu văn mạch đề tài thảo luận, nếu như có thể thông qua, chúng ta văn lữ xây thiết sẽ có đại hành động. Trương Hằng Dương nói, đến lúc đó cũng đừng quên chào hỏi ta một tiếng. Phạm Lý Đạt nói, nhất định. Ban đêm lúc kết thúc, Phạm Lý Đạt đi tính tiền, Lý Toàn Quý nói cái gì cũng không cần, hắn làm chủ cho miễn phí. Phạm Lý Đạt nhà tại phụ cận, tại cửa ra vào cùng Hứa Thuần Lương, Trương Hằng Dương chia tay. Trương Hằng Dương chủ động đưa ra bồi Hứa Thuần Lương đi mấy bước, Hứa Thuần Lương biết hắn có chuyện muốn đơn độc nói. Hai người hướng ẩn Long Hồ phương hướng đi đến. Hứa Thuần Lương nói, lần này quan danh quyền sự tình ta quay đầu lại tìm phó cục tranh thủ tranh thủ. Trương Hằng Dương nở nụ cười, không cần, đều quyết định công khai cạnh tiêu, người tranh lấy xuống cũng là phiền phức, người khác đến cho rằng bên trong có ngầm thao tác, kiếm tiền phương thức có rất nhiều loại, kiêng kỵ nhất chính là tại chúng người chú mục tình trạng hạ kiếm tiền, người khác đều nhìn chằm chằm ngươi kiếm tiền, ở trong đó chưa chừng liền có nghĩ hại ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Trương Hằng Dương tại trên buôn bán vẫn là có một bộ. Trương Hằng Dương nói, Hứa Chấn Trưởng, có một số việc ta vốn không nên nói, nhưng suy nghĩ vẫn là phải cho ngài đề tỉnh một câu. Người nói, Trương Hằng Dương nói, các ngươi tại bên trong thể chế công tác cùng chúng ta làm ăn không giống, thể chế trung quan thắt sai tổng phức tạp, có thể đi vào thể chế hoặc là có năng lực hoặc là có bối cảnh, có thể tại thể chế bên trong trở nên nổi bật đều không phải là nhân vật tầm thường, trong thương trường người coi trọng nhất chính là lợi ích, mà thể chế bên trong người coi trọng nhất chính là chiến tích. Dính đến lợi ích quan hệ có thể nhượng bộ, nhưng là dính đến chiến tích, có rất ít người nguyện ý nhượng bộ. Hứa Thuần Lương suy nghĩ Trương Hằng Dương lời nói này, hắn nhất định là nhìn ra cái gì. Trương Hằng Dương nói, đều nói chúng ta thương nhân hiện thực, kỳ thật thể chế bên trong người mới là thực tế nhất, chiến tích trước mặt không có nhượng bộ, cho dù là bằng hữu tốt nhất, nếu như hắn cho rằng ngươi chặn hắn con đường đi tới, hắn cũng sẽ không chút do dự tướng họng súng chuyển hướng ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ mình ngăn cản Minh Đức tập đoàn rơi xuống đất Nguy Sơn đảo ảnh hưởng đến Tần Chính Dương chiến tích, hôm nay mình cùng phó quốc dân dựa vào lý lẽ biện luận, nếu như kiên trì để Trương Hằng Dương quan danh đổ nướng tiết, đó chính là ảnh vang đến phó quốc dân chiến tích. Trương Hằng Dương nói, trời lạnh thời điểm, người điểm cây đuốc thứ nhất, mọi người tới châm củi sưởi ấm, ngươi chưa hẳn có thể chiếm cứ vị trí tốt nhất, đương lửa càng ít càng lớn, vây quanh sưởi ấm người càng ngày càng nhiều. Khi đó chưa chắc có người nhìn thấy nhóm lửa người là ngươi, gặp được loại tình huống này, ngươi an tâm sưởi ấm chính là, để bọn hắn tiếp lấy châm củi, cùng cái này đống lửa bảo trì khoảng cách nhất định, vạn nhất thế lửa biến lớn, bỏng cũng không thể nào là ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi là khuyên ta bò bò giữ mình. Trương Hằng Dương mỉm cười nói, bò bò giữ mình dù sao cũng so tự rước lấy họa muốn tốt, chúng ta lão tổ tông là có trí tuệ nhất, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Người khác đều đụng lên sưởi ấm thời điểm, chúng ta phải nghĩ đến vạn nhất lửa bốc cháy làm sao xử lý. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng A, đêm nay nghe người kiểu nói này ta suy nghĩ thông suốt. Trương Hằng Dương ha ha cười nói, kỳ thật lấy năng lực của ngươi lựa chọn thế nào cuối cùng đều có thể chiếm cứ chủ động, người với người không giống, có người trời sinh thích hợp theo gió vượt sóng, có người liền thích nước chảy bèo trôi, ngươi vừa hỏi ta đồ nướng thành có thể làm sao, bởi vì phạm cục tại, ta không có dễ nói đến quá rõ. Nghĩ hái quả đào cũng không chỉ có một, hiện tại tất cả mọi người nhìn xem quả đào dáng dấp lại lớn vừa đỏ, nhưng là ai cũng không có cân nhắc cái này quả đào đến cùng tốt không thể ăn.
lưới đỏ kinh tế thúc sinh ra quả đào, cùng thúc không có gì phân biệt, nếu như là cái quả đào còn tốt, vạn nhất hái đưa tới tay là cái củ khoai nóng bỏng tay, đến lúc đó nghĩ ném đều ném không xong. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, mình mặc dù làm người hai đời, nhưng là luận đến đối thể chế nhận biết còn là không bằng Trương Hằng Dương tới khắc sâu, người này ánh mắt phi thường độc đáo kịp thời từ Đại Hằng cái kia cục diện rối rắm bước ra rời đi liền đã chứng minh hắn chỗ hơn người. Hứa Thuần Lương nói, không nói gạt ngươi, ta sở dĩ ngăn cản Minh Đức tập đoàn rơi xuống đất, là bởi vì Minh Đức tập đoàn cùng chúng ta Hồi Xuân Đường có chút ân oán. Trương Hằng Dương nói, Đại Hằng hiện tại tao ngộ chưa từng có nguy cơ, nếu như không có mới tài chính rót vào, Đại Hằng tại Nguy Sơn đảo hạng mục cũng chỉ có thể mục nát, nếu như phát sinh loại tình huống này, Hồ Sơn trấn lãnh đạo, Nguy Sơn huyện lãnh đạo thậm chí Đông Châu phân công quản lý lãnh đạo đều sẽ bị truy trách, Minh Đức tập đoàn xuất hiện chẳng những cho Đại Hằng mang đến hy vọng, cũng khiến cái này nhân viên tương quan nhẹ nhàng thở ra, ngươi nếu là ngăn cản hạng mục này rơi xuống đất, bột đối đến không chỉ có riêng là Đại Hằng cùng Minh Đức tập đoàn. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng nghĩ qua, ta cũng không phải ngăn cản có người đầu tư Đại Hằng. Trương Hằng Dương nói, Minh Đức cho ra điều kiện Đại Hằng không cách nào cự tuyệt, dù sao ta cho rằng sẽ không có người cho ra càng điều kiện tốt, Đại Hằng hiện tại hạng mục rất nhiều, vì cái gì Chu Tổng muốn đích thân đến chuyến này. Điều kiện là một nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Chu Tổng cùng Chu Thư Ký là đồng hương, bọn hắn khi còn nhỏ liền nhận biết. Trương Hằng Dương cái tín hiệu này cho đến đã đầy đủ minh bạch, kỳ thật Minh Đức tập đoàn đã để bước, tướng lúc đầu tam phương hợp tác biến thành song phương. Nhân Hòa Đường đã bị đá ra khỏi cục, đây cũng là Minh Đức tập đoàn bất đắc dĩ lựa chọn, nếu như tiếp tục tướng Nhân Hòa Đường cột vào chiếc thuyền này bên trên, về sau phiền phức khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, dù sao Hứa Thuần Lương mới là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu người nắm giữ. Hứa Thuần Lương nói, ta chính là không nghĩ ra a, vì cái gì Minh Đức tập đoàn tốn hao như thế lớn đại giới đầu tư suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục. Người từ trên buôn bán giúp ta phân tích, có phải hay không về sau hồi báo cực kỳ phong phú. Trương Hằng Dương thở dài nói, ta cũng nghĩ không thông, bao quát Xích Đạo vốn liếng liên thủ Mộc Thiên tập đoàn cầm xuống khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục, lớn nhất khả năng chính là quốc gia còn có tương quan bồi dưỡng chính sách ra lò, phản chính ta là không nghe thấy một điểm phong thanh. Hai người tại phía trước giao lộ chia tay. Hứa Thuần Lương rời nhà không có bao xa, về đến nhà, nhìn thấy Mai Như Tuyết tới, đang giúp lấy Kiều lão thu dọn đồ đạc, hỏi qua mới biết được Kiều lão ngày mai phải đi về. Hai vị lão gia tử chính cùng một chỗ trò chuyện. Mai Như Tuyết đem cái giường sắp xếp gọn, tướng Hứa Thuần Lương gọi vào mái nhà sân thượng, nhỏ giọng nói, người hai ngày này có hay không cùng Tề Sảng liên lạc qua. Hứa Thuần Lương lắc đầu, Kiều lão bàn giao chuyện này cần phải giữ bí mật, liên quan tới Tề Sảng cùng Kiều Như Long sinh nhi tử sự tình đối Mai Như Tuyết cũng không thể nói. Mai Như Tuyết nói, ta cảm thấy lần này ra ra trở về cùng chuyện của nàng có quan hệ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ kia là nhất định, Kiều lão trở về khẳng định là muốn đích thân giải quyết vấn đề này, muốn để Diệp Sương Nguyên nuốt xuống một hơi này, trừ phi Diệp lão ra mặt. Hứa Thuần Lương nói, lão tướng xuất mã một cái đỉnh hai, người cũng đừng lo lắng cho hắn. Mai Như Tuyết nói, có thể nào không lo lắng a? Gia gia của ta thương nhất chính là ta đại ca, ở trên người hắn gửi đến hy vọng lớn nhất, lần này gặp đả kích trước nay chưa từng có. Chớ nhìn hắn mặt ngoài không có gì, trong lòng không biết có nhiều khó khăn qua. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, bi thương tại tâm chết, Kiều Như Long hiện tại tình trạng để Kiều lão khổ tâm kinh doanh hết thảy mấy tận trở thành bọt nước, Kiều lão đã đối tương lai không ôm hy vọng. Hứa Thuần Lương an ủi Mai Như Tuyết nói, cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, liền dựa vào chúng ta Hồi Xuân Đường tổ truyền bí phương, nhất định có thể để ngươi đại ca khôi phục như thường. Mai Như Tuyết mặc dù biết hắn có bản lĩnh, nhưng đại ca tao ngộ đến cũng không phải là cái gì phổ thông biến cố, liền tâm tạng đều đổi qua, muốn khôi phục được cùng đi qua một dạng làm sao có thể. Mai Như Tuyết nói, hiện tại ta chỉ nghĩ hắn bình an, Kiều gia thực sự không chịu nổi vẫy vùng. Hứa Thuần Lương nói, đi một bước nhìn một bước đi, có câu nói là khổ tận cam lai, từ giờ trở đi hẳn là hảo vận liên tục. Mai Như Tuyết cười khổ nói, hảo vận, Tề Sảng viên kia lôi vạn nhất phát nổ, chẳng những ta đại ca không cách nào xoay người. Liền Kiều gia đều sẽ mất hết thể diện. Hứa Thuần Lương nói, giống các ngươi cái giai tầng này, loại sự tình này còn không phải không cảm thấy kinh ngạc. Mai Như Tuyết tức giận đến tại trên bả vai hắn đập một quyền, làm sao nói đâu. Kỳ thật nàng cũng biết Hứa Thuần Lương nói là sự thật. Hứa Thuần Lương nói, Diệp lão cũng là có cái nhìn đại cục, người ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không bởi vì việc này cùng nhà các ngươi bất hòa.
Mai Như Tuyết nói, đi qua có lẽ sẽ không, nhưng bây giờ, ta đại ca cái dạng này, tại trong mắt của rất nhiều người đã cùng phế nhân không khác. Mai Như Tuyết nói đến tất cả đều là hiện thực tình trạng, Kiều lão vì Kiều Như Long trải bằng con đường, lúc đầu Kiều Như Long tiến vào bên trong thể chế hẳn là một đường đường bằng phẳng, nếu như hắn không xảy ra tai nạn xe cộ, cho dù là Tề Sảng sự tình bị Diệp gia biết, Diệp gia cân nhắc lợi hại cũng chọn điệu thấp xử lý, đại khái suất sẽ gắn bó đoạn này quan hệ thông gia quan hệ, nhưng là lần này tai nạn xe cộ rất có thể dẫn đến Kiều Như Long chính đồ như vậy bỏ dở, Diệp gia không nhìn thấy tương lai của hắn, không nhìn thấy giá trị của hắn. Có chịu cam tâm tiếp tục tướng nữ nhì buộc chặt ở trên người hắn? Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật đại ca ngươi tình trạng không có các ngươi tưởng tượng được bi quan như vậy. Mai Như Tuyết nói, ta đương nhiên tin tưởng, nhưng là mấu chốt là Diệp gia tin hay không? Nàng nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Hứa Thuần Lương thấy được nàng trong hai con ngươi do dự cùng xoắn suýt đã minh bạch nàng nghĩ để cho mình làm cái gì, nói khẽ chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Mai Như Tuyết nói, ta nghĩ người bồi ra ra hồi kinh một chuyến, đến một lần ngươi có thể giúp ta chiếu cố hắn, thứ hai ngươi cùng Diệp lão tình cảm phi thường thân cận, có lẽ có thể từ đó hỗ trợ làm dịu. Hứa Thuần Lương nói, được, ta đi. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra hiểu ý tiếu dung, trong nội tâm tràn ngập ấm áp. Bất quá ta có một điều kiện. Mai Như Tuyết nụ cười trên mặt lại trong nháy mắt biến mất, điều kiện. Thế mà đề cập với ta điều kiện. Hứa Thuần Lương chỉ bờ môi của mình. Mai Như Tuyết xinh đẹp đỏ mặt, mắng, người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đủ vô sỉ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng người vẫn là ngoan ngoãn nhào vào trong ngực của hắn, nâng lên gương mặt xinh đẹp, mặc cho hắn in lên môi anh đào của mình. Mai Như Tuyết cảm giác Hứa Thuần Lương ôm ấp là mình ấm áp nhất cảng, vô luận xảy ra biến cố gì, chỉ cần hắn tại bên cạnh mình, hết thảy đều sẽ không trở thành vấn đề. Ôm hôn thật lâu. Hứa Thuần Lương mới buông nàng ra. Mai Như Tuyết bị hắn hôn đến mặt đỏ tim run, liền khí tức đều dồn dập rất nhiều, nàng cả sửa lại một chút dung nhan, Hứa Thuần Lương một đôi tay cũng không có trung thực. Hai vị lão gia tử đều là nhìn rõ mọi việc người, nếu để cho bọn hắn nhìn ra cái gì, thật mắc cỡ chết người. Mai Như Tuyết nhỏ giọng nói, ta trước đi tắm thay quần áo khác, người đi nói cho ra ra. Hứa Thuần Lương nhớ tới đổ nướng thành sự tình. Mai Như Tuyết hiện tại là khu công nghệ cao quản ủy hội phó chủ nhiệm, chuyện này nàng hẳn phải biết một chút. Mai Như Tuyết nghe hắn nói xong, nghĩ nghĩ cấp ra ý kiến, nàng gần nhất vẫn luôn bên ngoài học tập, cho nên đối khu công nghệ cao kiến thiết đổ nướng thành sự tình cũng không rõ ràng, nhưng là nàng có thể kết luận đây là một cái công trình chính thích cảnh Văn Tuấn mặc dù đi trong thành phố, nhưng là hắn vẫn kiêm nhiệm khu công nghệ cao đảng công quan lớn. Gặp được loại tình huống này, Hứa Thuần Lương lựa chọn tạm tránh đầu sóng ngọn gió là đúng. Mai Như Tuyết mình cũng không muốn đi phân cái này chiến tích, nàng còn một tháng nữa mới có thể học tập kỳ đầy, dự định mấy ngày nữa liền trở về. Tại đối lưới đỏ kinh tế cách nhìn bên trên, Mai Như Tuyết cùng Trương Hằng Dương quan điểm tương tự, nàng cũng cho rằng Đông Châu đổ nướng cuối cùng có một ngày sẽ hạ nhiệt độ, một khi nhiệt độ tán đi, có thể sẽ đứng trước đầy đất lông gà tình trạng, đến lúc đó khẳng định sẽ có người vì thế tính tiền. Liên quan tới Minh Đức tập đoàn bơm tiền Đại Hằng tập đoàn sự tình. Mai Như Tuyết cũng cấp ra ý kiến, Minh Đức tập đoàn đầu tư cũng không phải chuyện gì xấu, nếu như Minh Đức tập đoàn là một đầu ác lang, đối phó nó biện pháp có hai cái, một là trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, hai là bỏ vào đến lại đánh. Trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của không ít người, thả sau khi đi vào, một khi mọi người nhận rõ đây là một con sói sự thật, kia liền có thể liên thủ mọi người vây quanh cùng một chỗ đánh. Liền Hứa Thuần Lương đều không thể không bội phục Mai Như Tuyết chính trị gen, bất quá hắn cũng không cho rằng Minh Đức tập đoàn là thật tâm đầu tư phía sau khẳng định tồn tại không muốn người biết âm mưu, muốn vạch trần Minh Đức tập đoàn âm mưu, xem ra chỉ có thể trước lựa chọn lui bước, chờ chính bọn hắn lộ ra chân ngựa. Hứa Thuần Lương lần này xin nghỉ phép thời gian không ngắn, nghe Trương Hằng Dương cùng Mai Như Tuyết đề nghị về sau, hắn quyết định tránh thoát cái này nơi đầu sóng ngọn gió, trực tiếp mời một tháng giả. Lần này vô luận Tần Chính Dương vẫn là phó quốc dân đều không có giữ lại hắn, mặc dù gần nhất Hồ Sơn Trấn cùng Văn Lữ Cục đều đến bận rộn nhất thời điểm, nhưng là cân nhắc đến tiểu tử này cường đại năng lực phá hoại, hắn xin phép nghỉ ra ngoài ngược lại càng tốt hơn. Hiện tại Hứa Thuần Lương trạng thái thuộc về chân đạp hai con thuyền, trên bản chất chính là hai bên đều quản, hai bên cũng đều có thể mặc kệ, loại trạng thái này chỗ tốt lớn nhất chính là hắn căn bản không cần làm chính thức xin phép nghỉ thủ tục.
Hồ núi trấn bên này cho là hắn là văn lữ cục người, văn lữ cục bên kia nhận hắn vẫn ở vào điều tạm kỳ. Tần Chính Dương cùng phó quốc dân hai vị chủ nhà mở một con mắt nhắm một con mắt, chân chính phụ trách đánh chấm công vẫn là Tần Chính Dương, vô luận Hứa Thuần Lương mời không xin nghỉ đều là đầy cần. Kiều lão nghe nói Hứa Thuần Lương muốn dựng hắn đi nhờ xe đi kinh thành làm việc, trong lòng lập tức minh bạch là tôn nữ an bài, lão gia tử cảm thấy không có cần thiết này nhưng vãn bối nỗi khổ tâm tổng không tiện cự tuyệt, có Hứa Thuần Lương cái này tiểu tử bồi tiếp mình trên đường cũng không tịch mịch. Tiểu Vũ mở một cỗ Toyota Alpha, có thể để cho lão gia tử trên đường thoải mái một chút. Kiều lão lên xe liền đánh lên ngủ gật, Hứa Thuần Lương biết hắn mấy ngày nay cũng ngủ không ngon, tìm chăn lông giúp lão gia tử đắp lên. Không đành lòng quấy rầy Kiều lão nghỉ ngơi, hắn cũng không cùng Tiểu Vũ nói chuyện phiếm, một người soát khởi điện thoại di động. Đông Châu đồ nướng nhiệt độ còn đang không ngừng ấm lên, từng cái mỹ thực chủ blog dò xét cửa hàng video tầng tầng lớp lớp, đương nhiên cái này cùng toàn cục theo đẩy đưa cũng có nhất định quan hệ. Điện thoại cái đồ chơi này chính là cái giám thị nghi cộng trộm nghe khí, đừng nói ngươi ở phía trên lục soát, bình thường ngươi nói một câu tha cũng có thể thông qua giọng nói siêu tập, sau đó đẩy đưa một đống ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Phạm Lý Đạt liền thỉnh giáo qua Hứa Thuần Lương, vì cái gì hắn điện thoại di động bên trên nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ khiêu vũ video, Hứa Thuần Lương cho rằng là lão Phạm yêu quý sinh hoạt, yêu mến đời sau. Mai Như Tuyết phát tới tin tức, hỏi thăm gia gia thế nào, Hứa Thuần Lương nói cho nàng, lão gia tử từ lên xe ngủ đến bây giờ, dự định giữa trưa cơm trưa thời điểm lại để hắn. Mai Như Tuyết đã nghe ngóng đồ nướng thành sự tình, xác định là Cảnh Văn Tuấn đề nghị. Cảnh Văn Tuấn mới vừa tiến vào Đông Châu ban lãnh đạo, mà quyền sát trưởng dự định đại triển quyền cước, văn lữ cục vừa vặn thuộc về hắn phân quản bộ môn, lần này Đông Châu đổ nướng gió đông hắn đương nhiên phải thêm lấy lợi dụng. Về phần phó quốc dân, sáng tạo văn lữ cục về sau còn không có gì đem ra được chiến tích, khẳng định mão đủ kình nghĩ xông một cái, mà lại Cảnh Văn Tuấn định ra đến sự tình, hắn cũng không dám phản đối. Về phần lần này đổ nướng tiết quan danh quyền cạnh tranh, cũng đã bắt đầu báo danh. Mai Như Tuyết tướng danh sách truyền cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhìn một chút, hắn tại cạnh tranh trong danh sách thấy được Minh Đức tập đoàn, Ân Hằng chế dược những này tên quen thuộc, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là xuống chút nữa nhìn, hắn thế mà phát hiện Trường Hưng Bệnh viện danh tự. Trường Hưng Bệnh viện, bọn hắn nào có tiền? Đây là Hứa Thuần Lương sinh ra ý niệm đầu tiên. Hứa Thuần Lương lại xác nhận một chút, phía trên cũng không Hoa Niên tập đoàn danh tự. Nói cách khác Trường Hưng Bệnh viện là lấy độc lập cá thể phương thức tới tham gia lần này đấu thầu, đến tột cùng là Hoa Niên tập đoàn thụ ý vẫn là Trường Hưng Bệnh viện quyết định của mình. Đoán chừng cái sau khả năng càng lớn, lấy Hứa Thuần Lương đối Hoa Niên tập đoàn hiểu rõ, anh em nhà họ Đường là sẽ không bỏ qua dạng này một cái mở rộng ảnh hưởng để cạnh nhau ra lợi cơ hội tốt. Lúc này Đường Kinh Luân ngay tại Triệu Phi Dương trong văn phòng, tại hắn tranh thủ dưới. Đường Kinh Vĩ cuối cùng đồng ý tướng Xích Đạo vốn liếng chuyển nhượng phí lại chuyển cho Trường Hưng Bệnh viện 5.000 vạn, nói cách khác 2 ức từ tập đoàn cùng Trường Hưng Bệnh viện chia đều. Đường Kinh Luân không nghĩ tới Triệu Phi Dương sẽ tham gia Đông Châu đổ nướng tiết quan danh quyền đấu thầu, hắn thấy cái này không có chút ý nghĩa nào, Trường Hưng là bệnh viện, Đông Châu đổ nướng tiết là văn lữ, thực sự nhìn không ra giữa hai cái này có cái gì liên quan. Triệu Phi Dương khi lấy được khoản này tổng cộng 100 triệu khoản tiền chắc chắn hạng về sau. Tướng chỗ thiếu Trường Hưng hai kỳ công trình khoản thanh toán một bộ phận, hiện trên tay còn thừa lại 2.000 vạn. Đường Kinh Luân cho rằng Triệu Phi Dương mục đích có thể là cọ nhiệt độ, lấy bọn hắn tình trạng trước mắt, đi đấu thầu cái này đồ nướng tiết quan danh quyền không có chút ý nghĩa nào. Phi Dương, ta nghe nói Trường Hưng bệnh viện cũng tham gia Đông Châu đồ nướng tiết cạnh tiêu. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, không sai, người tin tức rất linh thông. Đường Kinh Luân cười nói, bệnh viện tài trợ đồ nướng tiết. Ngươi là muốn mượn thế, cũng cọ một đợt nhiệt độ. Triệu Phi Dương nói, Trường Hưng đã xác định là Đông Châu đổ nướng tiết hộ giá hộ tống, đến lúc đó chúng ta sẽ phái ra mấy chi nghĩa vụ chữa bệnh đội tiến vào chiếm giữ chữa bệnh phòng nhỏ. Đường Kinh Luân nói, cái này cũng là chuyện tốt, có thể mở rộng Trường Hưng bệnh viện ảnh hưởng, đúng, ngươi thật dự định tham gia quan danh quyền đấu thầu. Triệu Phi Dương nói, đúng vậy a, đã báo danh. Đường Kinh Luân nói, ngươi làm chuyện này trước đó không có hướng tổng bộ xin, chỉ ít cũng hẳn là trước cùng ta lên tiếng kêu gọi. Triệu Phi Dương nói, không cần thiết đi, căn cứ ta cùng tập đoàn lúc trước ký tên hợp đồng, ta tại Trường Hưng ủng có nhất định quyền tự chủ, đây là vì tuyên truyền Trường Hưng phát triển Trường Hưng, mà lại chúng ta chỉ là tham gia đấu thầu, chưa hẳn có thể thành công. Đường Kinh Luân nói, Phi Dương, cái này 5.000 vạn là ta tân tân khổ khổ giúp ngươi tranh thu hồi lại.
ngươi cầm số tiền kia đi đấu thầu quan danh quyền, có phải hay không không đủ thận trọng? Triệu Phi Dương nói, căn bản mà nói, Xích Đạo vốn liếng 2 ức nguyên chuyển nhượng phí đều thuộc về Trường Hưng Bệnh Viện, hiện tại Trường Hưng chỉ lấy được 100 triệu, còn có 100 triệu bị tập đoàn giữ lại, ta cho rằng đây là tập đoàn đối Trường Hưng không chịu trách nhiệm biểu hiện. Đường Kinh Luân phát hiện Triệu Phi Dương thay đổi, trở nên có chút phong mang tất lộ, hắn thấy con hàng này hẳn là bị kích thích, dự định vò đã mẻ không sợ rơi sao. Cũng không ước lượng đo một cái thực lực bản thân, cũng dám cùng tập đoàn gọi tấm. Đường Kinh Luân sâu trong đáy lòng là muốn cùng Triệu Phi Dương liên thủ đối phó đại ca, nhưng là Triệu Phi Dương hiện tại cách làm căn bản không có để hắn vào trong mắt. Đường Kinh Luân nhắc nhở Triệu Phi Dương, Phi Dương, ta biết người gần nhất tao ngộ rất nhiều bất hạnh, nhưng là làm Trường Hưng lãnh đạo, người phải gìn giữ đầy đủ lý trí, nếu như chọc giận tới tập đoàn cao tầng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Phi Dương lạnh nhạt cười nói, nghiêm trọng đến mức nào? Định đem ta cầm xuống. Tốt, dựa theo lúc trước hiệp nghị, các người đem ta cầm xuống, chính là đơn phương trái với điều ước, phải bồi thường trả cho ta gấp 10 đích lương hàng năm. Hoa Niên từ Nguy Sơn đảo phân viện chuyển nhượng bên trong cầm đi 100 triệu. Chuyện này nếu như bên trong truy cứu, Hoa Niên phải ngoan ngoan phun ra, không những như thế, còn sẽ tao ngộ tiền phạt. Đường Kinh Luân nói, người đang uy hiếp ta. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, người ta đồng bệnh tương liên, ta uy hiếp ngươi lại có ý nghĩa gì? Đại ca ngươi trời sinh tính đa nghi, hắn chưa hề tín nhiệm qua ta, điểm này ngươi hẳn là cảm động lây. Đường Kinh Luân thở dài, cầm lấy trước mặt nước uống một ngụm, Triệu Phi Dương, ngươi làm thật không sợ hắn bắt lại ngươi. Triệu Phi Dương nói, ngươi thật giống như quên, Đông Châu có được Trường Hưng 20% cổ quyền, căn cứ lúc trước trong thành phố cùng Hoa Niên tập đoàn ký tên hợp đồng. Trường Hưng lãnh đạo chủ yếu nhận đuổi nhất định phải trải qua trong thành phố phê duyệt cùng ý, ta chẳng những đại biểu các ngươi Hoa Niên lợi ích, cũng đại biểu Đông Châu lợi ích, các ngươi có thể đưa ra tướng ta miễn rơi, nhưng là ta sẽ đem chi tiết tình huống báo cáo trong thành phố, để trong thành phố biết ta là vì giữ gìn Đông Châu lợi ích, giữ gìn quốc gia tài sản mà đắc tội Hoa Niên cao tầng. Đường Kinh Luân hơi kinh ngạc nhìn qua Triệu Phi Dương, đi qua vẫn cho rằng người này là cái chí lớn nhưng tài mọn ra hỏa. Thật không nghĩ đến tại liên tiếp tao ngộ ngăn trở về sau, Triệu Phi Dương thế mà bị ma luyện trở thành một thanh sắc bén kiếm, thật buồn bực chính là thanh kiếm này đầu tiên bổ về phía mục tiêu là Hoa Niên tập đoàn. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng, người đừng đối ta hành vi tiến hành quá độ giải độc, Trường Hưng báo danh đấu thầu quan danh quyền mục đích chỉ có một cái, là vì bệnh viện tốt hơn phát triển. Đường Kinh Luân nói, lời thật thì khó nghe, người nếu là khư khư cố chấp ta cũng chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Triệu Phi Dương nói, trên đời này tiếc nuối sự tình nhiều lắm, không kém ta món này, đúng, ta nghe nói tập đoàn quyết định đề bạt Phùng Trung Á đảm nhiệm Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty hữu hạn người phụ trách, cũng tiếp nhận Bùi Lâm đi qua công việc. Đường Kinh Luân nháy nháy mắt, chuyện này trước mắt còn chưa chính thức tuyên bố, Triệu Phi Dương làm sao mà biết được. Chẳng lẽ Hoa Niên nội bộ có người để lộ bí mật? Triệu Phi Dương cười lạnh nói, Đường Tổng không có phủ nhận liền hẳn là thật. Đã như vậy ta cũng tiết lộ cho người một tin tức, trong thành phố đối Hoa Niên trước mắt nợ nần nguy cơ biểu thị nghiêm trọng lo lắng, đã bắt đầu một lần nữa thẩm kế lúc trước ký kết lúc Hoa Niên tập đoàn cung cấp công ty tình trạng tài chính, không bài trừ duyệt lại kết quả xuất hiện Hoa Niên tập đoàn tồn tại lừa gạt khả năng. Đường Kinh Luân hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Triệu Phi Dương nói tới tình huống là thật, như vậy hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Đường Kinh Luân nói, Triệu Viện, đừng quên ban đầu là ngươi một tay tướng Hoa Niên tập đoàn dẫn vào Trường Hưng. Triệu Phi Dương cười ha ha, thật khó cho ngươi còn có thể nhớ kỹ chuyện này, Đường Tổng ý là không có ta thúc đẩy, Hoa Niên tập đoàn liền ăn không được cái này miệng thịt mỡ, không đúng, ngươi hẳn là đang uy hiếp ta, nếu như cái này sự tình xảy ra vấn đề, ta cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, nụ cười trên mặt đột nhiên tan hết, ngươi cảm thấy ta có đủ hay không thảm? Giống người như ta còn có cái gì phải sợ, cho nên ta khuyên các ngươi đừng ép ta. Ta rời đi Trường Hưng ngày chính là Hoa Niên rời khỏi Đông Châu thời điểm. Đường Kinh Luân đầu ông đến lớn, hắn rốt cục ý thức được Triệu Phi Dương đã bắt đầu lượng kiếm, người này thể nội dã tính đã khôi phục, quả thực là gà mái biến vịt, mình căn bản không khống chế được hắn chỉ sợ đại ca cũng khống chế không nổi, một khi một người cái gì còn không sợ như vậy hắn lực sát thương chính là cực kỳ kinh người. Triệu Phi Dương thở phào một cái, cảm giác động lại tại trong lồng ngực thật lâu phiền muộn rốt cục đạt được làm dịu. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh hai lần mặt bàn, Đường Tổng, ta không phải nhằm vào ngươi, giúp ta chuyển cáo đại ca ngươi, Trường Hưng sự tình ta có thể xử lý, không nhọc hắn phí tâm. Đường Kinh Luân nội tâm là cực kỳ phức tạp,
hắn mặc dù hy vọng nhìn thấy Triệu Phi Dương cùng đại ca đối lập, nhưng là không nghĩ tới loại này đối lập đến mức như thế trực tiếp cùng Tấn Mãnh. Rời đi Triệu Phi Dương văn phòng, hắn trước tiên tướng tình huống nói cho đại ca. Đường Kinh Vĩ tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, hắn thật như vậy nói. Đường Kinh Luân nói, đại ca, ta không cần thiết lừa ngươi. Đường Kinh Vĩ nói, ta 5.000 vạn trôi theo dòng nước, hoa niên đổ chẳng tốt cho ai cả. Đường Kinh Luân nghe hắn nói như vậy, Phương mới ý thức tới, đại ca đang hoài nghi mình, hoài nghi hắn cùng Triệu Phi Dương liên thủ. Đường Kinh Luân chịu đựng đối Đường Kinh Vĩ chán ghét nói, đại ca, kia 200 triệu đích thật là ngươi đã đáp ứng hắn. Ngươi im miệng, Đường Kinh Vĩ giận dữ hét. Đường Kinh Luân bị hắn giống đến ngây ngẩn cả người, hắn chần chờ một chút, làm một cái để Đường Kinh Vĩ càng thêm phẫn nộ cử động, trực tiếp đóng lại điện thoại. Đường Kinh Vĩ nghe tới điện thoại di động cúp máy thanh âm, lần nữa đánh qua, nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Hắn đã vô cùng phẫn nộ, tựa như một đầu nôn nóng sư tử trong phòng làm việc dạo bước, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn thấy Nam Giang phồn hoa cảnh đường phố, đi qua hắn sẽ có loại toàn bộ Nam Giang đều tại ta dưới chân cảm giác tự hào. Nhưng bây giờ hắn lại cho rằng kia san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng tựa như từng thanh trùng thiên lợi kiếm, mũi kiếm tất cả đều chỉ hướng mình, tùy thời đều muốn bay hướng mình, muốn đem mình đâm cái thủng 100.000 lỗ. Đường Kinh Vĩ giận dữ hét, tôm tép nhãi nhép, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Hắn từ đầu đến cuối cho rằng là mình thành tựu Triệu Phi Dương, đệ đệ cũng giống như vậy. Kiều lão tỉnh lại lúc sau đã là 12 giờ trưa, Hứa Thuần Lương đề nghị ăn một chút gì, tiểu vũ tướng xe lái vào khu phục vụ. Kiều lão không muốn xuống xe, để tiểu vũ cho hắn làm bát mì tôm liền trên xe ăn. Hứa Thuần Lương xuống dưới đi bộ một chút, lưu tiểu vũ trên xe bồi tiếp Kiều lão. Tiến về phòng ăn trên đường, nhìn thấy siêu thị cửa vào bắt mắt nhất khu vực bên trong bầy biển Nam Roi hồi xuân rượu, lại là Thiên Phàm tập đoàn thiết lập một cái quầy chuyên doanh, Hứa Thuần Lương đi qua nhìn nhìn, Trần Thiên Phàm cái này sách lược kinh doanh thật đúng là mở ra lối riêng, thế mà đánh lên cao tốc khu phục vụ chủ ý. Chẳng lẽ là bởi vì câu cách ngôn kia 10 người tài xế 9 cái tao, cho nên khóa chặt đặc biệt tiêu phí quần thể. Nhân viên bán hàng nhìn thấy Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian xông tới, cười nói, tiên sinh, chúng ta Thiên Phàm tập đoàn thế nhưng là đưa ra thị trường xí nghiệp, công ty của chúng ta sản xuất Nam Roi hồi xuân rượu, xa tiêu các nơi trên thế giới, có tư âm tráng dương trì hoãn giải yếu tác dụng, hiện tại đúng là chúng ta công ty thành lập 20 năm tròn khánh điển, tiến hành đại quy mô bán hạ giá hoạt động. Mua một dương tặng một dương, dù sao từ ta gia nhập Thiên Phàm tập đoàn liền chưa thấy qua như thế lớn cường độ. Hứa Thuần Lương cười cười, nhìn thoáng qua giá cả, cao trung đê ngăn đều có, rẻ nhất một dương 688, mua một tặng hợp lại đến 344, cũng không đắt lắm, hắn đương nhiên không hứng thú mua rượu, chỉ là bởi vì Thiên Phàm tập đoàn cái này bốn chữ tới xem một chút. Hứa Thuần Lương chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái sẹo mụn đi tới, tiểu lý, lão khâu tới rồi sao? Hứa Thuần Lương gặp qua cái này sẹo mụn, lúc trước một đám người hối lộ trước nhà máy rượu phó trưởng xưởng Diêm Trung Dân, tự mình tiến vào nhà máy rượu nội bộ tiến hành khảo sát, căn cứ Diêm Trung Dân nói, đám người này tự xưng Thiên Phàm tập đoàn, nhưng về sau Trần Thiên Phàm quả quyết phủ nhận chuyện này, hắn nói không có phái bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì tình thế tiến hành qua tự mình khảo sát. Nhân viên bán hàng nói, Thái Tiên Sinh, chúng ta Khâu Tổng còn chưa tới đâu. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ nguyên lai người này họ Thái. Hắn cầm lấy một bình rượu, cố ý hỏi kia sẹo mụn, đại ca, người uống qua rượu này sao? Sẹo mụn cười nói, uống qua, rượu này vừa mới, hiệu quả bang bang. Hứa Thuần Lương cũng cười theo, cúi đầu nhìn một chút rượu này, đóng gói giống như có chút thô ráp, cùng mình đi qua uống qua khác biệt, chẳng lẽ cái này tất cả đều là rượu giả? Nhân viên bán hàng nói, tiên sinh, cầm một dương A. Hứa Thuần Lương nói, có hàng mẫu không, ta nếm thử. Nhân viên bán hàng đi cho hắn rót rượu thời điểm, Hứa Thuần Lương cùng sẹo mụn bắt chuyện, đại ca, tiệm này người. Sẹo mụn lắc đầu nói, không phải, bằng hữu của ta, nhắc Tào Tháo liền đến. Lúc này đi vào cửa một cái gầy gò nho nhỏ nam tử, Hứa Thuần Lương cũng nhận biết, con hàng này là cùng sẹo mụn cùng đi nhà máy rượu khảo sát hầm rượu, lúc ấy sẹo mụn còn gọi hắn là nhị ca. Trần Thiên Phàm a Trần Thiên Phàm, người lần này còn thế nào rảo biệt? Chỉ là có một chút Hứa Thuần Lương không nghĩ ra, nếu như nơi này cùng Trần Thiên Phàm có quan hệ, hắn giống như không đến mức bán rượu giả a. Đây chẳng phải là từ nện chiêu bài. Sẹo mụn kêu một tiếng nhị ca, đi theo lão Khâu tán gẫu. Hứa Thuần Lương tiếp nhận nhân viên bán hàng đưa tới rượu uống một ngụm,
rượu này cùng hắn đi qua uống qua hương vị hoàn toàn không giống, có thể kết luận là rượu giả không thể nghi ngờ. Hắn nhíu mày, ta nói các ngươi rượu này cũng quá khó uống, bên trong trộn lẫn chính là công nghiệp cồn A. Nhân viên bán hàng nói, tiên sinh, chúng ta đây đều là trạng thái cố định tồn lương sản xuất, dùng 88 loại chân quý dược liệu ngâm chế mà thành, người cũng không thể nói mỏ A. Hứa Thuần Lương ngửi ngửi chén rượu bên trong rượu, quá khó uống. Thái Sẹo Mụn cùng Lão Khâu đều hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, Lão Khâu đi hướng Hứa Thuần Lương, tiểu huynh đệ, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là ít ra ác ngôn, người uống không quen không có nghĩa là ta rượu này không tốt. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, không tốt uống còn không thể nói thật, ta đi qua uống qua rượu này, cùng ngươi mùi vị kia hoàn toàn khác biệt, bao bên ngoài chứ cũng không có lớn như vậy cầu thả, người bán là rượu giả à. Lão Khâu lạnh hừ một tiếng, người trẻ tuổi, người là không muốn đi. Thái Sẹo Mụn nói, nhị ca, bớt giận, người bớt giận, tiểu hòa tử, trả tiền đi. Hứa Thuần Lương nói, ta kết cái gì sổ sách à? Nha, người còn dự định uống chùa à? Chuyển hướng nhân viên bán hàng nói, hắn uống cái nào một cái? Nhân viên bán hàng nói, cung đình khoản, 2888. Hứa Thuần Lương bị mấy người cho khí cười, cái này nếu không phải rượu giả mới là lạ, mấy cái này hàng bán rượu giả không nói, còn muốn đe dọa mình, 2888, thật đúng là dám muốn, so phi thiên mao đại yết giá đều cao. Hứa Thuần Lương nói, ta coi như uống một ngụm. Lão Khâu nói, uống nửa ngụm bình rượu này cũng mở ra, ngươi để cho ta bán cho ai đi. Trơn Chu đưa tiền, không phải ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Lúc này lại có hai cái cao lớn vạm vỡ hán tử bu lại, Hứa Thuần Lương lặng lẽ nhìn qua mấy cái mặt hàng, hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta không mang nhiều như vậy, gọi điện thoại, để bằng hữu chuyển ít tiền. Thái Sẹo Mụn nói, ngươi ít chơi hoa văn. Hứa Thuần Lương nói, ta WeChat video, các ngươi không tin cùng một chỗ đi theo nhìn. Hứa Thuần Lương trực tiếp mời Trần Thiên Phàm video trò chuyện, kết nối về sau, Hứa Thuần Lương đưa di động camera nhắm ngay quầy chuyên doanh. Lão Khâu kêu gào nói, đừng làm trò, tranh thủ thời gian thu tiền. Trần Thiên Phàm nói, ngọa tào, người đây là ở đâu chút đấy. Hứa Thuần Lương đem địa điểm nói, lại đem mấy cái mặt hàng tất cả đều đặt vào ống kính, Trần Đại Ca, tiệm này có liên hệ với ngươi không? Bên kia Thái Sẹo Mụn cũng nhìn thấy Hứa Thuần Lương trên điện thoại di động Trần Thiên Phàm, hắn tranh thủ thời gian né tránh ống kính, Trần Thiên Phàm đã thấy hắn, cả giận nói, Thái Sẹo Mụn, Khâu lão nhị, không có các ngươi làm như vậy, ta lúc nào đợi trao quyền các ngươi bán rượu của ta rồi. Được a, đều mẹ nó gài bẫy bản thân của ta trên thân. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa uống một ngụm, như thật bao đổi rượu giả a. Trần Thiên Phàm nổi trận lôi đình, ta mẹ nó cái này dẫn người đập bọn hắn cửa hàng. Thuần Lương, người đưa di động cho Phùng lão nhị. Hứa Thuần Lương hướng Phùng lão nhị chiêu ngoắc, Phùng lão nhị vừa rồi phách lối kình đã vô tung vô ảnh, cúi đầu khòm người đi tới, Hứa Thuần Lương một tay lấy hắn kéo đi qua, Phùng lão nhị bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về phía ống kính vung phất tay, Trần tổng, hiểu lầm a, hoàn toàn là hiểu lầm, lũ lụt chìm miếu Long Vương người một nhà không biết người một nhà, ta thật không biết là hắn là bằng hữu ngài. Trần Thiên Phàm cả giận nói, Phùng lão nhị, ta gần nhất liền nghe người phản ứng trên thị trường xuất hiện đại lượng giả mạo năm roi hồi xuân rượu, nguyên lai dễ tại người chỗ này đâu. Khâu lão nhị nói, Trần Tổng, người đừng hiểu lầm, ta là bán buôn kiếm chút tiền, ta cũng bị người lừa, ta nào có lá gan kia chế giả bán giả. Trần Thiên Phàm nói, Khâu lão nhị, ngươi là cái thứ gì ta còn không rõ ràng lắm. Người muốn kiếm tiền có thể, đừng xấu thanh danh của ta. Khâu lão nhị đám người này đối Trần Thiên Phàm cực kỳ kiêng kỵ. Nói liên tục xin lỗi. Hứa Thuần Lương đem điện thoại phủ lên, Khâu lão nhị nào còn dám tìm hắn đòi tiền, đưa Ôn Như Thần cung tiễn hắn rời đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không tìm ta đòi tiền. Khâu lão nhị đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, hiểu lầm, ta cùng Trần Tổng cũng là bằng hữu, tiền của ngài ta cũng không dám thu. Hứa Thuần Lương nói, vậy không được, ta vừa mới uống rượu giả, vạn nhất uống ra cái nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ. Khâu lão nhị minh bạch, con hàng này hóa ra là muốn đen ăn đen a, liền kia một ngụm nhỏ rượu đế, ngươi còn muốn lừa ta sao thế? Khâu lão nhị từ trong túi móc ra cặp ra, cầm 1.000 khối cho Hứa Thuần Lương, huynh đệ, việc này mà quái ca ca mắt của ta vụng, chút tiền ấy coi như đền bù ngươi dinh dưỡng phí. Hứa Thuần Lương lại ngoắc ngón tay, Khâu lão nhị cái này phiền muộn a, cắn răng nghiến lợi tướng trong ví tiền hơn 3.000 tất cả đều lấy ra đưa cho Hứa Thuần Lương.
Hứa Thuần Lương đem tiền cất trong túi sau đó chuyển hướng Thái Sẹo Mụn, "Ca môn, ta qua đi gặp qua ngươi." Thái Sẹo Mụn sửng sốt một chút, cái gì? Hắn đối Hứa Thuần Lương cũng không có cái gì ấn tượng. Hứa Thuần Lương nói, "Đi qua Nguy Sơn đảo a." Thái Sẹo Mụn một mặt kinh ngạc. Hứa Thuần Lương cười nói, "Quên rồi, Diêm Trung Dân các ngươi tổng nhận biết a." Thái Sẹo Mụn mặt đều tái rồi, Khâu lão nhị cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hai người trơ mắt nhìn xem Hứa Thuần Lương rời đi. Khâu lão nhị nghiến răng nghiến lợi nói, đi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi, ta nói Thái Sẹo Mụn, ngươi làm sao đem người này cho đưa tới. Liên quan ta cái giám a, là chính hắn đi tìm tới. Hứa Thuần Lương còn không có trở lại trong xe, Trần Thiên Phàm lại gọi điện thoại tới. Thuần Lương, ngươi không sao chứ? Hứa Thuần Lương cười nói, không có việc gì, liền bọn hắn loại kia mặt hàng không làm gì được ta. Nếu như hôm nay ta không phải vội vàng làm việc, không phải đem bọn hắn quẩy chuyên doanh đập. Trần Thiên Phàm thở dài nói, ta cũng là không nghĩ tới đám người này thế mà bắt chước sản phẩm của chúng ta kiếm trác bạo lợi, ta không tha cho bọn hắn, đã liên hệ nơi đó công thương bộ môn, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành xét xử. Hứa Thuần Lương nói, Trần Đại Ca, người tại sao biết đám người này? Bọn hắn nhìn xem đều không giống người tốt. Trần Thiên Phàm nói, đi qua đều là nhà máy rượu công nhân. Vẫn là xưởng nhỏ thời điểm liền vào xưởng, coi là đi theo cha ta lập nghiệp nguyên lão, về sau bởi vì tay chân không sạch sẽ bị ta mở, đúng, ngươi tại sao biết bọn hắn? Hứa Thuần Lương nói, còn nhớ rõ ta lần trước đề cập với ngươi có người đánh lấy Thiên Phàm tập đoàn cờ hiệu đi nhà máy rượu vụng trộm khảo sát sự tình sao? Trong đó có bọn hắn. Trần Thiên Phàm nói, nhớ kỹ a, Thuần Lương, ngươi nên không phải hoài nghi bọn hắn là ta phái đi qua a. Hứa Thuần Lương đương nhiên là có lý do hoài nghi hắn, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trần Thiên Phàm tuyệt không chỉ khui rượu nhà máy đơn giản như vậy, hắn đến tột cùng là làm cái gì sinh ý lập nghiệp đều không tốt nói. Trần Thiên Phàm nói, ta lập tức báo cảnh, những người này thật sự là quá ghê tởm, vậy mà nghĩ trăm phương ngàn kế xấu thanh danh của ta. Hứa Thuần Lương nói, Trần ca, chuyện này ngươi thật sự hẳn là coi trọng, ta xem bọn hắn bán rượu giả đã có một đoạn thời gian. Mà lại ổ điểm khẳng định không chỉ cái này một cái, cứ thế mãi, các ngươi Thiên Phàm tập đoàn thanh danh liền triệt để xong. Trần Thiên Phàm nói, Thuần Lương, người đây là hướng đến nơi đâu đâu. Hứa Thuần Lương cũng không có giấu giếm hắn, nói cho hắn biết mình là đi kinh thành trên đường, Trần Thiên Phàm bây giờ đang ở kinh thành, ngựa bên trên biểu thị đêm nay muốn cùng gặp mặt hắn, có một số việc ở trước mặt hướng hắn giải thích rõ ràng. Hứa Thuần Lương trước mắt còn khó nói. Tất lại không biết Kiều lão tiếp xuống an bài thế nào, nếu như đi Diệp gia, hắn đến bồi tiếp đi qua. Còn Trần Thiên Phàm nghĩ giải thích cái gì hắn phi thường rõ ràng, nhưng là cảm thấy không có cái kia tất muốn. Trần Thiên Phàm biểu thị chờ hắn điện thoại, phản chính tự mình đêm nay không sẽ an bài sự tình khác. Hứa Thuần Lương đi vào bên cạnh xe, nhìn thấy Kiều lão ở bên ngoài ăn mì tôm, cười nói, ngài cứ như vậy chịu đựng a. Kiều lão nói, thật nhiều năm không ăn, khoan hãy nói. Cái này mì tôm thật là thơm. Tiểu Vũ hỏi Hứa Thuần Lương ăn không có, không ăn trên xe còn có, Hứa Thuần Lương cũng học Kiều lão làm bát mì tôm. Kiều lão nói, còn bao lâu có thể tới? Tiểu Vũ nói, 2 giờ đi, bất quá tốt phải xem trên đường có phải hay không kẹt xe. Kiều lão gật đầu nói, không vội, trước khi trời tối đến là được. Tiểu Vũ đi lấy 2 bao sữa bò phân cho bọn hắn, dinh dưỡng cần phải cân đối. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua. Những này sữa bò trên thị trường là gặp không đến, đều là dùng thiên nhiên đồ ăn nuôi nấng bò sữa sản xuất đặc cung sữa nguyên, trong lòng suy nghĩ, khó trách Kiều lão mì ăn liền đến thơm như vậy, bình thường hắn hẳn là có rất ít cơ hội ăn vào loại này công nghệ cao thực phẩm. Hứa Thuần Lương nói, ngày ban đêm còn dự định đi ra ngoài sao? Kiều lão nở nụ cười, hắn rõ ràng Hứa Thuần Lương lần này cùng đi mình tới mục đích, lắc đầu nói, đêm nay không ra khỏi cửa, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ta và người ông nội nuôi đã hẹn ngày mai buổi sáng đi qua gặp cái bột. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng hai nhà bọn họ phát sinh sự tình, cho nên Kiều lão cũng không cần thiết giấu giếm hắn, sở dĩ lựa chọn ngày mai đi, là không muốn hắn vị kia lão bằng hữu cảm thấy mình quá nóng vội làm sáng tỏ cháu trai sự tình như là đã phát sinh, càng sốt ruột ngược lại càng bị động. Hứa Thuần Lương nói, ta bồi người đi qua. Kiều lão lắc đầu, không cần. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Kiều lão đã nói không cần, mình cũng không cần phải kiên trì, hắn suy nghĩ mình hẳn là trước đi một chuyến Diệp gia, chỉ có để Diệp gia tin tưởng mình có năng lực trợ giúp Kiều Như Long khôi phục khỏe mạnh, Diệp gia thái độ có lẽ sẽ có chỗ hòa hoãn,
mà lại có mình là Diệp gia phụ tử chữa bệnh tiền lệ, thủ tín tại bọn hắn không khó lắm. Kiều lão tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, nói khẽ Thuần Lương, người tạm thời không nên cùng người Diệp gia tiếp xúc. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, Kiều lão đây rõ ràng là không cho hắn nhúng tay chuyện này, xem ra hắn có mình bố cục. Mặc dù Kiều lão mời Hứa Thuần Lương đi trong nhà ở tạm, Hứa Thuần Lương vẫn là khéo lời từ chối, hắn cũng không có đi Đông Châu tiệm cơm, chủ yếu là không muốn cho Lý Tú Mai thêm phiền phức. Đông Châu chú kinh bản phó chủ nhiệm Tần Tân Lập là đã đi qua du lịch cục trưởng, bởi vì chức vụ biến động sự tình, hắn ngay cả mình cũng hận lên. Tướng Kiều lão an toàn hộ đưa sau khi về nhà, Hứa Thuần Lương liên hệ Trần Thiên Phàm, Trần Thiên Phàm lập tức mang theo xe tới đón hắn. Trần Thiên Phàm nhìn thấy Hứa Thuần Lương về sau, lập tức nói cho hắn biết, ngành tương quan đã phá hủy cái kia rượu giả tiêu thụ điểm, chỉ là Khâu lão nhị cùng Thái Sẹo Mụn đã chạy trốn, hắn đã quyết định xuất ra một khoản tiền, tại cả nước phạm vi bên trong đánh giả. Hứa Thuần Lương kỳ thật đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm, nhìn một chút ngoài xe nói, Trần ca, người đây là hướng đến nơi đâu a? Trần Thiên Phàm nói, chúng ta Thiên Phàm tập đoàn vì phát triển kinh thành nghiệp vụ, gần nhất vừa mới thành lập một cái cơ quan, cách chỗ này không xa, ăn ở đều có. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ xem ra bán bảo vệ sức khỏe rượu cũng là bạo lợi ngành nghề, Trần Thiên Phàm đều chuyên môn thành lập làm việc cơ cấu. Trần Thiên Phàm trong miệng không xa, đường xe cũng có hơn 20 cây số, Hứa Thuần Lương nhìn không được nói, người cái này đều ngũ hoàn có hơn đi. Trần Thiên Phàm cười nói, bên trong quá đắt, bên này phòng ở ta tự mua, coi như rộng rãi. Ô tô lái vào một cái đại viện, bên trong viện tử ngay tại thu sửa, một cỗ máy xúc chính ở nơi đó đào lấy hồ cá. Hứa Thuần Lương thấy được Phổ Kiến, con hàng này đang đào móc cơ bên cạnh chỉ trỏ, nghe được ô tô thanh âm, quay người vui tươi hớn hở phất phất tay. Trần Thiên Phàm nói, thế nào, mới bằng lão hữu tề tụ một đường, hài lòng hay không? Hứa Thuần Lương xuống xe, Phổ Kiến tuét miệng tiến lên đón, Hứa trấn trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Hứa Thuần Lương nói, người nhà không phải tại Nguy Sơn đảo sao? Trở về lúc nào? Phổ Kiến nói, trở về đều nửa tháng, ta cùng Mộc Thiên tập đoàn đám người kia nước tiểu không đến một cái ấm bên trong, lại nói ta bên này cũng có sinh ý a, không thể tổng ở tại một cái trên đảo nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, thật giống như ta chậm trễ ngươi sinh ý giống như. Trần Thiên Phàm nói, chớ vội ôn chuyện, trước tham quan, ta chỗ này thế nào? Hứa Thuần Lương nhìn một chút bên trong là một lần nữa đổi mới tứ hợp viện, có thể a, xem xét liền đại hộ nhân gia, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Trần Thiên Phàm chỉ Phổ Kiến. Phổ Kiến nói, ngươi liền nói thế nào đi? Hứa Thuần Lương nói, khó trách ngươi trở về, lần này không ăn ít tiền hoa hồng a. Trần Thiên Phàm vui vẻ, Phổ Kiến gấp, Hứa Thuần Lương, miệng hạ lưu đức a, ta là cái loại người này sao? Trần Thiên Phàm nói, Thuần Lương, người cũng đừng oan uổng Phổ Kiến, là ta chủ động tìm hắn, hắn trong khoảng thời gian này giúp ta chạy trước chạy sau, thật nhiều người đều để mắt tới viện này, may mắn Phổ Kiến hỗ trợ ta mới cầm xuống. Hứa Thuần Lương nói, thật nhiều người, đều là nắm đi. Phổ Kiến nói, dẹp đi, ta đi, tổn thương tự tôn, vũ nhục nhân phẩm ta, Hứa Thuần Lương, ta không có như ngươi loại này bằng hữu. Trần Thiên Phàm nói, đừng a, coi như ngươi ăn hoa hồng ta cũng nhận, viện này ta mua đến hài lòng. Hắn mời Hứa Thuần Lương đi phòng trà uống trà, bởi vì vừa sửa chữa xong, bên trong còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt mộc sáp dầu hương vị. Trần Thiên Phàm để Phổ Kiến trước bồi Hứa Thuần Lương trò chuyện, hắn đi phòng bếp nhìn xem chuẩn bị tình huống. Hứa Thuần Lương tại trên ghế bành ngồi xuống, Phổ Kiến rót cho hắn chén trà đưa đến trước mặt, Hứa trấn trưởng, người biệt hàn sầm ta, người liền nói nơi này, 3.000 vạn có đáng giá hay không? Hứa Thuần Lương nói, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Dù sao cũng không phải ta dùng tiền. Nâng chén trà lên nhấp một hớp, thấp giọng nói, thành thật khai báo, đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng. Phổ Kiến thở dài, người nhà hiểu rất rõ ta, đều là bằng hữu, ta tượng trưng thu. Hắn duỗi ra hai đầu ngón tay. Hứa Thuần Lương hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái, 200 vạn. Đi, ta không có đen như vậy 20 vạn. Ta hiện tại phát hiện mình khả năng không thích hợp xử lý đồ chơi văn hóa ngành nghề. Nhất có thể phát huy sở trường có thể là bất động sản. Hứa Thuần Lương nói, cho người điểm ánh nắng liền sán lạn người thích hợp nhất chính là đương hai đạo con buôn. Phổ Kiến bắt đầu cười hắc hắc, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kèn, hắn đứng dậy ra ngoài tiếp bằng hữu. Lần này tới chính là Nghiêm Kính Tùng, Đông Châu gác chuông khu lớn bí, Nghiêm Kính Tùng cùng Phổ Kiến là phát tiểu,
cùng Hứa Thuần Lương là Nam Sông Trường Đảng huấn luyện lúc đồng học, Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến kết bạn chính là bắt nguồn từ hắn giới thiệu. Hứa Thuần Lương không ngờ tới hắn có thể đến, Nghiêm Kính Tùng cũng không biết Hứa Thuần Lương ở chỗ này, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cảm thấy kinh hỉ, tiến lên nắm chặt tay của hắn nói, Thuần Lương, ngươi chừng nào thì đến kinh thành. Hứa Thuần Lương nói, xế chiều hôm nay vừa tới, Phổ Kiến đều không nói ngươi muốn tới. Phổ Kiến nói, ta đây không phải cho các ngươi một kinh hỉ nha. Nghiêm Kính Tùng lần này tới là cùng bọn họ gác chuông khu lương bí thư qua tới tham gia huấn luyện, bí thư huấn luyện 20 ngày, hắn cái này lớn bí cũng phải ở kinh thành ngốc đủ 20 ngày, vẫn là ở tại Đông Châu tiệm cơm, Nghiêm Kính Tùng đã trải qua ở chỗ này 2 tuần lễ, ngày mồng 1 tháng 5 trước có thể trở về. Tại kinh trong khoảng thời gian này, Nghiêm Kính Tùng vẫn luôn đang chăm chú Đông Châu đồ nướng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, chủ đề rất nhanh liền chuyển đến phía trên này, Thuần Lương. Các người văn lữ cục vừa mới thành lập liền đem Đông Châu đồ nướng cho xào đỏ, lợi hại a. Hứa Thuần Lương cảm giác hắn cái này xào chữ dùng đến không thỏa đáng, nhưng Nghiêm Kính Tùng đại biểu đa số người quan điểm, trên cơ bản đều cho rằng Đông Châu đồ nướng bạo lửa là thông qua mạng lưới lẫn lộn, mà lại là một lần thành công lẫn lộn. Phổ Kiến nói, ta đã sớm nói Hứa Thuần Lương là thiên mệnh chi tử, đi đâu mà vượng chỗ nào. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao không nhớ rõ ngươi đã nói. Nghiêm Kính Tùng nói, ta tin, hiện tại liền kinh thành đều biết Đông Châu đồ nướng, nhiều năm như vậy, chúng ta Đông Châu liền không có như thế được người quan tâm đến. Thân là Đông Châu người, cũng là cùng có vinh yên. Phổ Kiến nói, ta đi qua đối với mấy cái này lưới đỏ nhận biết không đủ, về sau ta phải tìm tam lưỡng tam hảo hảo thỉnh kinh, nếu có thể để bọn hắn giúp ta tuyên truyền ta đồ chơi văn hóa đồ cổ, kia lượng tiêu thụ không được gấp mấy chục lần đi lên lật. Hứa Thuần Lương nói, cách cục nhỏ đi. Chỉ bằng năng lực của ngươi căn bản không cần theo dựa vào người khác, ngươi làm cái trực tiếp ở giữa mạng lưới bán hàng, không ra 3 tháng ngươi cũng có thể thu hoạch cái mấy trăm vạn bánh phở. Phổ Kiến nói, ta làm sao nghe được ngươi đang tố khổ ta đây? Nghiêm Kính Tùng nói, ta không nghe ra đến, Phổ Kiến, miệng ngươi mới tốt như vậy, không làm trực tiếp đáng tiếc. Phổ Kiến nói, lão Nghiêm, không có tí sức lực nào a, ngươi đi theo hắn lửa phỉnh ta. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt, đúng vậy a, mình hẳn là cải biến một chút tư duy, hẳn là bắt lấy kỳ ngộ, theo sát xã hội trào lưu, trực tiếp mang hàng. Trần Thiên Phàm chào hỏi bọn hắn ngồi vào vị trí. Nhìn thấy trên bàn chính tông món cay tứ xuyên, Hứa Thuần Lương liền biết Trần Thiên Phàm bỏ công sức. Trần Thiên Phàm giới thiệu nói, ta từ quê quán mang đến một bếp tử, mặc dù không phải xuất thân chính quy, nhưng là một tay món cay tứ xuyên cực kỳ địa đạo. Rất nhiều là các ngươi tại bình thường món cay tứ xuyên quán ăn không được. Trần Thiên Phàm cầm lấy 5 roi hồi xuân rượu bắt đầu rót rượu, Hứa Thuần Lương nhìn thấy rượu này lập tức nhớ tới hôm nay ban ngày tại cao tốc khu phục vụ kinh lịch, nhịn không được cười nói, người rượu này có phải hay không bán 2888 kia khoản. Trần Thiên Phàm nói, ít giá 2888, bất quá xuất xưởng giá không có cao như vậy, đây là tập đoàn chúng ta mới nhất nghiên cứu cung đình chí tôn hệ liệt, ngươi nếm thử. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên ngửi ngửi, phẩm một ngụm, rượu này đến cùng hôm nay rượu giả không giống, chủ yếu là dùng đến cơ rượu khác biệt. Bọn hắn cùng uống vài chén rượu, Trần Thiên Phàm nâng chén kính Hứa Thuần Lương, đối với hắn hôm nay hỗ trợ đánh rất một cái rượu giả tiêu thụ ổ điểm biểu thị cảm tạ,